Kiếm đạo đệ nhất tiên tập 1681 đến tập 1690, hỗn độn thiên tộc chúc các bạn xem video vui vẻ, còn chưa chờ nam tử áo bào phải làm cái gì. Thái hạo kình thương đột nhiên lấy ra hỏa liên ấn, cách không hướng về tô dịch trên phi tiên đài đánh giết. Âm, uhm. hỏa liên ấn nở rộ ức vạn lửa thần, chiếu dọi cửu thiên. Một chớp mắt này, ngay cả vòng xoáy kiếp vân yên lặng bất động trên bầu trời kia cũng trượt nổ vang, như núi lửa yên lặng bùng nổ, chút xuống tia sét màu đỏ tươi cuồn cuộn như dung nham, tất cả đều đánh về phía tô dịch trên phi tiên đài nơi đỉnh núi này cũng theo đó lâm vào trong dung chuyển sụp đổ lần này ngươi còn có thể không nhìn ta trong lòng thái hạo kình thương cười lạnh hắn trái lại không chỉ có vì chút được một cơn tức mà là sau khi kiến thức được sự cường đại của nam tử áo bào vải đã làm hắn ý thức được nếu còn không nhân cơ hội tiêu diệt tô dịch rất dễ dàng sẽ xảy ra biến cố cho nên mới sẽ không chút do dự ra tay hơn nữa vừa ra tay chính là dốc hết toàn lực tuyệt sát hỏa liên ấn là hỗn độn bí bảo bị hắn lấy toàn bộ đạo hạnh thúc giục đến mức độ chưa từng có đủ có thể thiêu đốc tất cả cho dù bị một luồng khí tức quét trúng, tuyệt thế đạo tổ cũng sẽ ngay lập tức hóa thành cho kiếp mà chết. Về phần một mảng kiếp vân kia trên bầu trời, thì càng thêm cấm kỵ, là vị định đạo giả có thể xưng vô thượng cấm kỵ kia để lại. Một đòn như vậy, Thái Hạo Kình Thương tự nghĩ đổi là phán quan cùng thiên khiển giả khác ở đây, đều nhất định không dám đi ngăn cản. Một khi làm như vậy, ắt gặp hậu quả không thể thừa nhận. Lập tức, Thái Hạo Linh Ngu, Thanh Nhi, người tí hon mặc đạo bào đều kinh sợ, biến sắc hẳn. Ai có thể không rõ, Thái Hạo Kình Thương muốn một lần cho xong, hoàn toàn diệt tô dịch nam tử áo bào vải hãy còn ở trầm ngâm kia chỉ ngẩng đầu nhìn một mảng kiếp vân kia một lần tùy tay vung một kiếm âm um, chỉ xích kiếm sinh ra tiếng ầm ầm chưa bao giờ có một đạo kiếm khí đột ngột xuyên qua không gian như xuyên thủng một phần mặt trời trói trang màu đỏ tươi một mảng vòng xoáy kiếp vân kia chợt chia năm xẻ bảy tiếng phá diệt tinh tai nhức óc ầm ầm khuếch tán phía trên bầu trời kia chấn động toàn bộ phi tiên bí cảnh đều theo đó lay động một trận mà tay trái nam tử áo bào vải để không tùy ý cắt một cái hỏa liên ấn hướng về tô dịch đánh giết tựa như va vào trên một bức tường vô hình bị chán ở bên ngoài phi tiên đài tiếng va chạm kinh thiên động địa ánh lửa tung bay thái hạo kình thương ngây ra đó mắt gắt gao chừng lớn tay chân lạnh toát một cảm xúc kinh hãi chưa bao giờ có như cơn bão càn quét ở trong tâm cảnh của hắn từ sau khi trở thành thiên khiển giả hắn lần đầu tiên cảm thấy kinh sợ đúng vậy kinh sợ là một trong các chúa tẩy mệnh hà khởi nguyên thái hạo kình thương đã không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng cảm nhận được áp lực nữa cũng chưa từng gặp được bất cứ đối thủ nào, tự nhiên cũng đã hầu như sắp quên, kinh sợ là cảm xúc thế nào. Nhưng bây giờ, hắn một lần nữa cảm nhận được, một đòn toàn lực hỏa liên ấn hắn dốc hết tất cả, cứ như vậy bị ngăn cản dễ dàng. Cái này vốn đã khiến Thái Hạo kình thương khó có thể tiếp nhận, mà khi thấy một mảng vòng xoáy kiếp vân kia như tờ giấy bị đánh thùng, Thái Hạo kình thương cũng thiếu chút nữa há hốc mồm. Một đạo lực lượng kiếp nạn định đạo giả để lại, có lẽ ở sau khi cách vạn cổ năm tháng, đã thua xa ngày xưa, nhưng lực lượng cỡ đó lại vẫn như cũ đủ có thể uy hiếp đến tính mạng hắn thiên khiển già như vậy thái hạo kình thương nào dám tưởng tượng thế gian này lại có người có thể dễ dàng ở trong một kiếm làm được một bước này lập tức cả người hắn đều không ổn rồi mồ hôi ướt đẫm tên kia rốt cuộc là ai vì sao sẽ khủng bố như thế chẳng lẽ thật là nhóm cổ tiên cấp thủy tổ chứng đạo đầu tiên của thời đại hỗn độn thái sơ không chỉ thái hạo kình thương thái hạo linh ngu thanh nhi cùng người tí hon mặc đạo bào thấy tất cả cái này cũng gây ra đó nhưng đối với nam tử áo bào vài mà nói lại như là một việc nhỏ rất tầm thường hắn vẫn như cũ đang nghĩ chuyện vừa rồi mà khi nhìn thấy hỏa liên ấn ánh mắt hắn khẽ động thay đổi chủ ý nâng tay chộp một cái hỏa liên ấn liền nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay theo đầu ngón tay nhẹ nhàng lau một cái một luồng dấu ấn lực lượng kia tương quan với tính mạng thái hạo kình thương trên hỏa liên ấn đã bị lau đi phóc thái hạo kình thương ngay lập tức hộc máu gặp phải cắn trả nghiêm trọng khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt đi rất nhiều trên khuôn mặt kia tràn đầy kinh hãi giờ khắc này hắn rốt cuộc không thể bình tĩnh nữa không còn lạnh nhạt cùng tàn khốc vừa rồi tùy tay có thể lao đi dấu ấn của hắn mang hoàn toàn cướp đi một món hỗn độn bí bảo cấp chấn tộc của thái hạo thì hắn thủ đoạn như vậy đáng sợ cỡ nào nam tử áo bào vải thì xoay người hỏa liên ấn trong lòng bàn tay không biết khi nào đã lặng yên hóa thành một dấu ấn hoa sen lửa bị hắn cách không đặt ở trong mi tâm thái hạo linh ngu đúng vậy đây là nam tử áo bào vải sau khi suy nghĩ mãi lấy cách làm mượn hoa hiến phật cho thái hạo linh ngu hồi báo không chỉ có mang hỏa liên ấn hoàn toàn luyện một lần còn đánh thức một luồng khí tức tính linh trong lực lượng bổn nguyên của Hỏa Liên ấn, hôm nay dung hợp với tính linh của Thái Hạo linh ngu, về sau sớm hay muộn có thể thai nghén sinh ra khí linh thật sự, tựa như Thanh Nhi với Trảm Đạo Hồ Lô, Thái Hạo linh ngu tự nhiên ngay lập tức cảm nhận được tất cả cái này, không khỏi dại ra ở đó, không thể tưởng tượng vì sao sẽ xảy ra chuyện như vậy, mà lúc này, Thái Hạo Kình Thương đột nhiên không nói một lời, xoay người chạy, trong một bước, thời không biến ảo, bóng người hắn đã bỗng dưng biến mất, không lưu lại một tia dấu vết nào, cái này tỏ ra cực kỳ hoang đường. Cần biết, nam tử áo bào vải từ khi xuất hiện bắt đầu đều chưa từng nhìn hắn một cái, chưa từng nói một chữ, cũng chưa từng để ý tới hắn mảnh may. Cho dù thái hạo kình thương lúc trước toàn lực ra tay, vô luận đối phó nam tử áo bào vải cũng tốt, muốn giết tô dịch cũng thế, cũng chưa từng dẫn tới nam tử áo bào phải chú ý. Càng đừng nhắc ra tay đối với thái hạo kình thương, nhưng lúc này, chính hắn lại không chịu nổi trước, lựa chọn chạy trốn. Một vị thiên khiển giả chúa tể thế gian chìm nổi không biết bao nhiêu năm tháng, một tồn tại khủng bố như ngạo thế vô địch, lại bị dọa lui cho dù tận mắt nhìn thấy cũng làm người ta hoài nghi là đang nằm mơ mà lúc này nam tử áo bào vài nhíu nhíu mày không biết điều nhãn lực cũng không đủ nếu không tự nhiên nên rõ lựa chọn đào tàu ở trước mặt mình chính là con đường tìm chết nam tử áo bào vài vốn tính toán làm xong trước chuyện mình muốn làm lại đi xử trí nhân vật kia thiếu chút nữa hủy diệt chuyển thế chi thân của mình nhưng bây giờ lại không thể không thay đổi kế hoạch hắn nhẹ nhàng bước ra một bước tùy ý phất tay áo một cái thời không vặn vẹo biến ảo Thái hạo kình thương trước đó biến mất không thấy không ngờ từ trong hư không bị sống sờ sờ bức bách ra xuất hiện ở vị trí ban đầu đứng lập tức mọi người đều ngây ngốc đây là thủ đoạn cỡ nào thái hạo kình thương thì như bị xét đánh lông tóc dựng cả lên khuôn mặt kia cũng đã trắng bệch không có màu máu hắn giờ khắc này khi đối mặt nam tử áo bảo vải đột nhiên có một loại cảm giác đối mặt vị định đạo giả có thể xưng vô thượng cấm kỵ kia đều mạnh đến mức không thể biết có thể mang hắn thiên khiển giả như vậy tùy ý xử tử mà một khắc này nam tử áo bảo vải mày lại nhíu mày ở trong năm tháng tu hành dài đằng đẵng vô tận của hắn lúc còn sống vô luận đối đãi bất cứ kẻ địch nào đều một kiếm giết xong việc phải áo mà đi chưa từng ra kiếm thứ hai nhưng trước mắt hắn do dự một kiếm giết y là đủ rồi có lẽ mình không để ý nhưng chuyển thế chi thân kia của mình sẽ cho rằng quá hời cho người này hay không không khí rất nặng nề chưa có ai nói chuyện áp lực sắp thở không nổi thái hạo kình thương trái lại chưa biểu lộ bất cứ ý đồ thỏa hiệp cúi đầu nào chỉ nhìn chằm chằm nam tử áo bào vải nói mặc kệ các hạ là ai hôm nay hành vi của ngươi đều đã kinh động định đạo giả mà ngươi cho dù có năng lực giết ta ta cũng bất diệt từng chữ một hùng hồn khí phách lộ ra sự hung hãn cũng là giờ khắc này nam tử áo bào vài rốt cuộc làm ra quyết đoán quyết định giúp tô dịch ăn miếng trả miếng về phần đoạn lời này của thái hạo kình thương hắn chưa có không nhìn mà là căn bản không nghe vào trong tai phanh nam tử áo bào vài đứng yên ở nơi đó lại có một đạo kiếm quang hiện ra đánh nát đạo thể thái hạo kình thương trong máu tươi tung bay đạo thể máu thịt ầm ầm hóa thành cho kiếp điêu linh ngay sau đó lại chém ra một kiếm như mặt trời chói trang thiêu đốt công kích ở trên một tầng băng tuyết mỏng manh thần hồn thái hạo kình thương trong tích tắc thiêu đốt hòa tan biến mất không còn dấu vết mà cái này còn chưa tính là xong còn có kiếm thứ ba chém ra như một cây dao cạo tâm thần vô hình mang tâm cảnh bí lực thái hạo kình thương lưu lại hoàn toàn lao đi đạo thể thần hồn tâm cảnh ở dưới lúc tục ba kiếm biến mất như tờ giấy bẻ gãy nghiền nát không hề hồi hộp thái hạo kình thương vị thiên khiển già này cũng không kịp sấy giụa đã thật sự tiêu vong ở đây khi thấy tất cả cái này mọi người đều dại ra ở đó kinh hãi thất thần nam tử áo bào vải thì đang nghĩ gậy ông đập lưng ông như vậy hẳn là được rồi thẳng đến giờ phút này hắn vẫn như cũ chưa từng nói một chữ trầm mặc đến đáng sợ chỗ đỉnh núi tràn ngập yên tĩnh một mảng vòng xoáy kiếp vân treo cao dưới bầu trời không biết bao nhiêu năm tháng kia sớm bị một kiếm đánh tan trên phi tiên đài tàn hồn tô dịch ngồi ở nơi đó ngần người không nói thiếu nữ mặc váy vẫn duy trì tư thái ngã ngồi dưới đất hai tay che mắt đầu rúc ở trong lòng như là điều nhỏ rúc đầu ở trong cát thái hạo kình thương đã chết ánh mắt thanh nhi hoảng hốt thiên khiển già đáng sợ nàng từng nghe chủ thượng nói đến ở mệnh hà khởi nguyên này nghiễm nhiên như thiên đạo hóa thân bất tử bất diệt không thể địch nổi muốn giết thiên khiển già không khác gì đối kháng thiên đạo của mệnh hà khởi nguyên trong năm tháng dài lâu từ trận chiến định đạo kết thúc đến nay cũng chưa từng có ai có thể lay động thiên khiển già nhưng bây giờ thái hạo kình thương vị thiên khiển giả này lại thua rồi điều hoang đường nhất là vị thiên khiển giả này lúc trước từng bị dọa đến đảo tàu nhưng lại bị bắt trở về điều này ý nghĩa cái gì thanh nhi sao có thể không rõ lay động thiên khiển giả đánh bại thiên khiển giả nghiền áp thiên khiển giả đây là ba ý tứ hoàn toàn khác nhau mà vị tồn tại kia đến nay cũng chưa từng bị người ta nhìn thấy thì không thuộc về ba cấp bậc này bởi vì thái hạo kình thương trước đó nhiều lần ra tay nhiều lần khiêu khích nghiễm nhiên như kiến càng lai cây bởi vì không có bất cứ uy hiếp gì hoàn toàn bị đối phương không nhìn, thẳng đến lúc tiêu diệt Thái Hạo Kình Thương, cũng như tùy tay ở trên thớt gỗ chặt thịt, tùy tay là giết, căn bản không cần cân nhắc cái gì, Thanh Nhi làm sao nhìn không ra, nếu vị tồn tại thần bí kia muốn giết Thái Hạo Kình Thương, căn bản không cần ba kiếm, về phần vì sao vận dụng ba kiếm, lại là Thanh Nhi nghiền ngẫm không ra, điều kỳ quái nhất là, vị tồn tại thần bí kia ở cùng lúc không nhìn Thái Hạo Kình Thương, tùy tay còn tặng mình một cái vô thượng truyền thừa phá cảnh, chủ nhân của Thanh Nhi, vốn chính là một vị tồn tại khó lường trong mệnh Hà Khởi Nguyên. Thanh Nhi làm khí linh của Trạm Đạo Hồ Lô, tự nhiên rõ, khi có người có thể tùy tiện cho mình một tạo hóa như vậy, là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào. Trong lúc nhất thời, Thanh Nhi cũng ngây ngốc, vị tồn tại kia, đạo hạnh nên cao đến mức nào, có phải tổ tông của Bồn Đại gia đến rồi hay không? Người tí hon mặc đạo bà lầm bẩm, ánh mắt cuồng nhiệt, tràn ngập sùng bái, nếu không, vì sao có thể trâu bỏ như vậy, búng tay mà thôi, đã giết thiên khiển giả, tùy tay, liền chỉ dẫn cho ta một cái vô thượng đại đạo huy hoàng, trừ tổ tông chưa từng gặp mặt kia của ta, còn có thể có ai có thể làm được giờ khác này người tí hon mặc đạo bào như điên trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô xinh ngốc vui vẻ thành nhi thiếu chút nữa trợn trắng mắt thằng nhãi này bị ngu à rõ ràng là khí linh của tiên thiên hỗn độn bí bảo nếu nói có tổ tông cũng là hỗn độn nó sinh ra đâu có thể nào là vị tồn tại thần bí kia mà lúc này thái hạo linh ngu như ở trong mộng mới tỉnh bất hồn mất vía nói ca ta không thể chết nàng cũng gặp rung động rất lớn tâm thần rung chuyển nhưng nàng biết huynh trưởng mình chưa chết lúc trước hủy diệt có lẽ là bản tôn của huynh trường nhưng làm thiên khiển giả tính mạng bổn nguyên của huynh trường sớm đã dung nhập thiên đạo trật tự của mệnh hà khởi nguyên trừ phi thiên đạo mệnh hà khởi nguyên bị lật đổ nếu không huynh trường chính là thật sự bất tử bất diệt không chỉ huynh trường thiên khiển giả khác cũng như thế mà muốn lật đổ thiên đạo mệnh hà khởi nguyên trừ phi lại trình diễn một trận chiến định đạo trên phi tiên đài tàn hồn tô dịch mang tất cả cái này thu hết đáy mắt cũng không khỏi âm thầm cảm khái mình trước kia đánh giá đối với đạo hạnh của kiếp thứ nhất trung quy vẫn nông cạn kiếp thứ nhất cường đại đã đến một loại trình độ làm người ta không thể đo lường được mà không thể không nói kiếp thứ nhất cùng tâm ma của hắn tính tình thật là hai cực đoan bản tôn trầm mặc đến mức lời nói chuyện tâm ma thì như kẻ mắc bệnh nói nhiều trách không được tiểu lão gia từng chân thành cảm khá như vậy quá trầm mặc không tốt nói nhiều chút là chuyện tốt đều có nguyên nhân lúc này nam tử áo bào vải vẫn chưa nói gì kiếm tu kiếm đế thành nếu ở đây khẳng định đều tập mãi thành quen bởi vì đều rõ đại lão gia nhà mình không nói lời nào mới là bình thường nam tử áo bào vài xoay người đi một bước tới trên phi tiên đài cứ lẳng lặng như vậy nhìn về phía tàn hồn của tô dịch trong một chớp mắt tô dịch chợt cảm thấy áp lực vô hình mang đi so sánh hắn quả thực càng thích nói chuyện với tâm ma kiếp thứ nhất hơn dù sao căn bản không cần mình cân nhắc cái gì kẻ sau sẽ thao thao bất tuyệt nói mãi tuyệt đối sẽ không tẻ ngát nhưng kiếp thứ nhất hiển nhiên khác hắn trầm mặc ngược lại cho người ta một loại cảm giác áp bách không biết nên tiếp cận như thế nào giống như ngay cả nói chuyện cũng phải cân nhắc đủ thứ sau đó tô dịch thở dài một tiếng vứt bỏ tạp niệm cũng lười cân nhắc thêm cái gì nói thẳng để ngươi chê cười rồi nam tử áo bào vài tùy tay buông chỉ xích kiếm xuống chưa nói gì tô dịch thì cúi đầu nhìn tàn hồn mình như tự diễu nói lần này nếu không phải ngươi ta sợ là đã chết cái này có phải khiến ngươi rất thất vọng hay không nam tử áo bào vài vẫn chưa từng nói chuyện chỉ khẽ như mày như đang trầm ngâm cái gì tô dịch thì việc mình mình nói chẳng qua bản thân ta sẽ không bởi vậy nhụt chí cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy hổ thẹn dứt lời cả người tô dịch hoàn toàn an tĩnh lại hôm nay nơi đây hắn thất bại thảm hại gần như chết nhưng nào cần hổ thẹn đổi làm bất luận kẻ nào cổ kim thiên hạ này ai có thể như hắn ở trong đạo chân cảnh có được thành tựu hôm nay hắn đời này chinh chiến đến nay một lần nào chưa từng xưng vô địch cùng cảnh giới cảnh giới nào chưa từng vượt qua các kiếp trước trên con đường thành tổ hắn lấy tu vi đạo chân cảnh chảm nhất lưu đạo tổ cũng đã không nói chơi hôm nay chỉ là thua thiên khiển giả mà thôi không có gì phải nhục trí cũng không cần hổ thẹn tốt bất thình lình bên tai tô dịch vang lên một thanh âm hắn ngẩn ra theo bản năng dương mắt nhìn về phía nam tử áo bảo vải nói chuyện rồi khó được nha tô dịch không hiểu sao sinh ra cảm khái đây là tán thành đối với mình hoặc chỉ là một cái đáp lại lễ phép tô dịch đang muốn thử một lần có thể rèn sắt khi còn nóng giao lưu một phen với kiếp thứ nhất hay không lại thấy nam tử áo bảo vải đã xoay người đi một bước tới trước người thiếu nữ mặc váy kia ngươi 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 đừng tới đây thiếu nữ mặc váy vẫn che mắt đầu giúp ở trong lòng lại như rõ ràng phát hiện nam tử áo bảo vải tồn tại kinh hãi tới mức thân thể mềm mại run rẩy như động kinh. Nam tử áo bào vài nâng tay, một sợi dây thừng màu vàng quấn quanh ở trên vòng eo thiếu nữ mặc váy đã lao lên, rơi vào lòng bàn tay hắn. Sau đó, không cho phần trần lập tức xách lên thiếu nữ mặc váy, bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ, cứ như vậy biến mất không thấy nữa. Tôi dịch giật mình, đủ loại kiếp trước của hắn đều có tính tình riêng, chỉ có kiếp thứ nhất trầm mặc tới mức khiến người ta khó có thể tiếp cận, cũng là người ta khó có thể suy đoán suy nghĩ trong lòng hắn. Trở về sau dung hợp đạo nghiệp cùng ký ức kiếp thứ nhất, ta trái lại muốn xem mỗi ngày trong đầu hắn đang nghĩ cái gì sao lại như cái câm điếc tô dịch âm thầm nói thầm sau đó tô dịch liền nhíu mày kiếp thứ nhất dẫn theo thiếu nữ mặc váy kia rốt cuộc là muốn đi làm cái gì không đợi tô dịch nghĩ tiếp người tí hon mặc đạo bào thanh nhi thái hạo linh ngu đều đã tiến đến tô dịch tổ tông ta đâu tô đại nhân thương thế của ngài như thế nào đạo hữu vừa rồi vị tồn tại kia rốt cuộc là thần thánh phương nào chỗ sâu nhất của hải nhãn kiếp khư táng tiên địa trong thiên địa u ám kia vang lên tiếng cười to khàn khàn của tù đồ cái này gọi là vạn nhất thế gian không có định số tất cả đều đang biến hóa nhất của vạn nhất là ở chỗ không thể phỏng đoán tiếng cười to của tù đồ tràn ngập khuây khỏa ta sớm nói các người đám ếch ngồi đáy giếng này trung quy bị mệnh hà khởi nguyên cái giếng này đóng khung tầm mắt không biết thiên địa ngoài giếng to lớn phán quan ngồi ở nơi đó những mày không nói thái hạo kình thương ra tay thế mà cũng đã xảy ra biến số lúc trước tiểu mệnh quan kia vận dụng lại là lực lượng cỡ nào thế mà khiến mệnh kiếp thiên đang gặp cán trả dẫn tới màn hào quang hiền hóa cũng tan vỡ, khiến mình gặp liên lụy, giống như tiếng cười của tù đồ quá mức chói tai, phán quan trung quy không nhịn được, nói: "Ngươi hẳn sẽ không ngu xuẩn đến mức cho rằng làm thiên khiển giả thái hạo kình thương sẽ thua." Tù đồ cười to nói: "Vì sao thiên khiển giả sẽ không thua?" Ánh mắt phán quan bình tĩnh, thiên khiển giả nắm giữ quyền bính thiên đạo, nếu thua, chẳng phải ý nghĩa thiên đạo mệnh hà khởi nguyên đã thua. Tiếng cười của tù đồ biến mất, trầm mặc một lát, nói: "Nhưng Tô Dịch chưa chắc sẽ chết, chỉ cần hắn tránh được kiếp nạn này là đủ rồi." phán quan hừ lạnh một tiếng hắn vươn người đứng lên một tay nâng lơ lửng mệnh kiếp thiên đăng ông bạn già người nhất định sẽ thất vọng muốn đi thanh âm tù đồ trở trở nên lạnh lùng ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi cứ thế rời khỏi một luồng khí tức hủy diệt kinh khủng đáng sợ quanh quẩn ở nơi u ám này lúc trước bị ngươi kiềm chế ở đây là không muốn xé rách ra mặt để ngươi con mồi này hủy ở trong tay ta thực cho rằng chỉ bằng ngươi một tên hình quan nửa chết nửa sống có thể làm gì được ta phán quan vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng ở trong lòng bàn tay hắn mệnh kiếp thiên đang bay lả tả ánh trăng như ảo mộng chiếu sáng lên khu vực u ám kia cũng khiến bóng người cao lớn của phán quan hiện hiện ra hắn mặc trường bào đầu đội mũ cao khuôn mặt ôn nhuận như ngọc giờ phút này chỉ đứng yên ở nơi đó đã có một luồng uy áp khủng bố không cách nào hình dung tràn ngập đó là một loại khí thế như chúa tể nếu nói táng tiên điện này là một tòa lao ngục như vậy phán quan chính là chúa tể của lao ngục này có thể nắm giữ hỗn độn kiếp lực tràn ngập nơi đây chặt đứt sinh tử của người ta tù đồ chưa tranh cãi cái gì chỉ nói người đã tin tưởng vững chắc thái hạo kình thương sẽ không thua vì sao phải đi đừng quên trước đó ngươi còn từng nói từng để lại hậu thủ ở vạn ách kiếp địa chẳng lẽ ngươi không chỉ mất đi lòng tin đối với thái hạo kình thương còn lo lắng hậu thủ mình để lại cũng không phát huy được tác dụng trong lời nói tràn đầy châm chọc âm um, phán quan chợt ra tay hắn đã không có tâm tư dây dưa với tù đồ trực tiếp triệu ra mệnh kiếp thiên đăng muốn đánh vỡ kiềm chế đến từ tù đồ ngay lập tức chạy tới phi tiên mỹ cảnh của vạn ách kiếp địa vì thế hắn thậm chí không ngại diệt tù đồ tù đồ nheo lại đôi mắt màu đỏ hy vọng thoát vây duy nhất của hắn ở trên thân tô dịch mà nay tô dịch bên kia còn chưa biết sống hay chết tràn ngập biến số hắn tự nhiên không thể dễ dàng cho phép phán quan tự mình đi đối phó tô dịch không do dự tù đồ quyết định được ăn cả ngã về không liều mạng một phen trên thân thể như mục nát của hắn từ khi bốc hơi phóng ra một luồng lực lượng dao động kinh khủng cấm kỵ vô số hỗn độn kiếp quang kia giam cầm gông xưởng trên thân đều bị chấn động kịch liệt rung chuyển hẳn lên liều mạng vô dụng phán quan giọng điệu lạnh lùng mệnh kiếp thiên đăng trượt tỏa sáng rực rỡ chiếu sáng lên bảng táng tiên địa u ám này lực lượng chu hư quy tắc bao trùm ở trong táng tiên địa cũng theo đó nổ vang hiện ra hướng về tù đồ đánh giết mắt thấy một hồi đại chiến sắp trình diễn một cái chân đột nhiên từ trên trời giáng xuống dưới hải nhãn kiếp hư có phi tiên đài cũng có táng tiên địa sớm từ thời đại hỗn độn thái sơ táng tiên địa đã bị coi là khu vực nguy hiểm nhất cấm kỵ nhất của hải nhãn kiếp hư nơi này là khởi nguyên của tất cả tai kiếp khắp nơi tràn ngập hỗn độn kiếp quang có thể dễ dàng gạt bỏ đạo tổ xung quanh toàn bộ táng tiên địa đều bao trùm ở dưới một tầng chu hư quy tắc cấm kỵ do lực lượng tai kiếp bổn nguyên diện hóa mà sinh tù đồ bị nhốt ở đây sinh cơ mục nát nhục thân hư hoại không ra người cũng không ra quỷ dù là phán quan của nghiệp kiếp nhất mạch đến cũng cần lấy lực lượng mệnh kiếp thiên đăng làm chỗ dựa mới có thể khống chế lực lượng tai kiếp nơi đây nhưng lúc này lại có một cái chân từ trên trời giáng xuống như một ngọn núi thần chấn áp tất cả ép vỡ hỗn độn kiếp quang ven đường đạp phá chu hư quy tắc bao trùm ở quanh táng tiên địa một cước mang trời của táng tiên địa đạp ra một cái lỗ thủng chu hư quy tắc nổ tung như cơn lốc khuếch tán tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc vang vọng ở toàn bộ táng tiên địa vắng lặng u ám phán quan và tù đồ đồng loạt biến sắc cùng nhìn về phía bóng người kia một cước đạp vỡ chu hư quy tắc táng tiên địa mà đến một trận đại chiến vốn sắp xảy ra ở giữa hai người cũng theo đó im bạt mà dừng hư không dung chuyển mưa hào quang tung bay một nam tử áo bảo và nhẹ nhàng tới hắn tựa như lững thững sân vắng dáng vẻ tùy ý bình tĩnh có một loại thông dong siêu nhiên khỏi thế gian cho người ta cảm giác tựa như hắn không phải cố ý dùng sức muốn đạp vỡ chu hư quy tắc táng tiên địa ngược lại là chu hư quy tắc ở dưới chân hắn như tờ giấy không chịu nổi phân lượng một thân đại đạo của hắn dẫn tới vỡ tan mà ở tay trái nam tử áo bào vải có sách thiếu nữ mặc váy đầu ngón tay bên tay phải thì quấn quanh một sợi dây thường màu vàng khi thấy một màn như vậy phán quan nhất thời dùng mình trong lòng nặng nề ý thức được không ổn mà tủ đồ thì lập tức đoán ra cái gì ngạc nhiên lẫn vui mừng nói các hạ chẳng lẽ là bằng hữu của tô dịch biến số lúc trước xảy ra ở phi tiên bí cảnh chẳng lẽ cũng là các hạ gây nên thanh âm truyền khắp táng tiên địa nhưng nam tử áo bào vải lại như hoàn toàn không có cảm giác hắn sau khi xuất hiện nhẹ nhàng đứng ở trong một mảng u ám ánh mắt nhìn quanh như đang đánh giá cái gì về phần phán quan cùng tù đồ chỉ bị ánh mắt hắn đảo qua liền không để ý tù đồ ngần ra gã thần bí này cũng không biết là ai thoạt nhìn rất kiêu ngạo nha cũng đúng tồn tại có thể tùy ý một cước đạp phá chu hư quy tắc táng tiên địa ngạo một chút cũng là đương nhiên tù đồ đã sớm liếc một cái thấy được thiếu nữ mặc váy quý thanh khê biết đối phương là tiểu đệ tử của phán quan cũng thấy được một món bảo vật bị gọi là hóa long tắc kia chính là một cái chìa khóa duy nhất nghiệp kiếp nhất mạch ra vào phi tên bí cảnh tất cả cái này cũng làm tù đồ tiến một bước xác định nam tử áo bảo vải thần bí kia khẳng định là vì chuyện của mệnh quan tô dịch mà đến sau đó tù đồ sinh ra một ý niệm khiến hắn cũng cảm thấy chấn kinh vị tồn tại thần bí này đã đến đây chẳng phải ý nghĩa thái hạo kình thương đã thua ở phi tên bí cảnh cũng chính là nói vị tồn tại thần bí này đã cường đại đến mức có thể chấn áp thiên khiển giả. Bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên tại kênh youtube di các phim, trong lòng tù đồ chấn động, không thể bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía nam tử áo bào và liên tục thay đổi. Phán quan rõ ràng cũng ý thức được những thứ này, sắc mặt từng chút một trở nên vô cùng ngưng trọng, chu hư quy tắc sụp đổ dần dần yên lặng xuống, táng tiên địa lại khôi phục loại bầu không khí vắng lặng u ám kia, mà nam tử áo bào vài từ khi xuất hiện bắt đầu vẫn chưa từng nói chuyện, chỉ đánh giá bốn phía, như đang cân nhắc cái gì nhưng loại tư thái trầm mặc như bên cạnh không có ai này lại mang cho phán quan cùng tù đồ một loại áp lực vô hình việc thế gian chưa biết là khủng bố nhất người thế gian không thể biết cũng là người ta kiêng kỵ nhất ở mệnh hà khởi nguyên trong năm tháng cổ kim dài lâu phán quan và tù đồ đều là tồn tại bước lên tuyệt đỉnh xa không phải đạo tổ trên ý nghĩa bình thường có thể so sánh cho nên hai người cho dù có thể không kiêng kỵ mọi chuyện thế gian có thể nhìn xuống tất cả người thế gian nhưng giờ này khắc này khi đối mặt nam tử áo bảo và thần bí không thể biết kia đều thu liễm sự tự phụ trong xương cốt hiển lộ ra sự coi trọng chưa bao giờ có thằng đến hồi lâu sau phán quan rốt cuộc không kiềm chế được nói các hạ lần này đến rốt cuộc muốn làm cái gì khi nói chuyện hắn một tay nâng lơ lửng mệnh kiếp thiên đăng quanh thân đều bao phủ ở trong một tầng ánh đèn kỳ ảo tựa như ảo mộng hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị ứng đối tất cả ở bất cứ lúc nào tù đồ chưa cười nhạo đổi là hắn thân ở lúc này nơi đây đối mặt tình cảnh này cũng sẽ làm như vậy thật sự là nam tử áo bào vài kia mang cho người ta áp lực vô hình quá lớn thanh âm của phán quan quanh quần sau đó dần dần yên lặng xuống nam tử áo bào vải vẫn bắt tiếc tai ngơ như cũ cho người ta cảm giác hắn nhìn như đứng ở đó tâm thần lại đã sớm không ở đây có thể coi là thần du vật ngoại cũng có thể coi là không để ý nơi đây sắc mặt phán quan có chút âm trầm bị không nhìn như vậy đổi là bất luận kẻ nào trong lòng đều nhất định sẽ rất không thoải mái làm chúa tể nghiệp kiếp nhất mạch phán quan tự nhiên không phải người sợ chuyện cho dù nhìn không thấu lai lịch nam tử áo bào vải nhưng không đại biểu hắn sẽ bởi vậy mà kiêng kỵ trùng trùng sợ tay sợ chân các hạ chẳng lẽ là đang cố ý kéo dài thời gian ánh mắt phán quan lạnh như băng một thân khí tức cũng thay đổi khí tức tài kiếp bốc hơi thần uy khủng bố tu đồ thấy vậy trong lòng khẽ động cười khẩy nói phán quan ta khuyên ngươi vẫn là đừng tìm chết nhỡ đâu xảy ra sai lầm gì ngươi sợ là muốn hối hận cũng không kịp đây là lời ngay nhưng lại nói ngược giọng điệu kỳ quái mắt phán quan chỉ nhìn chằm chằm nam tử áo bào vải kia vẻ mặt liên tục thay đổi không ngừng rút cuộc nam tử áo bào vải tựa như rút cuộc nghĩ ra chuyện gì hắn xoay người nhìn phán quan một cái vẫn như cũ chưa nói lời nào cả tùy tay chộp một cái âm um, mệnh kiếp thiên đang vốn nắm giữ ở trong tay phán quan đột nhiên phát ra tiếng nổ vang như kinh thiên dễ thoát lòng bàn tay hắn lao về phía nam tử áo bảo vải phán quan kinh hãi không quản thứ khác nữa không chút do dự trực tiếp ra tay lực lượng chu hư quy tắc yên lặng trong táng tiên địa hoàn toàn bị phán quan điều động diễn hóa thành một cái hỗn độn chát đao chói mắt sáng như tuyết chém về phía nam tử áo bảo vải chát đao dao cầu gồm bộ khung và một lưỡi dao có thể chém tương tự như dao cắt thuốc hoặc cầu đầu chảm lão già này thế mà lại vừa ra tay đã muốn liều mạng trong lòng tù đồ chấn động liếc một cái nhận ra phán quan giờ phút này thi triển chính là nghiệp kiếp chắc đao thủ đoạn cấm kỵ trí cùng vô thượng của phán quan nhất mạch lấy bổn nguyên lực lượng tai kiếp làm vật dẫn như dao cầu trời xanh chém đối thủ như chém cỏ rác trong năm tháng quá khứ dài lâu phán quan đã gần như chưa từng vận dụng môn thần thông này nữa cho dù trong một năm thời gian qua phán quan bị mình kiềm chế ở táng tiên điện này hắn cũng chưa từng liều mạng như vậy hiển nhiên ở trong lòng phán quan sớm mang nam tử áo bào vải kia liệt vào đại địch đáng sợ nhất cả đời âm uhm, táng tiên địa chấn động chu hư quy tắc cuồn cuộn quy năng của nghiệp kiếp chát đao kia quá mức cấm kỵ từ trên trời giáng xuống chém về phía nam tử áo bào vải cùng lúc đó phán quan bước ra một bước phung tay đi đoạt mệnh kiếp thiên đăng một chớp mắt này tù đồ cũng nheo mắt lại hắn mặc dù xa xa nhìn đã cảm nhận được uy hiếp chí mạng đập vào mặt nhưng ra ngoài hắn dự kiến nam tử áo bào vài đứng ở nơi đó không chút sức mẻ tựa như căn bản chưa chú ý tới một hồi đại họa ngập trời từ trên trời giáng xuống hoàn toàn chưa từng tiến hành phản kháng ngay tại thời điểm trái tim tù đồ cũng treo lên chợt nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng nghiệp kiếp chát đao khi chém tới đỉnh đầu nam tử áo bào vài cách ba thước tựa như chém lên một lạch trời vô hình âm ầm nổ tung mà mệnh kiếp thiên đăng thì nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay nam tử áo bào vài phán quan vung tay cướp đoạt mệnh kiếp thiên đăng thì không những cướp hụt còn gặp phải cán trả nghiêm trọng cả người lảo đảo lui ra ngoài kịch liệt ho khan khóe môi không ngăn được máu tươi chảy ra khuôn mặt ôn nhuận như ngọc theo đó trở nên trắng bệch ánh mắt nhìn về phía nam tử áo bào vải kia cũng đã không thể áp chế mang theo nét kinh hãi tù đồ cũng sửng sốt như vậy cũng được đây nào phải ngồi chờ chết rõ ràng là căn bản không mang nghiệp kiếp chát đao đặt ở trong mắt nhà cũng là một khắc này phán quan cũng tốt tù đồ cũng thế rốt cuộc khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là khủng bố không thể biết mà nam tử áo bào vải lại chưa từng để ý tới những thứ này cũng không thấy động tác của hắn hóa long tác đột nhiên hóa thành một luồng quang ảnh ánh vàng rực rỡ lao vào bức đèn mệnh kiếp thiên đăng bức đèn tựa như hình rắn vặn vẹo uốn lượn kia nhất thời ầm một tiếng nở rộ ra một mảng ánh lửa màu vàng ánh lửa màu vàng lóe lên lúc sáng lúc tối cũng làm ánh đèn mệnh kiếp thiên đăng bay ra bao trùm lên một tầng hào quang màu vàng thần bí điều quỷ dị nhất là ánh đèn màu vàng kia lại không cách nào tới gần nam tử áo bảo vải mà là ở trước người nam tử áo bảo vải hiển hóa ra một cánh cửa thời không như hư vô cái này tủ đồ chừng lớn đôi mắt hóa long tác và mệnh kiếp thiên đăng dung hợp lại còn có thể xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng như thế mà phán quan thì như ý thức được cái gì sắc mặt hoàn toàn thay đổi ngươi dám mau buông tay phán quan hét to hiếm thấy thất thố như chịu kích thích rất lớn như điên cuồng lao về phía nam tử áo bảo vải nhưng hắn thi triển bất cứ thần thông nào đều không cách nào tới gần nam tử áo bảo vải ba thước ngược lại là chính hắn bị chấn động lui ngược từng lần cho người ta cảm giác như kiến càng lai cây cái này nhìn qua rất hoang đường dù sao phán quan nếu liều mạng cũng có thể đi đọ sức với thiên khiển giả ai dám tưởng tượng hắn tồn tại như vậy có một ngày cũng sẽ trải qua thất bại như kiến càng lay cây mệnh kiếp thiên đang càng thêm sáng người lấp lánh tản mát ra ánh đèn màu vàng cũng càng thêm ngưng thực cánh cửa thời không kia ngưng tụ ở trong ánh đèn đã dần dần trở nên rõ ràng có thể thấy được phán quan trực tiếp giống như gặp phải đà kích nặng nề trợn mắt muốn nứt hắn điên cuồng quát to người làm như vậy sẽ chỉ đưa tới cho mệnh hà khởi nguyên tai kiếp cùng dung chuyện không lường được tất cả cái này tù đồ nhìn mà cũng hết hồn một phen phán quan tính tình luôn trầm ngưng bình tĩnh vì sao lại như điên cuồng trở nên nôn nóng kinh sợ như vậy một cánh cửa thời không kia lại ý nghĩa cái gì tù đồ nhìn không thấu hắn thẳng đến giờ phút này chỉ biết một sự kiện đó chính là nam tử áo bảo vài lần này đến mục đích không phải hướng về phía phán quan cũng không phải vì cứu hoán tù đồ này mà là vì mở ra một cánh cửa thời không này lúc trước nam tử áo bảo vài sở dĩ trầm mà không nói rất có thể chính là đang thôi diễn chuyện mở ra một cánh cửa thời không này mà cuối cùng Nam tử áo bào vài rõ ràng suy tính ra, mấu chốt mở ra cánh cửa thời không là ở trên mệnh kiếp thiên đăng. Vì thế liên trình diễn chuyện vừa rồi xảy ra, chỉ là tồn tại thân bí kia vì sao lại phải dẫn theo tiểu đệ tử của phán quan đến? Chẳng lẽ trên thân tiểu nha đầu này có bí mật có liên quan với một cánh cửa thời không kia? Tu đồ nghĩ nhanh như bay, mệnh kiếp thiên đăng treo cao, ánh đèn vàng rực rỡ ngưng tụ ra một cánh cửa thời không thần bí. Tu đồ kinh nghi bất định, phán quan vẻ mặt đầy phẫn nộ, nhưng nam tử áo bào vài chưa từng để ý tới những thứ này hắn nhìn chằm chằm một cánh cửa thời không kia như đang tìm hiểu và kiểm tra kỹ càng huyền cơ giấu trong đó sau một lúc nam tử áo bào vài rút cuộc động sách lên thiếu nữ mặc váy sớm lâm vào hôn mê trong tay một động tác rất tùy ý mà thôi thiếu nữ mặc váy lại lặng yên hóa thành một con thanh ngư điều thần dị là một con thanh ngư này toàn thân lại kỳ ảo trong suốt như kính lượn lờ từng tia từng luồng mưa hào quang hỗn độn giống như biết nam tử áo bào vài kế tiếp muốn làm cái gì phán quan không kiềm chế được nữa bùng nổ lao đến khuôn mặt ôn hòa của hắn vặn vào dữ tợn tràn ngập phẫn nộ một thân đạo hạnh vận chuyển tới mức độ chưa từng có như thiếu đốt bản thân đi liều mạng lão già này không tiếc tự hủy tính mạng bổn nguyên cũng muốn ra tay ngăn cản phớt cuộc là vì sao tù đồ kinh hãi phanh tiếng va chạm nặng nề vang lên ở trong táng tiên địa cho dù liều mạng phán quan cũng chưa từng lay động ba thước trước mặt nam tử áo bào vải kia ngược lại bản thân gặp trùng kích thất khiếu chảy máu đạo thể đều xuất hiện rất nhiều vết nứt một chớp mắt này mạnh như phán quan trên mặt cũng không khỏi hiện lên một sự tuyệt vọng kiến càng lai cây buồn cười không tự lượng sức, đáng kính, cũng là không tự lượng sức. Tu đồ thấy tất cả cái này, không châm chọc, chỉ cảm thấy rất hoang mang, rốt cuộc là nguyên nhân gì, làm phán quan sẽ không tiếc mạng như thế. Mà từ đầu đến cuối, nam tử áo bảo vải đều chỉ để ý làm việc của mình, chưa từng nhìn phán quan một cái. Theo thiếu nữ bọc vái hóa thân là một con thanh ngư, đã bị nam tử áo bảo vải tùy tay ném vào trong một cánh cửa thời không thần bí màu vàng kia, tựa như ném một hòn đá xuống hồ, nhấc lên tầng tầng gợn sóng trong ánh đèn màu vàng mệnh kiếp thiên đang phóng ra kia cũng theo đó hiện ra dao động như gợn sóng lập tức trong ánh đèn hiện lên một hình ảnh như mở ra dòng lũ thời gian cổ xưa thời không trùng điệp đan sen không ngừng biến hóa kỳ quái một con thanh ngư kia hoạt bát xuyên qua ở trong dòng lũ thời không không ngừng biến ảo không ngừng tiến lên tiến lên một đường xuyên qua vạn cổ thời quang chảy xiết hỗn loạn lướt qua từng vách ngăn không gian cực lớn có thể nói như cấm kỵ tựa như đang tìm cái gì nam tử áo bào và đứng ở nơi đó đôi mắt lẳng lặng nhìn một con thanh ngư kia ánh đèn không ngừng biến ảo kia lại không cách nào tới gần bóng người hắn mảy may mặt hồ lộ ra trong ánh đèn cũng bị phán quan và tù đồ nhìn thấy phán quan vẻ mặt ảm đạm mất hồn mất vía trong miệng lầm bầm đây sẽ là một hồi hạo kiếp tận thế thật sự tất cả đều sẽ tiêu vong tù đồ vẻ mặt kinh nghi đặc biệt lúc nhìn thấy vẻ mặt như tuyệt vọng kia của phán quan càng cảm thấy tim đập nhanh một trận tất cả cái này rốt cuộc ý nghĩa cái gì một sợi hóa long tác thiêu đốt thành bức đèn ở trong quang ảnh mệnh kiếp thiên đăng mở ra một cánh cửa thời không mà tiểu đệ tử của phán quan lại hóa thân một con thanh ngư xuyên qua ở trong dòng lũ thời không thần bí cấm kỵ kia tất cả cái này quả thực quá mức không thể tưởng tượng phán quan hiển nhiên biết điều này ý nghĩa cái gì mới sẽ toát ra loại vẻ mặt tuyệt vọng suy sụp ảm đạm kia mà nam tử áo bào và thần bí kia làm những thứ này mục đích lại là muốn làm cái gì ánh đèn lưu truyền một hình ảnh kia lộ ra cũng theo đó xảy ra biến hóa đột nhiên dòng lũ thời không trên hình ảnh xuất hiện một mảng hỗn độn như mờ mịt vô ngần một bóng người chân đạp thời không loạn lưu bỗng dưng xuất hiện ở trong hỗn độn đó là một ông lão áo bào da thú uy mãnh vô cùng tay nâng một đạo ấn tựa như mặt trời chói trang ở cửu thiên ông lão áo bào da thú vừa xuất hiện đã quát to một tiếng tung ra một khối đại ấn kia hướng về một con thanh ngư kia đập qua ngang trời uy thế khủng bố khiến dòng lũ thời không ầm ầm hỗn loạn tù đồ liếc một cái nhận ra ông lão áo bào da thú kia là sơn hành hư thiên khiển giả của sơn nhạc thần tộc nắm giữ thương sơn ấn chiến lược khủng bố hung hãn sơn hành hư thế mà lại đứng ra đi ngăn cản thanh ngư kia tiến lên điều này là ý nghĩa cái gì còn chưa chờ tù đồ nghĩ nhiều nam tử áo bảo phải đột nhiên hành động hắn nâng lên một ngón tay nhẹ nhàng búng một lần một cánh cửa thời không tràn ngập quang ảnh màu vàng kia trong thiên địa như hỗn độn kia ông lão áo bào gia thú cùng đạo ấn lão triệu ra nhất thời bị đẩy lùi ra ngoài bóng người rơi vào dưới dòng lũ thời không bắn tung tóe mưa hào quang đầy trời biến mất không thấy cái này tù đồ chừng lớn con mắt rõ ràng đứng ở ngoài cánh cửa thời không lại ở trong cái búng tay nhẹ nhàng bâng quơ đánh lui sơn hành hư vị thiên khiển giả này một cảm xúc hoang đường rung động nói không nên lời trào lên trong lòng tù đồ nam tử áo bào vài kia rốt cuộc là như thế nào nên có đạo hạnh cao bao nhiêu mới có thể cách cánh cửa thời không cùng thời không vô ngần mênh mông một đầu ngón tay búng bay một vị thiên khiển giả cản trở phán quan ngơ ngác đứng ở nơi đó lầu ngực phập phồng vẻ mặt biến ảo hắn rõ ràng cũng thấy một màn như vậy tâm cảnh chịu chấn động rất lớn một con thanh ngư kia sau khi sợ bóng sợ gió một hồi tiếp tục quậy cái đuôi hướng về chỗ sâu trong một mảng hỗn độn kia bơi đi mà trong thời gian kế tiếp thiếu hạo sách áo bào trắng dung mạo như thanh niên xuất hiện làm thủy tổ thiếu hạo thị một vị thiên khiển giả chúa tể mệnh hà khởi nguyên năm tháng dài lâu thiếu hạo sách tay cầm bạch đế thương xuyên thủng dòng lũ thời không toàn lực đánh về phía một con thanh ngư kia nhưng trong nháy mắt thiếu hạo sách cũng bị một ngón tay búng bay bóng người biến mất ở trong dòng lũ thời không theo sát sao thiên khiển giả chuyên du thiên vỏ áo bào màu mực dung mạo như trung niên tay nâng thần hòa dám xuất hiện nhưng tương tự cũng bị búng ngón tay đánh bay thẳng đến giờ phút này tù đồ đã vớt cuộc rõ nơi một con thanh ngư kia sắp muốn đi, rất có thể vô cùng quan trọng, làm các thiên khiển giả kia đều ngay lập tức bị kinh động, không thể dễ dàng cho phép thanh ngư tới đó, cho nên ùn ùn ra tay tiến hành ngăn chặn, mà nam tử áo bào vải thì giống hộ đạo giả của thanh ngư, đánh tan một đám thiên khiển giả kia, dẹp yên chứng ngại trên con đường phía trước, thái hạo kình thương khẳng định đã thua. Tâm tình tù đồ cuồn cuộn, trong hình ảnh đó chưa từng xuất hiện bóng người thái hạo kình thương, hiển nhiên khi ở trong phi tiên bí cảnh, thái hạo kình thương đã thua căn bản không có cơ hội đi ngăn cản cái gì nữa về phần thiên khiển giả huyền hoàng thần tộc hoàng thế cực đã sớm trở thành tội đồ phong ấn thiên khiển quy tắc bản thân nắm giữ tự nhiên không có khả năng xuất hiện trừ hai người này ba vị thiên khiển giả khác đều đã xuất hiện nhưng đều bị lần lượt đánh lui nghĩ xong những thứ này ánh mắt tủ đồ nhìn về phía nam tử áo bào vải cũng đã một lần nữa xảy ra biến hóa rốt cuộc một con thanh ngư kia quẫy đuôi cá xuyên qua thời không loạn lưu cuộn cuộn kia tới trong một mảng hỗn độn kỳ dị khó lường một chớp mắt này mệnh kiếp thiên đang kịch liệt chấn động hẳn lên hình ảnh hiền hóa ra cũng theo đó biến hóa đầu óc tù đồ vang ông một tiếng ở trong tầm nhìn của hắn một hình ảnh kia hóa thành một hình vẽ rất giống thái cực do hai dòng sông thần bí hội tụ thành dòng sông kỳ nguyên đầu đuôi nối tiếp vườn quanh thành hình tròn dòng sông vận mệnh uốn lượn vạn vẹo như một đường cong vặn vẹo vắt ngang ở trong vòng tròn đầu đuôi phân biệt tiếp xúc với dòng sông kỷ nguyên nhìn một cái đúng như một bức thái cực đồ chỉ là còn chưa chờ tù đồ tiếp tục xem tâm cảnh cùng thần hồn liền sinh ra đau đớn trước mắt biến thành màu đen, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa, tựa như va chạm vào cấm kỵ, bị cán trả. Cùng lúc đó, toàn thân phán quan run lên, như bị sét đánh, nhìn thấy trong một mảng hỗn độn kia lộ ra một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, dòng sông kỷ nguyên cùng dòng sông vận mệnh đan sen, dòng sông như chữ viết lan tràn, phát họa ra một chữ kiếp, kiếp, do khứ cùng lực tạo thành, kiếp, do và lực tà o thành dòng sông kỳ nguyên diễn hóa thành khứ, dòng sông vận mệnh diễn hóa thành lực, thoát ẩn thoát hiện trong hỗn độn kia, nhưng chỉ một chớp mắt, phán quan cũng gặp cắn trả trước mắt biến thành màu đen không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa mà ở trong mắt nam tử áo bào vải cảnh tượng lộ ra trong hỗn độn kia lại không phải không thay đổi chút nào mà là lúc nào cũng đều đang xảy ra biến hóa khi thì hóa thành chữ đạo nếu phân giải chữ đạo này chữ đạo nhất trong bút họa đại biểu cho đạo sinh nhất tức khởi nguyên của hỗn độn thái sơ đại biểu nhất sinh nhị đại biểu quá trình hỗn độn sơ khai từ không tới có chia trong đục thiên địa thành tự đại biểu nhị sinh tam đại biểu ngã ta ngôi số một xuất hiện ngã tức chúng sinh chữ tự mà xước thì đại biểu con đường bởi con đường khác nhau thế gian tính linh đều không giống nhau đây là cái gọi là tam sinh vạn vật lấy con đường truy cầu để thể nghiệm cùng sáng lập thế gian vạn vật bộ xước một chữ đạo đã mang huyền cơ của hỗn độn thiên địa vạn vật chúng sinh cùng con đường của mình giấu hết trong đó nhưng đây chỉ là một trong những hình ảnh nam tử áo bào vải nhìn thấy ở trong mắt nam tử áo bào vải cảnh tượng lộ ra trong hỗn độn kia không ngừng biến hóa thẳng đến khi diễn hóa ra chữ kiếm ánh mắt nam tử áo bào vài hơi dừng lại chữ kiếm kiếm chữ đồng nghĩa về kiếm bên trái là thiêm bên phải là đao chữ thiêm lấy kết cấu để phân giải là chúng sinh chi mệnh đao ý mũi nhọn mà trong hỗn độn cảnh tượng chữ kiếm cực kỳ đặc thù do dòng sông kỷ nguyên và dòng sông vận mệnh cùng nhau tạo thành chữ đao lấy hỗn độn làm gốc tạo thành chữ thiêm tạo thành hình chữ kiếm nhất thời bày ra một loại thần vận nắm giữ kỷ nguyên luân truyền vận mệnh trật tự sáng ngập chúng sinh quy tắc cảnh tượng như vậy quả thực cấm kỵ đến mức tận cùng nhưng nam tử áo bào vải chỉ lưu ý nhìn thêm một cái, liền không để ý tới nữa. Hắn biết, mỗi tu đạo giả khi đối mặt một mảng hỗn độn kia, cảnh tượng nhìn thấy đều hoàn toàn không giống nhau, cái đó có liên quan với con đường từng tu đạo giả truy cầu. Chẳng qua, nam tử áo bào vải nhìn thấy, không chỉ có trong hỗn độn không ngừng hiện ra bản chất huyền bí nhất, còn thấy được ở ngoài hỗn độn, bởi vì, hắn đứng ở ở ngoài hỗn độn này, như nhảy ra khỏi lồng giam, không ở trong hỗn độn, tu đồ và phán quan gặp cán trả, là vì hai người còn ở trong hỗn độn, không thể thật sự chạm đến bổn nguyên cấm kỵ nhất trong hỗn độn ông mệnh kiếp thiên đăng chấn động càng thêm lợi hại cánh cửa thời không màu vàng do ánh đèn xây dựng ra kia cũng theo đó bắt đầu kịch liệt dung chuyển giống như có thể tan vỡ biến mất bất cứ lúc nào còn thanh ngư kia sau khi tiến vào một mảng hỗn độn đó vẫn hướng chỗ sâu trong hỗn độn lao đi đột nhiên nam tử áo bào vài nhìn thấy ở trên thân kỳ ảo trong suốt tựa như kính kia của thanh ngư hiện ra đường nét một cái cây to mơ hồ hư ảo đại thụ cắm rễ ở trong hỗn độn dưới tảng cây có hai con sông đan sen uốn lượn mà qua vị trí dễ cây loáng thoáng tựa như có một bóng người khoanh chân ngồi như khói như bóng mở mịt một chớp mắt này nam tử áo bào vải vẫn luôn trầm mặc đột nhiên tự nói tìm được ngươi rồi đối với nam tử áo bào vải tích chữ như vàng mà nói có thể như lẩm bẩm nói ra một câu như vậy tuyệt đối có thể xưng là trăm ngàn năm khó gặp bởi vậy cũng có thể nhìn ra hắn đối với chuyện này là quan trọng như thế nào mà ngay tại lúc nam tử áo bào vải lẩm bẩm dưới cây cây to ở chỗ sâu trong một mảng hỗn độn kia bóng người khoanh chân mà ngồi lại mơ hồ không thể nhận ra tựa như bị kinh động lặng yên mở mắt một khắc này mảng hỗn độn đó như bỗng nhiên yên lặng hai dòng sông đan xen ở dưới cái cây to thì xuất hiện một tích tắc đình trệ phật nhìn một bát nước vốn ức ngàn vạn trùng mà một tích tắc thời gian này như lập tức thong thả đến mức đủ có thể khiến biển khơi hóa thành ruộng dâu bóng người mơ hồ kia thì ở trong nháy mắt dài đằng đẵng này đã phóng ra vô ngần thần niệm từ trong hỗn độn khuếch tán ra lướt qua dấu vết của vận mệnh đảo qua biến hóa giữa kỷ nguyên thay đổi mỗi một chỗ động tĩnh nhỏ bé của toàn bộ thời không đều bị bắt giữ được nhưng cuối cùng lại chưa có bất cứ phát hiện gì. Cuối cùng, một tích tắc dài lâu vô cùng kia trôi qua, bóng người mơ hồ ngồi khoanh chân ở dưới cây to kia, đã lặng yên thu hồi vô ngần thần niệm, khôi phục trạng thái hỗn độn, không thể mô tả kia, như một khối đá cô quạnh bất động, ở trong hỗn độn yên lặng xuống, không có một tia khí tức nào nữa, tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu, nhưng thế gian này hầu như không ai có thể biết, một tích tắc vừa rồi, toàn bộ mệnh hạ khởi nguyên từng dừng lại một lần, nhưng nam tử áo bào phải chú ý tới, ở trước khi một tích tắc biến mất kia, hắn sớm nâng tay từ trong một mảng hỗn độn kia mang một con thanh ngư kia vớt ra tựa như con cá trong tranh nhảy vọt ra ánh đèn màu vàng mệnh kiếp thiên đang kia tỏa ra cùng với cánh cửa thời không ánh đèn hiền hóa ra đều biến mất ở trước một tích tắc này chỉ có mệnh kiếp thiên đang lơ lửng ở đó bức đèn ảm đạm không ánh sáng nam tử áo bào và nhìn thanh ngư trong tay khẽ thở dài một tiếng đổi là hắn lúc còn sống lần này nào cần sớm một tích tắc tránh lui lại nào cần một con thanh ngư này đến dẫn đường sớm một kiếm phá vỡ vô ngần thời không kia xuyên thủng một màng hỗn độn kia mà hôm nay hắn trung quy chỉ là một luồng lực lượng đạo nghiệp thu liễm suy nghĩ thanh ngư trong bàn tay nam tử áo bào vài đột nhiên xảy ra biến hóa khôi phục bộ dạng thiếu nữ mặc váy kia sau đó nam tử áo bào vài đi một bước đã rời khỏi táng tiên địa từ đầu đến cuối cũng chưa từng để ý tới phán quan và tù đồ có một số việc phải quản có một số việc không cần quản ở trong lòng nam tử áo bào vải phán quan cũng tốt tù đồ cũng thế đều là chuyện của mệnh quan nhất mạch về sau mình thấy chi thân của mình có thể giải quyết, không cần mình làm điều thừa. Thế mà, biến cố gì cũng chưa từng xảy ra, không biết bao lâu, phán quan rốt cuộc từ trong tình cảnh hai mắt một mảng tối om kia khôi phục ý thức, hắn phóng mắt nhìn quanh, không khỏi giật mình, mệnh kiếp thiên đăng vẫn còn, nhưng một cánh cửa thời không thần bí kia đã sớm biến mất không thấy, ngay cả nam tử áo bào và thần bí kia cũng không thấy nữa, trong táng tiên địa im ắng, giống như mọi thứ vừa rồi xảy ra đều chỉ là một giấc mơ hoang đường ly kỳ, nhưng cúi đầu nhìn nhìn thương thế trên người, phán quan biết cái này không phải mơ vị tồn tại thần bí kia thế mà cứ như vậy rời khỏi rồi thanh âm tù đồ vang lên trong bóng đêm phát ra một tia thất vọng không nén được phán quan chưa chết mà mình cũng chưa thể thật sự thoát vây tất cả đều giống như trước đây điều này làm tù đồ cũng không khỏi hoài nghi vừa rồi vị tồn tại thần bí kia rốt cuộc có phải chỗ dựa của tô dịch hay không nếu không vì sao không thuận tay cứu mình sau đó tù đồ tự diễu một phen vô duyên vô cớ lại không quen biết đối phương dựa vào cái gì cứu mình phán quan người có thể sống sót thực sự ra ngoài ta dự kiến ánh mắt tù đồ nhìn về phía phán quan mang theo đùa cợt phán quan giờ phút này hình thần xa sút bị thương thê thảm nặng nề vẻ mặt ảm đạm không có một chút uy nghi thong dòng bệ nghẽ nào nữa ngược lại tỏ ra rất thê lương rất đáng thương hiển nhiên mọi thứ xảy ra trước đó mang đến đả kích cực kỳ nghiêm trọng đối với vị chúa tể nghiệp kiếp nhất mạch này không chỉ thương thế trên thân còn có tâm cảnh trùng kích người chưa thể thoát vây cũng ra ngoài ta dự kiến hồi lâu sau phán quan mới vẻ mặt lạnh lùng đáp lại tù đồ không để tâm Mặc kệ như thế nào, Thái Hạo Kình Thương đã thua, trận sát cục này nhằm vào Tô Dịch đã tuyên bố chấm dứt, với ta mà nói, về sau lo gì không thể thoát vây, phán quan mặt lạnh, không thèm để ý tới, hắn nâng tay, mệnh kiếp thiên đăng nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay, tùy tay chộp một cái, hóa long tác liền từ chỗ bức đèn lao ra, chỉ là hóa long tác đã hào quang ảm đạm, lực lượng bổn nguyên cũng đã sắp hao hết, điều này làm phán quan cảm thấy một sự đau lòng, về sau, Hóa Long tác này cũng chỉ có thể là một cái chìa khóa mở ra phi tiên bí cảnh, không có khả năng mở ra một cánh cửa thời không kia nữa. Vừa rồi vị tồn tại thân bí kia mục đích mở ra cánh cửa thời không, trong lòng ngươi hẳn là đã sớm đoán ra chân tướng rồi nhỉ? Tù đồ chợt hỏi, bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên tại kênh YouTube gì các phim? Vấn đề này, thật ra căn bản không cần hỏi. Thiếu nữ mặc váy quý thanh khê là tiểu đồ đệ của phán quan, lực lượng mở ra cánh cửa thời không thì bắt nguồn từ mệnh kiếp thiên đang cùng hóa long tác. Tất cả cái này đều có liên quan với phán quan nếu nói phán quan đoán không ra chân tướng vậy mới gọi là khác thường đáng tiếc phán quan trầm mà không nói không để ý tới tù đồ thì việc mình mình nói trước đó ngươi từng điên cuồng ra tay ồn ào vị tồn tại thân bí kia một khi làm như vậy tất sẽ dẫn phát tài họa lan đến toàn bộ mệnh hạ khởi nguyên cái này lại là vì sao nói xong trong đầu tù đồ không kiềm chế được hiện ra từng màn vừa rồi chứng kiến ở dưới vị tồn tại thân bí kia che chở sân hành hư thiếu hạo sách chuyên du thiên võ ba vị thiên khiển giả cản trở đều bị đánh tan một con thanh ngư kia xuyên qua dòng lũ thời không rốt cuộc đến bên trong một mảng hỗn độn thân bí cấm thị mà hắn thì nhìn thấy trong mảng hỗn độn kia hiện ra một hình vẽ giống như thái cực quyền cơ giấu trong đó thật sự quá nhiều khiến tù đồ cũng rất khó phỏng đoán ra toàn bộ chân tướng bên trong phán quan rốt cuộc mở miệng ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi tù đồ cười nói không nói cũng được dù sao ta có thể xác định sau khi vị tồn tại thân bí kia ra tay tai họa cùng biến cố theo như lời ngươi vẫn chưa xảy ra phán quan nhất thời lại trầm mặc đây cũng chính là chỗ khiến hắn chấn kinh cùng hoang mang phán quan chậm rãi khoanh chân mà ngồi hắn bị thương quá nặng đã không cách nào giải thoát tủ đồ kiềm chế mà rời khỏi hơn nữa trong lòng có các loại nghi ngờ hắn nhất thời không nghĩ ra cũng không muốn ở lúc này rời khỏi người nọ có thể nhìn thấu bí mật trên thân thanh khê nhìn thấu mệnh kiếp thiên đang cùng hóa long tác phối hợp lẫn nhau có thể mở ra một cánh cửa thời không kia thậm chí còn từng đánh tan một đám thiên khiển già cản trở hắn rốt cuộc là ai phán quan vẻ mặt kinh ngạc chẳng lẽ trên đời này thật sự còn có tồn tại đủ để đánh cờ với định đạo giả đại nhân nhưng vì sao định đạo giả đại nhân chưa từng bị kinh động lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì phán quan ngồi yên ở nơi đó không nghĩ ra phi tiên bí cảnh trên phi tiên đài sụp xuống thành nửa đoạn tàn hồn tô dịch quanh chân ngồi đang nhắm mắt tu luyện hắn bị thương thê thảm nặng nề ra không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng trừ đạo thì bị hoàn toàn hủy diệt thần hồn cũng sắp hoàn toàn tan vỡ hủy diệt may mắn tất cả nguy cơ đều đã ở sau khi kiếp thứ nhất xuất hiện giải quyết dễ dàng Kế tiếp, điều tô dịch phải làm không chỉ có chữa trị thương thế, đúc lại đạo thể, khôi phục đạo hạnh, càng phải thừa dịp cơ hội này, chứng đạo nguyên thủy cảnh. Có thể nói, đạo dược trước đó không lâu ở vườn thuốc thiên trướng sơn thu thập, ở giờ khác này giải quyết khẩn cấp của tô dịch. Thanh nhi, người tí hon mặc đạo bào, thái hạo linh ngu cũng đều đang tu hành. Lúc trước kiếp thứ nhất ra tay, khiến thanh nhi đạt được phương pháp luyện đạo, người tí hon mặc đạo bào đạt được truyền thừa phá cảnh tu hành, thái hạo linh ngu đạt được hỏa liên ấn thức tỉnh bổn nguyên tính linh ba người đều cần thời gian đi cảm ngộ cùng tu luyện một vòng xoáy kiếp vân kia ở trong vạn cổ năm tháng vẫn bao phủ ở dưới bầu trời sớm bị một kiếm đánh nát biến mất tia sét màu đỏ tươi không còn tồn tại khiến cả phi tiên bí cảnh đều trở nên rất yên tĩnh bóng người nam tử áo bảo vài bỗng dưng xuất hiện ánh mắt hắn nhìn bốn phía một vòng suy nghĩ một chút liền đặt thiếu nữ mặc váy ở tại chỗ thiếu nữ này không thể giết về sau sẽ có tác dụng lớn sau đó nam tử áo bảo vài trong một bước đã tới trên phi tiên đài đầu ngón tay điểm một cái một luồng hạt giống ý niệm nhẹ nhàng đáp ở mi tâm tô dịch điều thần dị là từ đầu đến cuối tô dịch cũng chưa từng có bất cứ phát hiện gì trong hạt giống ý niệm kia là một ít lời nam tử áo bào vài để lại sau khi xem tô dịch tự giải rõ một ít chân tướng hôm nay nam tử áo bào vài lời nói chuyện không đại biểu hắn chuyện gì cũng không muốn giải thích mà ở trong mắt hắn lưu lại một luồng hạt giống ý niệm để giải thích so với tự mình dùng nói chuyện để giải thích càng tiết kiệm tâm lực hơn xa đáng nhắc tới là nam tử áo bào vài cực ít sẽ chủ động giải thích cái gì hôm nay để lại cho tô dịch một luồng hạt giống ý niệm nghiễm nhiên không khác gì phá lệ chẳng qua nam tử áo bào vài không cảm thấy có gì tô dịch là truyền thế chi thân của hắn việc hôm nay lại liên lụy đến chuyện quan trọng cực kỳ mấu chốt tô dịch vốn nên đạt được một ít đáp án làm xong những thứ này nam tử áo bào vài cất một bước biến mất khỏi chỗ cũ không phải trở về trong cửu ngục kiếm ở thức hải tô dịch mà là đi một chỗ khác trong một bước rốt cuộc có thể bước ngang qua khoảng cách xa bao nhiêu phàm nhân một bước khoảng cách vài thước thần tiên một bước phi thiên độn địa không có một đáp án đúng mọi nơi mọi lúc, mà ở nam tử áo bào vài nơi này, dưới một bước của hắn, đã rời khỏi hài nhãn kiếp khư, vượt qua hỗn độn kiếp hài, tạo hóa thiên vực, cực khúc thiên lộ, dòng sông vận mệnh, khi bước chân hạ xuống, đã tới vận mệnh bỉ ngạn, một bước, vật đổi sao rời, nháy mắt mà thôi, lại như từ trong hỗn độn, đi tới ngoài hỗn độn, từ mệnh hà khởi nguyên, đi tới bờ đối diện dòng sông vận mệnh, chưa từng dẫn lên bất cứ động tĩnh nào, cũng không từng dẫn tới bất cứ sự chú ý gì, đúng như đại đạo vô hình, vô danh, vô thanh, không tiếng động, vô cự, không khoảng cách, tâm niệm động, thời không dưới chân đã thay đổi, một bước, chân trời cũng như gang tấc, trở lại rồi, ánh mắt nam tử áo bào vài hiếm thấy có chút hoảng hốt, vận mệnh bỉ ngạn ba đại đạo khư này, từng lưu lại một ít dấu ấn con đường suốt đời hắn không thể lao đi, mà nay trở về chốn cũ, lại đã không giống năm đó, khẽ lắc đầu, nam tử áo bào vài hơi cảm ứng, bóng người bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ. Cùng lúc đó, ở trong chiến trường tiền tuyến của chúng diệu đạo khư, một đám cường giả trận doanh bình Ngạn vừa kết thúc một hồi chém giết tàn khốc kéo dài chỉ hơn nửa năm, quay về doanh địa, thương vong thê thảm nặng nề. Trong doanh địa, không khí nặng nề, tình cảnh bi thảm, trong mấy năm nay từ khi Đại quân dị vực thiên tộc xâm nhập đến nay, toàn bộ chúng Huyền đạo khư đã sắp hoàn toàn lơn hãm, mà trận đại chiến tàn khốc kéo dài nửa năm vừa kết thúc này, càng khiến trận doanh chúng Huyền đạo khư bên này thương vong thê thảm nặng nề, gần 300 vị đạo tổ đến từ các đạo thống lớn hầu như chết trận hết, ẩn thế sơn bên kia có tới 7 vị ẩn thế giả chết, ngoài ra còn có một đám cường già bị bắt sống trở thành tù binh của dị vực thiên tộc kết cục hoặc là làm phản hoặc sống không bằng chết một trận chiến này dị vực thiên tộc bên kia cũng trả giá nặng nề thương vong hầu như tương đương với trận doanh vận mệnh bỉ ngạn nhưng không có ai có hướng nổi bởi vì trong một trận chiến này một ít đầu sỏ cấp thủy tổ trả giá cực kỳ thảm thiết tam thanh quan ba vị thủy tổ phật môn thủy tổ nho gia thủy tổ một đám chiến lược đỉnh cấp nhất hầu như đều bị thương rất nặng nếu một khi lại trình diễn một trận đại chiến tương tự chúng ta bên này sợ là nhất định không thủ được. Trên mặt trần phát tràn đầy mây đen, vị trần thất phu của ẩn thế sơn này, ở trong một trận đại chiến tàn khốc kia lúc trước, đạo thể cũng bị đánh vỡ, nguyên khí tổn thương nặng nề. Lão tử cũng không ngờ, thủ đoạn của con lừa chọc kia thế mà lợi hại như thế, sở ý rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất nằm ở nơi đó, gối đầu lên hai tay, bắt chéo chân, dáng vẻ lời nhác, cả lơ phất phơ, nhưng hắn lại gắt ga nhíu mày, dị vực thiên tộc bên kia, có một tăng nhân bộ dáng tượng như thiếu niên, Bị trận doanh bình ngạn bên này gọi là vô danh tăng tăng nhân này lai lịch thần bí giao thủ lâu như vậy cũng không có ai biết hắn phốt cuộc lai lịch thế nào nhưng cường giả trận doanh bình ngạn bên này đều đã lĩnh giáo sự lợi hại của tăng nhân này ở dưới sự tọa chấn của hắn thế công của đại quân dị vực thiên tộc càng thêm hung mãnh sắc bén từng bước ép sát mang cho trận doanh bình ngạn bên này áp lực thật lớn ngay cả một ít ẩn thế giả cùng đầu sò cấp thủy tổ cũng từng chịu đau khổ dưới tay vô danh tăng này như trần phác trước đó đã thiếu chút nữa bị vô danh tăng đánh vỡ đạo thể lúc ấy nếu không phải tâm ma kiếp thứ nhất thời khắc mấu chốt ra tay trần phát rất có thể đã gặp nạn cổ quái là mỗi khi tâm ma kiếp thứ nhất muốn đi thu thập vô danh tăng kia người sau liền chủ động tránh lui biến mất không thấy căn bản không cho tâm ma kiếp thứ nhất bất cứ cơ hội nào ra tay có thể khiến tâm ma kiếp thứ nhất cũng không bắt được một tia cơ hội bởi vậy cũng đó có thể nhìn ra vô danh tăng kia lợi hại cỡ nào dị vực thiên tộc bên kia xuất hiện rất nhiều gương mặt xa lạ mỗi một kẻ chiến lược đều rất khủng bố bất thình lình tiểu lão gia vẫn luôn trầm mặc ngồi thiền chữa thương mở miệng những kẻ đó rõ ràng là viện quân của dị vực thiên tộc thực lực mỗi kẻ một cường đại hơn tiếp tục như vậy không cần bao lâu cương giả bình ngạn đóng ở chiến trường tiền tuyến này nhất định sẽ hoàn toàn tan tác đến lúc đó cho dù chúng ta liều mạng sợ cũng khó có thể thay đổi cái gì một đoạn lời khiến tâm tình trần phát trở nên càng thêm nặng nề một khi không thủ được chúng huyền đạo khư chắc chắn hoàn toàn luân hãm ước vạn vạn sinh linh phân bố ở trong chúng huyền đạo khư sợ là cũng khó trốn thoát một kiếp đến lúc đó thế gian nhất định sẽ sinh linh đồ thán lâm vào trong gió tanh mưa máu mà một khi chúng huyền đạo khư luân hãm dị vực thiên tộc liền có thể lấy ba đại đạo khư làm cứ điểm tiến quân thần tốc giết lên dòng sông vận mệnh yên tâm có ta ở đây ít nhất có thể tranh thủ một ít thời gian nữa cho trận doanh bỉ ngạn tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên ngửa người ngồi dậy ánh mắt nhìn tiểu lão ra khiển trách mặt khác không cho phép tiểu thanh hoan ngươi làm bờ nữa truyền thế chi thân của lão tử còn chưa thức tỉnh lực lượng đạo nghiệp bản tôn người có thể nào đánh mất tính mạng ở nơi này Trần Pháp cũng liên tục gật đầu, ở trong trận đại chiến đó lúc trước, Tiểu lão gia giết địch nhiều nhất, nhưng bị thương cũng nặng nhất, vài lần tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng cho dù còn sống từ chiến trường quay về, nhưng một thân thương thế kia của Tiểu lão gia thê thảm nặng nề, đã thương tổn tới tính mạng bổn nguyên. Tiểu lão gia mặt không biểu cảm nói: "Ngươi một cái tâm ma, cũng không có tư cách ra lệnh cho ta làm cái gì." Tâm ma kiếp thứ nhất hiếm thấy chưa nổi giận, chỉ nói: "Đúng vậy, ta chỉ là một tâm ma, chết trận nơi đây đã làm sao, nhưng ngươi nếu chết ở đây, tô dịch làm sao bây giờ tiểu lão gia nhíu nhíu mày chỉ nói tam thanh quan phật môn ma môn nho gia binh gia còn có những lão già kia trên ẩn thế sơn đều còn chưa lui ta làm người của kiếm đế thành gãy cũng sẽ không lui ngươi tâm ma kia thứ nhất tức đến trừng mắt mắt thấy hai người sắp tranh chấp trần phác vội vàng khuyên giải có chuyện từ từ nói là lúc nào rồi hai vị không cần tranh nữa tiểu lão gia tính tình vẫn luôn ôn hòa như ngọc lại hiển lộ ra sự cố chấp chưa bao giờ có trầm mặc không nói tâm ma kiếp thứ nhất thở dài một tiếng lấy tay che tán con mẹ nó ngay cả bội kiếm của bản thân lão tử cũng tạo phản rồi thuyền ra thế nào cũng bị người ta chê cười chết nơi xa một bóng người nhẹ nhàng tới là câu trần lão quân hắn sau khi đến liền trực tiếp biểu lộ ý đồ đến ẩn thế sơn cùng các thế lực thủy tổ đầu sỏ kia đã tiến hành một hồi bàn bạc quyết định sắp xếp một đám đạo hữu bị thương nghiêm trọng sớm từ tiền tuyến rút lui câu trần lão quân nói xong ánh mắt đảo qua mọi người kiếm đế thành bên này nếu muốn chọn rút lui ta tin tưởng cũng không có ai sẽ phản đối ánh mắt tiểu lão ra lạnh lẽo kiếm thu kiếm đế thành ta chết còn không sợ còn để ý những thứ này câu trần lão quân biết hiểu lầm áy náy nói đạo hữu đừng nghĩ nhiều chiến công của các vị một đoạn thời gian này mọi người đều biết các vị ở trong trận chiến này gặp thương thế ai cũng nhìn thấy thời điểm bực này các vị lựa chọn rút lui dù là các lão già thù ghét kiếm đế thành cũng sẽ không nói cái gì thái độ của câu trần lão quân trên trình độ nào đó cũng có thể đại biểu một bộ phận thái độ của ẩn thế sơn trong khoảng thời gian này tiểu lão gia cũng tốt tâm ma của đại lão gia cũng thế chiến tích ở chiến trường quả thực có thể dùng kinh thế hại tục hình dung thậm chí nói không khoa trương chính là hai người ra tay nhiều lần thay đổi thế cục trên chiến trường nói một câu công từ đầu tới đuôi cũng không đủ thời điểm bực này có lẽ một ít lão gia hỏa vẫn như cũ hận kiếm đế thành đến trong xương thủy nhưng cũng không dám có bất cứ dị nghị nào đối với chiến công kiếm đế thành lập ra tiểu thanh hoan đi thôi kiếm đế thành có ta đủ rồi tâm ma kiếp thứ nhất đứng dậy vẻ mặt bình tĩnh chưa bao giờ có cả người không thấy tác phong cả lờ phất phơ kia nữa tiểu lão gia nhíu mày hắn đang muốn nói cái gì trong thiên địa mênh mang nơi xa đột nhiên vang lên một đợt tiếng kêu rồn dập bén nhọn sau đó một tràng tiếng kèn tiếng gõ chống rung chuyển trời đất cũng ầm ầm vang lên lập tức tâm ma kiếp thứ nhất tiểu lão gia trần phát cùng câu trần lão quân cùng khẽ biến sắc thanh âm đến từ chiến trường tiền tuyến ý nghĩa sau khi vừa mới kết thúc một trận đại chiến tanh máu kéo dài hơn nửa năm trận doanh dị vực thiên tộc ngựa không dừng vó lại sẽ nhấc lên một lượt xung phong mới đám dị tộc rác rưởi kia điên rồi sao? Lúc trước mới co rút lại đội hình từ chiến trường lui về doanh địa của chúng, sao lại đi tìm chết? Trần Phác đằng đằng sát khí, có lẽ là bọn hắn lại có một đám ngoại viện tới. Về mặt tiểu lão gia ngưng trọng chưa từng có, một khắc này trận doanh vận mệnh bỉ ngạn bên này đều bị kinh động, lục tục có bóng người lao vút lên trời, một đám ẩn thế giả của ẩn thế sơn cùng với cường giả thế lực cấp thủy tổ lấy tam thanh quan ma môn nho gia pháp gia phật môn các thế lực cầm đầu đều dốc toàn bộ lực lượng xa xa đã có thể nhìn thấy ở trong chiến trường tiền tuyến kia có đại quân dị vực thiên tộc rậm rạp xuất hiện giống như thủy chiều hướng về bên này đánh tới trong đó một ít khí tức khủng bố cho dù cách nhau cực kỳ xa xôi vẫn mang tới cho người ta áp lực thật lớn mười tên hai mươi tên ba mươi tên đáng chết một đám đại địch lần này xuất hiện ít nhất có năm mươi người đều là kẻ địch xa lạ chưa từng xuất hiện có người chấn động giận dữ chỉ từ trong khí tức liền phân biệt ra lần này dị vực thiên tộc bên kia có một đám ngoại viện chiến lực khủng bố đến đây thế này còn đánh như thế nào, có người thanh âm cay đắng. Trước đó, ở sau khi chấm dứt một trận đại chiến duy trì nửa năm kia, đã khiến trận doanh bình hạn bên này ý chí chiến đấu dao động, ai cũng tâm tình nặng nề. Tất cả đều phán đoán ra, chỉ dựa vào lực lượng của bọn họ những lão gia hoàn này đã rất khó chống đỡ bao lâu nữa, cho nên đều đã sớm tiến hành bàn bạc, quyết định sắp xếp các cường giả bị thương nghiêm trọng kia lập tức từ tiền tuyến rút lui. Nhưng ai từng ngờ, kẻ địch lại khác với bình thường, ở lúc này nhấp lên một vòng tiến công mới, lập tức dù là các nhân vật cấp lãnh tụ kia của trận doanh bình ngạn trong lòng cũng nặng nề vô cùng ý thức được kế tiếp trận ác chiến này rất có thể sẽ phân ra thành bại thật sự mà phần thắng của bọn họ rất xa vời một khi không chống đỡ được đại quân kẻ địch liền sẽ thuận thế mà xuống công hãm chúng huyền đạo khư mang ba đại đạo khư bình ngạn hoàn toàn nắm giữ các vị có nguyện theo ta cùng đi giết cho thống khoái hay không bỗng nhiên có người kêu to quyết ý đi tử chiến được vậy đi một chút ha 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 tính ta một suất rất nhanh từng bóng người lao ra lao về phía chiến trường tiền tuyến mặc kệ đến từ thế lực nào cũng không quản tồn tại thù sâu hận lớn với nhau hay không ở lúc đối mặt dị vực thiên tộc xâm phạm mọi người đều lựa chọn xuất kích không chút do dự cho dù hạng người đang bị thương nặng cũng dứt khoát bước lên hành trình Người cảm thấy ta còn có lý do rút lui sao tiểu lão gia tung người lên toàn thân kiếm khí mãnh liệt vẻ mặt kiên quyết ai cũng có thể lui duy chỉ có kiếm thủ kiếm đế thành không thể lui tâm ma kiếp thứ nhất nheo mắt thở dài một tiếng không nói cái gì nữa Trần Phác và Câu Trần lão quân nhìn nhau cười, cũng lựa chọn xuất kích, hôm nay nơi đây, lão tử đánh bạc tính mạng, cũng phải bắt được con lừa chọc kia mới thôi. Tâm ma kiếp thứ nhất lầm bẩm, ở chỗ sâu trong ánh mắt dâng trào sát khí dọa người, ai cũng rõ, một trận chiến hôm nay liên quan đến toàn bộ thiên hạ thành bại, mà tâm ma kiếp thứ nhất, thật ra sớm dự cảm được một ngày này sẽ đến, chỉ là không ngờ sẽ đến nhanh như vậy, nhanh đến mức hắn cũng không khỏi lo lắng, Tô Dịch hôm nay đang ở mệnh hà khởi nguyên, là đứng vững bước chân hay chưa? Nhưng, hắn đã không để ý được những thứ này, âm uhm, tâm ma kiếp thứ nhất vươn người đứng lên không chút nào che giấu hiện ra một thân uy áp khủng bố kinh thiên động địa kia của bản thân lập tức chiến trường tiền tuyến không biết bao nhiêu đại địch bị kinh động phải đưa mắt nhìn ùn ùn mang thần thức bao phủ tới đây trận doanh dị vực thiên tộc bên kia một tăng nhân áo xám dung mạo như thiếu niên hơi ngẩng đầu cũng thấy được tâm ma kiếp thứ nhất hiển lộ ra kiếm uy khủng bố trong toàn bộ trận doanh bình ngạn một đạo kiếm uy này thật sự quá mức cường thịnh cùng khủng bố bao trùm phía trên người khác dẫn tới đặc biệt bắt mắt thấy vậy thiếu niên tăng nhân vẻ mặt không buồn không vui chỉ nhẹ nhàng nói một câu muộn rồi ở trận doanh bình ngạn bên kia xưng hô tăng nhân thiếu niên là vô danh tăng không biết lai lịch của hắn mà ở dị vực thiên tộc bên này cũng chỉ có một ít đồ cổ đỉnh cấp nhất biết được một ít nền tảng của tăng nhân thiếu niên tuyệt đại đa số người khác cũng không rõ lai lịch của tăng nhân thiếu niên tăng nhân thiếu niên tự xưng là một khổ hạnh tăng hành tàu ở trong các hỗn độn kỷ nguyên Ve kêu một đời cuối cùng không qua thu ếch ngồi đáy giếng chỉ thấy một góc tăng nhân thiếu niên cảm giác mình như một con ve cũng như một con ếch đáy giếng, tầm mắt quá hẹp, cho nên chính nguyện to lớn duy nhất của cuộc đời này chính là đi khắp các hỗn độn, mang đại đạo đều nhìn vào mắt. Hôm nay, hắn đã từng đi 18 hỗn độn kỳ nguyên, cho nên hắn tự xưng sinh ra chỉ có 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm. Chẳng qua, ở dị vực thiên tộc bên này, không ai dám mang tăng nhân thiếu niên coi là khổ hạnh tăng đối đãi, bởi vì tăng nhân thiếu niên thường xuyên sẽ mang theo một con ve xuất hiện, cho nên đều tôn xưng hắn là thiền tổ, thiền, ve, cũng là thiền, ngồi thiền đối với điều này tăng nhân thiếu niên cũng không để ý khổ hạnh tăng cũng tốt thiền tổ cũng thế xưng hô mà thôi trên chiến trường tiền tuyến một trận đại chiến sắp quyết định hai đại trận doanh thành bại đã kéo ra màn tre sắp trình diễn tăng nhân thiếu niên mặc một bộ tăng y màu xám tĩnh đứng yên ở nơi đó chưa động hắn cũng đã chờ đợi một ngày này rất lâu đợi một trận chiến này kết thúc hắn tự sẽ băng qua dòng sông vận mệnh tới chỗ mệnh hà khởi nguyên đi gặp một vị kiếm khách truyền thế trùng tu thuận tiện luyện hết mọi thứ của hỗn độn kỳ nguyên này bọn họ gọi ta thiền tổ trái lại cũng không sai tăng nhân thiếu niên đột nhiên cúi đầu nhìn về phía bàn tay hoa văn lòng bàn tay hắn tựa như từng khe rãnh thời không trong đó có một con ve xám dịp bò không có ai biết con ve này từng tu tam thế pháp ở trên dòng sông vận mệnh được gọi là tam thế phật càng không có ai biết con ve này là một hậu thủ tăng nhân thiếu niên ở rất lâu trước kia để lại hỗn độn kỳ nguyên này đáng tiếc con ve này trung quy vẫn đã thua chết ở trong tay chuyển thế chi thân của kiếm khách kia lấy thủ đoạn của tăng nhân thiếu niên tự nhiên có thể cứu sống con ve này nhưng hôm nay đã không cần thiết ầm um, chiến trường tiền tuyến đại chiến vớt cuộc trình diễn chống trận gõ như sấm tên giết chói tai tiếng kèn ngân nga vang vọng ở cửu thiên thập địa từng tồn tại khủng bố tựa như truyền thuyết thi triển vô thượng đại thần thông đất ngang chiến trường nhấp lên dòng lũ lực lượng nghiền nát thời không toàn bộ chiến trường tiền tuyến trực tiếp giống như hóa thành hỗn độn dung chuyển sụp đổ trật tự tan rã vạn đạo băng hà cảnh tượng như vậy đủ có thể khiến đạo tổ thế gian sợ hãi mà đối với cường giả những năm qua vẫn luôn ở nơi này chém giết chinh chiến để nói, lại đã tập mãi thành quen, trong đó một đạo kiếm quang chấn nhất lòng người nhất, xông vào tuyến trước nhất, nơi mũi kiếm chỉ, trời sập đất nứt, thời không như tờ giấy, thẳng tiến không lùi, trong tích tắc mà thôi, dưới kiếm quang đã nhấc lên gió tanh mưa máu, như lại nhân vật của dị vực thiên tộc mất mạng ngay tại chỗ, một đạo kiếm quang này quá mức sắc bén cùng bá đạo, thế không thể cản, tiến quân thần tốc, như một cây rùi nhọn, ở trong đại quân dị vực thiên tộc xé rách ra một lỗ thủng thật lớn phong thái sắc bén vô cùng kia dẫn lên rất nhiều tiếng kêu to kinh sợ của chiến trường cũng làm trận doanh bình ngạn bên kia ai cũng cảm xúc vào phòng ai có thể không biết đó là tâm ma của đại lão gia kiếm đế thành tâm ma đã như vậy đại lão gia lúc đỉnh phong nhất lại nên lợi hại cỡ nào có người âm thầm cảm khái các tồn tại cấp thủy tổ thủy hòa bất dung với kiếm đế thành thì đều rất trầm mặc không có gì để nói cho dù có thù không đợi trời chung nhưng ở trên chiến trường bọn họ cùng người kiếm đế thành chính là đồng đạo cùng trận doanh chút đại nghĩa cùng bố cục này ai cũng không thiếu trên thực tế sớm từ thời điểm chút năm trước tam thanh thủy tổ đã từng cùng nhau hạ lệnh vô luận là ai phàm là người đi chiến trường tiền tuyến giết địch đều là đồng đạo lúc ấy còn có người chuyên môn nói đến kiếm đế thành hỏi kiếm đế thành có tính là đồng đạo không tam thanh thủy tổ cho trả lời rõ ràng tính đây là đại nghĩa ở trên chiến trường liên thủ giết địch cũng không gây trở ngại cường giả trận doanh mình là kẻ địch không đội trời chung với nhau nhưng rất nhanh mọi người đều phát hiện theo tâm ma đại lão ra vào chỗ sâu trong đại quân kẻ địch lại bị một đám kẻ địch vây chặt. Những kẻ địch đó gương mặt đều rất xa lạ, chiến lược thì mỗi kẻ một khủng bố hơn, cùng nhau liên thủ, một hơi ngăn cản được thế công của tâm ma đại lão gia, khiến hắn hãm sâu nội địa của đại quân kẻ địch, nhất thời không thể thoát vây. Không biết bao nhiêu người biến sắc. Trần Phác, câu Trần lão quân càng dẫn dắt một đám ẩn thế giả ngay lập tức giết qua, muốn tiến hành cứu viện, cường giả khác của trận Doanh Bình Ngạn cũng đều dốc hết toàn lực kiềm chế đại địch khác trên chiến trường. Tiểu lão gia thấy vậy, chỉ mím môi, chưa nói gì, hắn nhìn ra tâm ma kia quả thực không tính sống nữa muốn xâm nhập trong lòng kẻ địch lấy tính mạng làm trả giá chơi một ván lớn vốn tiểu lão gia nên cảm thấy cao hứng vì thế bởi vì chỉ cần tâm ma kia chết tô dịch liền có thể thuận lợi kế thừa lực lượng đạo nghiệp đại lão gia để lại nhưng không biết vì sao giờ này khắc này nhìn tâm ma kia ở trong đại quân kẻ địch vung kiếm sát phạt tiểu lão gia lại không cao hứng nổi một chút nào thậm chí trong lòng có chất nghẹn phát hoảng ầm ầm đại chiến càng thêm kịch liệt tanh máu tâm ma kiếp thứ nhất hiển lộ ra chiến lực vượt quá tưởng tượng ở lúc hãm thân vây khốn lục tục bị hắn kiếm chảm nhiều đại địch hơn nữa một lần nữa hướng chỗ sâu hơn của đại quân kẻ địch giết đi nghiễm nhiên một bộ tư thế muốn giết xuyên toàn bộ chiến trường giết đến trong doanh địa hậu phương dị vực thiên tộc tuy là kẻ địch đại đạo nhưng không thể không nói tâm ma của đại lão gia cũng chưa từng yếu đi khí khái và khí tiết của kiếm đế thành thái thanh thủy tổ than thở một tiếng ngọc thanh thủy tổ thanh âm trầm thấp một mình hắn cho dù chịu chết chỉ sợ cũng không thay đổi được toàn bộ thế cục những đại địch kia hôm nay chúng ta cần ngăn trở hy vọng trung quy không nhiều thượng thanh thủy tổ trầm mặc không nói không chỉ bọn họ ẩn thế sơn cùng tồn tại cường đại của các đại đạo thống cấp thủy tổ đều sớm phát hiện lần này dị vực thiên tộc bên kia xuất động lực lượng vượt xa quá khứ cho dù liều mạng cũng không có bao nhiêu hy vọng có thể ngăn được thế công của đối phương dưới tình huống bực này tâm ma đại lão ra lại một người một kiếm giết vào chỗ sâu trong đại quân kẻ địch ai có thể không biết hắn muốn làm cái gì đi chết lấy tính mạng trả giá giết đến khi ngã xuống mới thôi dưới tổ chim bị đổ làm sao có chứng lành cùng lên đúng vậy kiếm đế thành biểu hiện quá bắt mắt và chúng ta để mặt mũi ở đâu cũng để những đại địch kia kiến thức một chút uy phong của chúng ta được trong chiến trường tình hình chiến đấu thảm thiết chưa từng có các ẩn thế giả kia các đầu sỏ cấp thủy tổ các tồn tại thế gian hiếm có từng ở bì ngạn bị liệt vào như truyền thuyết tất cả đều đang liều mạng ra tay cho dù hạng người trên thân sớm bị thương thê thảm nặng nề vẫn sung phong liều chết chinh chiến chưa từng nghĩ tới lùi bước dưới đại thế thuận thì sống chống thì chết không sợ chết có thể thay đổi kết quả chắc chắn thất bại tăng nhân thiếu niên khẽ lắc đầu thấp giọng nói không cần che giấu nữa các ngươi cùng lên đi để các lão gia hỏa hỗn độn kỳ nguyên này cảm nhận một phen cái gì gọi là tuyệt vọng thanh âm còn quanh quần trong chiến trường tiền tuyến lập tức có thêm cả thầy hơn trăm đạo khí tức khủng bố vô cùng một nửa trong đó đều lao về phía tâm ma kiếp thứ nhất một nửa khác thì lao về phía người khác một màn bất thình lình khiến tất cả mọi người trận doanh bình ngạn bên này đều lâm vào trong tình cảnh tràn ngập nguy cơ không ai có thể ngờ được dị vực thiên tộc bên kia thế mà còn có nhiều viện binh khủng bố như vậy mà từ lúc này thế cục cũng bắt đầu nghiêng về một phía trận doanh bình ngạn bên này liên tiếp tàn tác không ít đại nhân vật bị thương thê thảm nặng nề đều đã chết ở chiến trường thì cốt vô tồn bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên tại kênh youtube di các phim một ít càng bị bắt sống giam cầm trở thành tù binh mà nguy hiểm nhất không ai hơn tâm ma kiếp thứ nhất bên kia kẻ địch không chỉ số lượng khổng lồ hơn nữa chiến lực mỗi kẻ một khủng bố hơn bố trí thiên la địa võng chuyên môn nhằm vào một mình hắn còn lửa chọc khốn kiếp người cũng thật để bắt lão tử nha tâm ma kiếp thứ nhất lẩm bẩm bóng người hắn đã bị thương chồng chất bởi vì là thân thể tâm ma bóng người cũng trở nên mơ hồ hơn rất nhiều nhưng hắn lại căn bản không để ý hắn vừa chém giết vừa quan sát bốn phía ý đồ phát hiện tung tích tăng nhân áo xám kia liều mạng không phải coi rẻ tính mạng đã phải chết tâm ma kiếp thứ nhất đương nhiên hy vọng kéo tăng nhân áo xám kia làm đệm lưng đáng tiếc hắn cuối cùng cũng chưa phát hiện đối phương mà thôi Lão tử sẽ phá hủy nơi đây, giết sạch tất cả người nơi đây, ít nhất cũng phải tranh thủ thêm một ít thời gian cho chuyển thế chi thân kia của ta." Tâm Ma kiếp thứ nhất đột nhiên lộ ra nụ cười tươi, trong lòng lại không hiểu sao có chút hoài niệm thời gian năm đó làm bạn ở bên cạnh Tô Dịch, cứ phải nói là thoải mái thích ý nha, đáng tiếc lại không gặp được chuyển thế chi thân của mình nữa, đúng là có chút làm người ta tiếc nuối, nhưng không sao, về sau hắn thức tỉnh đạo nghiệp kiếp trước, tự nhiên cũng sẽ rõ, con đường ta Tâm Ma này chọn, cũng không kém, một chớp mắt này quanh thân tâm ma kiếp thứ nhất bắt đầu thiêu đốt một phần dao động khủng bố làm người ta tim đập nhanh trượt khuếch tán đến toàn bộ chiến trường tiền tuyến cường giả dị vực thiên tộc bên kia đều biến sắc tâm ma của bá phụ trong lòng trần phát cực kỳ bi ai dự cảm được sắp xảy ra cái gì câu trần lão quân thầm than vẻ mặt đầy sầu não tiểu lão gia nắm chặt đạo kiếm trong tay cắn răng một cái không để ý tất cả lao về phía tâm ma kiếp thứ nhất bên kia cường giả ẩn thế sơn cùng các thế lực cấp thủy tổ kia mỗi người cũng đều tâm tình phức tạp năm đó đại lão gia kiếm đế thành không còn hôm nay tâm ma của đại lão gia cũng chung quy sắp biến mất từ thế gian sao điều này vốn nên làm người ta thoải mái dù sao từng là kẻ địch đại đạo từng kết thù không chết không thôi từng đấu năm tháng không biết dài bao lâu nhưng lại không có ai có thể vui vẻ được tâm ma của kiếm khách chỉ cần chết sự việc liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều tăng nhân thiếu niên ánh mắt trong suốt lặng lặng nhìn tất cả cái này nhưng ở một chớp mắt này một phần vô thượng kiếm uy làm cả chiến trường tiền tuyến đều lâm vào run rẩy đột nhiên xuất hiện như cơn bão che cả bầu trời vừa mới xuất hiện đã khiến cường giả hai bên đang kịch liệt chém giết chiến đấu kia tất cả đều bị kinh động lông tóc dựng cả lên tăng nhân áo xám ngần ra bỗng nhiên dương mắt nhìn về nơi xa ở chỗ sâu trong đôi mắt trong suốt kia phá lệ hiện ra một phần kinh ngạc mà trong chiến trường khí tức tựa như thiêu đốt kia trên thân tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên bị áp chế đây là tên khốn kiếp nào kiếm uy thật khủng khiếp ừm không đúng tâm ma kiếp thứ nhất cả kinh theo bản năng kêu ra tiếng nhưng thanh âm lại im bặt mắt hắn lập tức trừng lớn đã hiểu ra khi một đạo vô thượng kiếm uy kia xuất hiện cường giả trận doanh bình ngạn bên này cũng đều ngay lập tức phát hiện kiếm uy thật quen thuộc chẳng lẽ mọi người kinh hãi trong đầu không hẹn mà cùng toát ra một ý niệm hoang đường đại lão gia kiếm đế thành là khí tức của chủ nhân toàn thân tiểu lão gia chấn động ngay lập tức làm ra phán đoán đạo kiếm bản thể của hắn cũng đang kêu lan keng kiếm ngân kích động cửu tiêu vị tồn tại kia không phải đã không còn sao sao có thể câu trần lão quân khó có thể tin nhưng một đạo vô thượng kiếm uy kia rõ ràng không thể làm giả quả thực là chỉ đại lão gia kiếm đế thành có là hắn sao hắn chẳng lẽ chưa chết nếu như thế thì tốt rồi một khắc này ba vị thủy tổ tam thanh quan mong môn thủy tổ nho gia thủy tổ một đám cường giả cũng đều cảm thấy rung động lâm vào kinh nghi mắt thấy tâm ma đại lão gia thiêu đốt bản thân đang muốn tử chiến lại có một đạo lực lượng thuộc về bản tôn đại lão gia xuất hiện chỉ là kiếm uy cỡ đó đã chấn nhấp toàn trường biến cố như vậy bảo ai có thể không cảm thấy kinh ngạc cùng bất ngờ chiến trường tiền tuyến cực kỳ rộng lớn mênh mông như một mảnh đất hỗn độn đại chiến giữa trận doanh bình ngạn cùng dị vực thiên tộc cực kỳ thảm thiết tanh máu khiến mảnh đất hỗn độn này cũng lâm vào trong sụp đổ dung chuyển khắp nơi gió tanh mưa máu nhưng theo một đạo vô thượng kiếm uy này xuất hiện toàn bộ chiến trường tiền tuyến bao phủ ở trong một bầu không khí áp lực đầu người ngay cả đại chiến đang kịch liệt tiến hành kia cũng bị ảnh hưởng hai bên đối chiến đều trở nên khắc chế đều đang tìm kiếm nơi phát ra một đạo vô thượng kiếm uy kia sau đó mọi người đều nhìn thấy không biết từ khi nào một nam tử áo bào vải xuất hiện ở bên cạnh tâm ma đại lão gia tâm ma đang bị một lượng lớn cường giả dị vực vây công tình cảnh tràn ngập nguy cơ đây cũng là nguyên do hắn trước đó quyết ý lấy mạng đi liều nhưng bây giờ một thân khí tức của hắn đều bị áp chế không cách nào liều mạng nữa cũng không cần liều mạng nữa bởi vì nam tử áo bào vải kia đã đến theo nam tử áo bào vải xuất hiện công kích đến từ bốn phương tám hướng kia vô luận là thần thông cấm kỵ khủng bố hay bảo vật uy năng khó lường cỡ nào đều bị ngăn cản ở cách nam tử áo bào vài ba thước mà tâm ma kiếp thứ nhất, ở trong vòng ba thước, tự nhiên không chịu bất cứ ảnh hưởng nào nữa, một người như núi, che gió chắn mưa, thì ra là một luồng lực lượng đạo nghiệp bản thể để lại nha, ta còn cho rằng bản thể giống với tiêu tiền, lại sống ra kiếp thứ hai rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất ngoài giật mình, lại không khỏi có một chút mất mát, lúc trước, hắn quả thực thiếu chút nữa cho rằng bản tôn mình chưa chết, mà bây giờ, hắn đã biết chân tướng, một khắc này, hai bên trận doanh đối chiến, cũng đều sớm đã phát hiện nam tử áo bào vải và tâm ma kiếp thứ nhất dung mạo hoàn toàn giống nhau bởi vậy suy đoán ra rất nhiều chuyện thật đúng là đại lão gia kiếm đế thành thoạt nhìn giống như chỉ là một luồng lực lượng đạo nghiệp mà không phải bản tôn hắn cũng đúng nếu vị đại lão gia kia còn sống sao có thể có tô dịch chuyển thế chi thân kia lông mày tăng nhân áo xám nhíu lại chậm rãi giãn ra sự kinh ngạc trong ánh mắt cũng biến mất không thấy thì ra chỉ là một luồng lực lượng đạo nghiệp mà thôi vẻ mặt tăng nhân áo xám khôi phục không một đợn sóng trung quy không phải bản tôn chỉ thường thôi nam tử áo bào vài ở sau khi xuất hiện vẫn rất trầm mặc cũng như trước kia chưa từng để ý tới đại chiến đang trình diễn trong chiến trường tiền tuyến này cũng chưa từng để ý tới bất luận kẻ nào xung quanh ánh mắt hắn chỉ nhìn chăm chăm tâm ma mình năm đó lưu lại như muốn xem xem sau năm tháng dài đằng đẵng như thế tâm ma của mình lại có bao nhiêu biến hóa tâm ma đầu tiên chịu không nổi hắn vốn là kẻ lắm lời nào chịu được loại trầm mặc này không khỏi hùng hùng hổ hổ nói nhìn cái gì có cái gì đẹp tâm ma của mình cũng không nhận ra nữa phi không đúng Năm đó Bản Tôn nếu lựa chọn con đường ta truy cầu, ngươi mới là tâm ma." Lời nói không chút khách khí, nam tử áo bào vài thu hồi ánh mắt, cũng chưa nói một chữ nào, lâm vào suy nghĩ. Tâm ma thì đau đầu nói, "Được được được, ngươi không muốn nói cái gì với ta, vậy đi giết địch đi, không thấy bọn dị vực kia kiêu ngạo bao nhiêu?" Hắn hiểu biết tính tình Bản Tôn trầm mặc bao nhiêu, quả thực chính là miệng hũ nút, nhưng hiểu thì hiểu, làm tâm ma lắm lời, chịu không nổi nhất những thứ này. Bốn phương tám hướng, các đại đi kia vẫn đang ra tay, ý đồ phá vỡ lực lượng nam tử áo bào vài ngăn cản ở quanh thân ngoài ba thước toàn bộ chiến trường tiền tuyến đại chiến vẫn rất kịch liệt cũng chưa bởi vì nam tử áo bào vài xuất hiện mà thu cờ dọn trống song song dừng tay được bên tai tâm ma bất thình lình nghe được chữ này không khỏi ngẩn ra thiếu chút nữa cũng hoài nghi mình nghe lầm sau đó đã hiểu mình không nghe lầm bởi vì nam tử áo bào vài đã ra tay hắn bước ra một bước một luồng vô thượng kiếm uy kia bao phủ ở trong thiên địa chợt sinh ra tiếng ầm ầm kỳ dị như tiết giết chói tai dầm trong toàn bộ chiến trường tiền tuyến phàm là kiếm tu đạo kiếm trên thân đều theo đó chấn động keng keng vạn kiếm cùng cất tiếng vang vọng cửu thiên thập địa tiểu lão gia đột nhiên cười to một tiếng bóng người trượt hóa thành một đạo hào quang lao vào trong bản thể bản thể của hắn thì gà thét lao lên xuyên thủng thời không trong tích tắc xuất hiện ở trong bàn tay nam tử áo bào vải đạo kiếm ba thước như một dòng nước mùa thu trong vắt đại đạo chỗ đắc ý đời người tiểu thanh hoan đây là bụi kiếm đại lão gia đắc ý nhất mà một kiếm trong tay nam tử áo bào vải như biến thành một người khác một luồng khí tức sát phạt khủng bố khó có thể hình dung quét tán ở trên người hắn như một cơn bão thông thiên triệt địa bao phủ toàn bộ chiến trường tiền tuyến chỉ kiếm uy cỡ đó đã áp bách các đại địch bốn phương tám hướng đồng loạt lui ra ngoài như bị thần sơn đẩy ngang gần như hít thở không thông các đại địch kia đều biến sắc thật mạnh trận doanh bình ngạn bên này mọi người đều động dung dị vực thiên tộc bên kia thì mỗi người lưng phát lạnh trên mặt lộ ra sự khó có thể tin kiếm tu này là ai rõ ràng chỉ là một luồng lực lượng đạo nghiệp nhưng một thân kiếm ý sao có thể khủng bố đến mức như vậy mà ở trong doanh địa dị vực thiên tộc ngoài chiến trường đôi mắt tăng nhân áo xám nheo lại trong miệng chợt phát ra một tiếng quát khẽ rút một chữ như cửu thiên kinh lôi ầm ầm vang vọng ở chiến trường tiền tuyến chấn động rất nhiều người mắt nổ đong đóm lúc thanh âm quanh quần nam tử áo bào vài tùy ý giơ lên đạo kiếm trong tay một chớp mắt ở dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú dưới bầu trời chiến trường tiền tuyến kia đột nhiên xuất hiện kiếm khí dày đặc mỗi một đạo kiếm khí đều tỏa ra khí tức sắc bén làm người ta tim đập nhanh căn bản không cần nhắc nhở các cường giả dị vực thiên tộc phân bố ở khu vực khác nhau của chiến trường tiền tuyến đều sinh ra cảm giác nguy cơ xuất phát từ bản năng không chút do dự bứt ra mà lui nhưng trung quy đã chậm một bước theo nam tử áo bào vài chém xuống một kiếm trong toàn bộ chiến trường tiền tuyến đổ một trận mưa to tầm tã đó là kiếm khí dày đặc hư không cũng bị xé ra vô số vết nứt kiếm quang nhìn ghê người như vô số mặt trời trói trang nổ tung nở rộ vô tận ngọn lửa mà ở dưới trận mưa kiếm tầm tã này rất nhiều cường giả dị vực thiên tộc không kịp né tránh đã bị đánh giết ngay tại chỗ hoặc thân thể nổ tung hoặc hồn phi phách tán hoặc trực tiếp bị gạt bỏ thành cho kiếp lập tức tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ cùng tiếng giống giận giữ vang lên máu tanh thì như trời long đất lở điên cuồng lan tràn ở trong mưa kiếm tầm tã vô cùng sắc bén kia một ít cường giả dị vực thiên tộc chiến lược khủng bố vừa dùng hết con bài chưa lật của mình ngăn cản vừa hướng về ngoài chiến trường chạy đi nhưng mưa kiếm kia quá mức dày đặc bao trùm trên trời dưới đất vô luận chạy trốn tới nơi nào đều sẽ gặp công kích liên tiếp dẫn tới dù là các đại địch chiến lược khủng bố kia cũng thương vong thê thảm nặng nề lục tục có người ngã ở chiến trường khi mưa kiếm đầy trời chợt yên tĩnh chỉ có mấy chục người chạy ra khỏi chiến trường tiền tuyến mỗi người đều bị thương trên người vô cùng thê thảm trận doanh bình ngạn bên kia tất cả mọi người đều dừng tay đứng ở nơi đó trên mặt khó giấu đi chấn kinh trong lòng dung chuyện không thôi trên thực tế bọn họ cũng không thể không dừng tay bởi vì đại địch phân bố ở trên chiến trường tiền tuyến đều đã hoặc chết hoặc chạy. Cái này, thế mà là thật, câu trần lão quân cũng có chút hoảng hốt, nhất thời khó mà tin nổi. Một kiếm chém ra, đổ một trận mưa kiếm tầm tã. Lúc mưa kiếm đột nhiên dừng lại, giết gần 200 đại địch, cho dù đào tàu mấy chục đại địch, cũng đều bị thương thê thảm nặng nề. Cái này, quả thực tựa như kỳ tích. Cần biết, đại chiến của chiến trường tiền tuyến này, dù là đạo tổ tầm thường cũng không đủ tư cách tham dự. Ở những năm qua, trận doanh bình ngạn bên này thương vong rất nặng, hôm nay mang toàn bộ lão gia hòa cộng lại một chỗ, cũng mới chỉ hơn 100 người mà thôi. Tương tự, chiến lược trận doanh dị vực thiên tộc bên kia xuất động, cũng mỗi kẻ đều là đại nhân vật chiến lược khủng bố. Nếu không, sao có thể bức bách trận doanh bình ngạn đến bực này? Nhưng bây giờ, đại lão gia kiếm đế thành trong một kiếm, đã giết gần 200 đại địch. Điều này bảo ai không rung động, ai lại nhất thời có thể tin tưởng, tồn tại cấp thủy tổ của ẩn thế sơn và tam thanh quan, ma môn, một đám thế lực, ở lúc này đều thiếu chút nữa ngay ngốc. Trong toàn bộ chiến trường tiền tuyến, không khí tĩnh mịch, dù là trong trận doanh dị vực thiên tộc, những kẻ địch kia tất cả đều ngây ra tay chân lạnh toát không thể tưởng tượng đây là uy năng trong một kiếm có khả năng phóng ra trong hư không hãy còn lưu lại vết nứt dày đặc như khe rãnh hư không đan xen ngang dọc lơ lửng ở trên không chiến trường tiền tuyến phía trên mặt đất cũng đều là vết thương nhìn ghê người bị máu nóng bỏng tới đẫm mảnh vỡ bảo vật tàn phá rơi ở mỗi góc của chiến trường tất cả đều đang lặng lẽ kể ra uy năng của một kiếm vừa rồi là khủng bố cỡ nào ánh mắt trần phát hiện lên nét không phục rất lâu trước kia phụ thân hắn từng không chỉ một lần nói người hắn đời này không phục cực ít mà bá phụ làm đại lão gia kiếm đế thành chính là một trong số đó chẳng qua trần phác làm vãn bối trung quy chưa từng tận mắt thấy phong thái của đại lão gia thẳng đến giờ phút này khi kiến thức phong thái một kiếm này trần phác rốt cuộc biết vì sao mạnh như phụ thân mình cũng sẽ khâm phục như vậy đối với bá phụ tâm ma kết thứ nhất thấy vậy khóe môi khẽ động đang muốn nói cái gì lại thấy nam tử áo bào vải sớm đã bước ra một bước bóng người chợt rời khỏi chiến trường tiền tuyến này xuất hiện ở phía trước trận doanh dị vực thiên tộc lập tức đám người trận doanh bình ngạn trợn to đôi mắt cảm xúc bành trướng đều rõ đại lão gia kiếm đế thành kế tiếp muốn làm cái gì mà trận doanh dị vực thiên tộc bên kia đôi mắt tăng nhân thiếu niên co lại cuối cùng không đặt mình bên ngoài nữa tự mình ra tay ông một đạo phạm hỏa màu vàng thần dị chợt lao lên không trung ở trên hư không hiển hóa thành một đài sen ở trong phật môn đài sen phẩm giai cao nhất là cửu phẩm nhưng đài sen này lại cả thảy 18 phẩm toàn thân như vàng dòng đúc thành lộ ra vô thượng thần vận huy hoàng vô lượng đài sen vừa xuất hiện liền nở rộ ra vô tận phạm quang chiếu sáng cửu tiêu chiếu khắp trên trời dưới đất cho dù trong doanh địa bỉ ngạn cách nhau chiến trường tiền tuyến cũng bị vô tận phạm quang kia chiếu sáng bảo vật của con lửa chọc kia lại lợi hại như thế tâm ma kiếp thứ nhất nheo mắt lại nhìn ra chỗ cấm kỵ của đài sen 18 phẩm kia đây vẫn là lần đầu tiên tăng nhân thiếu niên bị trận doanh bỉ ngạn gọi là vô danh tăng ra tay chỉ nhìn đài sen 18 phẩm kia lộ ra khí tượng khủng bố đã khiến rất nhiều cường giả trận doanh bình ngạn bên này biến sắc mà khiến tâm ma kiếp thứ nhất kỳ quái là lấy chiến lược của tăng nhân thiếu niên nếu tự mình tham dự đến trong chiến đấu những năm qua, sợ là sớm có cơ hội lấy được toàn thắng. Nhưng, tăng nhân thiếu niên chưa từng làm như vậy, cũng là giờ phút này, mới chính thức ra tay. Nam tử áo bào vài đối mặt một màn này, căn bản không có bất cứ sự lưỡng lự nào, phung kiếm chém qua, một kiếm rất nhẹ nhàng bâng quơ, đơn giản đến không có bất cứ huyền cơ nào đáng nói, cho dù đổi làm phàm phu tục tử, cũng có thể tùy tay chém ra, nhưng chính là một kiếm như vậy lại khiến vẻ mặt không một gợn sóng của tăng nhân thiếu niên kia rốt cuộc xảy ra biến hóa bởi vì ở trong cảm giác của hắn lực lượng chu hư quy tắc của chúng diệu đạo khư thế mà bị một kiếm này đánh thức toàn bộ bổn nguyên chúng diệu đạo khư đều đang chấn động dị vực thiên tộc có thể giết vào chúng diệu đạo khư tự nhiên sớm từ ngay đầu tiên đã chấn áp cùng nắm giữ chu hư quy tắc của chúng diệu đạo khư nhưng đến hôm nay cũng chậm chạp chưa ai có thể thật sự tìm được bổn nguyên chúng diệu đạo khư ở nơi nào cho dù tăng nhân thiếu niên tự mình ra tay cũng không tìm được tựa như lực lượng bổn nguyên của chúng diệu đạo khư sớm ẩn nấp đi mà bây giờ tăng nhân thiếu niên vớt cuộc biết vì sao tìm không thấy rồi có liên quan với kiếm khách kia hắn một kiếm này đã đánh thức bổn nguyên chúng diệu đạo khư cộng hưởng để chu hư quy tắc cho hắn sử dụng tự nhiên ý nghĩa bổn nguyên của chúng diệu đạo khư tự nhiên là bị kiếm khách kia giấu đi tăng nhân thiếu niên đã không kịp nghĩ nhiều hai tay bấm quyết tăng y căng phòng toàn lực thúc giục đài sen 18 phẩm lập tức đài sen kia trực tiếp giống như thiêu đốt như muốn đốt cháy mọi thứ trên trời dưới đất nơi này nhưng khi nam tử áo bào vài chém xuống một kiếm này đài sen 18 phẩm kia lại đánh bay kịch liệt chấn động không thôi kiếm khí và đài sen va chạm nhất lên dao động lực lượng hủy diệt càng khuếch tán đến bên trong toàn bộ doanh địa dị vực thiên tộc cường giả dị vực đóng ở trong đó đông chừng trăm vạn tuyệt đại đa số đều là nhân vật dưới đạo tổ bởi vì thực lực không đủ chi đại quân trăm vạn này tự nhiên chưa từng tham dự chém giết chiến trường tiền tuyến nhưng chỉ cần trận doanh bình ngạn thua to chi đại quân trăm vạn này sẽ tiến quân thần tốc giống như châu chấu thổi quét chúng huyền đạo khư mà bây giờ theo uy năng hủy thiên diệt địa kia khuếch tán hơn trăm vạn đại quân dị vực thiên tộc kia nhất thời bị thương nặng nghiêm trọng vô cùng trong nháy mắt mà thôi đã có mấy chục vạn hồn phi phách tán như có rác thiêu đốt hóa thành cho tàn dù sao tuyệt đại đa số đều là cường giả dưới đạo tổ đâu có thể nào chống đỡ được dư âm chiến đấu bực này cho dù là một ít tồn tại chiến lược khủng bố đủ để so sánh tuyệt thế đạo tổ cũng gặp liên lụy ở trong dư âm chiến đấu này hoặc hốt hoảng né tránh hoặc kinh sợ thét chói tai hoặc ngay lập tức bị thương nặng mà một kiếm này cũng chấn động bóng người tăng nhân thiếu niên nhoáng lên một cái khí cơ quanh thân quay cuồng một trận hắn chưa nói gì vung tay áo bào trong thiên địa trượt lâm vào trong bóng đêm vô biên vô hạn tất cả mọi người trong doanh địa dị vực thiên tộc kia đều bị bóng tối bao phủ bỗng dưng biến mất không thấy loại thần thông này tương tự tụ lý càn khôn nhưng so với tụ lý càn khôn càng thêm cấm kỵ có cái uy che cả bầu trời nước hết chu hư hầu như cùng lúc tăng nhân thiếu niên bỗng dưng xuất hiện ở phía trên đài sen màu vàng kia giọng điệu bình tĩnh nói kiếm khách bản tôn của ngươi đã không còn hôm nay còn tính hao hết một luồng lực lượng đạo nghiệp cuối cùng này hay sao nam tử áo bào vài không nói bấm tay bắn ra đạo kiếm trong tay theo tiếng kiếm ngân ngập trời hắn lại chém ra một kiếm một kiếm này càng thêm cấm kỵ cùng khủng bố ở trong toàn bộ ánh mắt rung động trong chúng rượu đạo khư kia lộ ra vô số ngọn lửa càn quét chu hư quy tắc như trời xanh tức giận một mảng đạo khư mênh mông vô ngần này vẫn luôn lấy thần bí cùng cấm kỵ chứ danh trong năm tháng cổ kim dài lâu thật sự có tư cách tới chúng rượu đạo khư sông pha cũng chỉ là một số người mà nam tử áo bào vải khác hắn không chỉ từng xông vào chúng rượu đạo khư còn từng ở chỗ sâu nhất của chúng rượu đạo khư lấy một cái kiếm khóa cùng lực lượng bổn nguyên chúng rượu đạo khư chấn áp thái sơ đến từ ngoài hỗn độn chuyện này người biết ít ỏi không có mấy cho nên ở chúng rượu đạo khư này ra tay nghiễm nhiên tương đương đi tới sân nhà của hắn khiến hắn như chỗ tể tất cả cái này cũng khiến hắn chém ra kiếm thứ ba này uy năng cường đại đến trình độ không thể đo lường được tăng nhân thiếu niên ngay lập tức phát hiện không khỏi nhíu mày chân đạp đài sen màu vàng xoay người bước đi ầm uhm. một kiếm chém xuống trời đất như nứt thời không như lún, vạn đạo như vỡ. Căn bản không cách nào hình dung sự bá đạo của một kiếm này, như lấy toàn bộ chúng rượu đạo khư làm kiếm ý, chém ra một loại ý trời xanh như vô thượng, mọi người mắt đau đớn, trong tầm nhìn một mảng trắng xóa, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa, trong tai chỉ mơ hồ nghe được, thanh âm lạnh nhạt như băng kia của tăng nhân áo xám đang vang lên, một trận chiến này, có lẽ người giúp bọn hắn thắng, nhưng bởi vậy, bại lộ bổn nguyên chúng rượu đạo khư, mà một luồng lực lượng đạo nghiệp này của người, nhất định sẽ theo đó tiêu vong khi chúng ta ngóc đầu trở lại trên dưới niết bản hỗn độn này nhất định không ai có thể ngăn cản nữa đáng tiếc đến lúc đó người kiếm khách này đã không nhìn thấy được nữa ta sẽ cảm thấy tiếc nuối thanh âm quanh quần dần dần trở về yên lặng mà tầm nhìn của mọi người rốt cuộc khôi phục lại chỉ thấy trong thiên địa nơi cực xa tất cả cảnh tượng rách nát khô kiệt thiên địa lật úp hỗn loạn không chịu nổi toàn bộ thế giới giống như phá thành mảnh nhỏ doanh địa kia ban đầu do dị vực thiên tộc đóng quân đã sớm biến mất không còn tồn tại cũng không thấy bóng dáng bất cứ cường giả dị vực thiên tộc nào nữa trong thiên địa mênh mông chỉ một mình nam tử áo bào vài đứng ở nơi đó một tay cầm đạo kiếm trầm mặc như cũ từ khai chiến đến lúc này chưa từng nói một chữ trận doanh bình ngạn bên này mọi người vẻ mặt hoảng hốt dại ra ở đó sững sờ không nói một luồng lực lượng đạo nghiệp của đại lão gia kiếm đế thành mà thôi lại ở lúc kiếm thứ nhất càn quét toàn bộ kẻ địch chiến trường tiền tuyến kiếm thứ hai áp đảo trận doanh dị vực thiên tộc kiếm thứ ba càng khiến tất cả mọi người của dị vực thiên tộc đều biến mất mảng thiên địa kia cũng như bị đánh thành vùng đất chết tàn phá tất cả cái này quả thực tựa như một giấc mộng hoàn toàn đảo điên nhận biết cùng tưởng tượng của mọi người cần biết ở đây căn bản không thiếu tồn tại cấp thủy tổ bối phận cao nhất chiến lược mạnh nhất nhưng tương tự đều bị uy lực ba kiếm này rung động tâm thần khó có thể bình tĩnh không thể tin tất cả cái này như tam thanh quan ma môn nho gia yêu đạo một đám tồn tại cấp thủy tổ ở trong năm tháng cổ xưa dài lâu vô cùng kia đều từng giao thủ với đại lão gia kiếm đế thành dưới tình huống một trọi một quả thực không ai là đối thủ của đại lão gia chẳng qua ba vị thủy tổ tam thanh quan từng liên thủ miễn cưỡng có thể đánh ngang tay với đại lão gia mà từng có một lần một ít ẩn thế giả trên ẩn thế sơn liên thủ cùng một ít cấp thủy tổ khác đè ép đại lão gia một bậc quả thật ai cũng rõ nếu phân sinh tử bọn họ có lẽ có thể đánh bại đại lão gia nhưng bọn họ bên này nhất định sẽ có rất nhiều người mất mạng đây là nội tình vì sao kiếm đế thành có thể ở chúng huyền đạo khư đứng ngạo nghễ trên đời được thiên hạ kiếm tung ngưỡng mộ cũng là chỗ nội tình vì sao đại lão gia kiếm đế thành có thể kiếm áp thiên hạ độc đoán chư thiên nhưng bây giờ chỉ là một luồng lực lượng đạo nghiệp đại lão gia lưu lại mà thôi lại ở trong ba kiếm đánh xuyên toàn bộ chiến trường tiền tuyến tàn sát một đám đại địch khiến trận doanh dị vực thiên tộc biến mất sạch sẽ điều này bảo ai không cảm thấy rung động cùng bất ngờ cũng là giờ phút này các lão nhân kia mới chợt ý thức được một sự kiện trong trí nhớ bọn họ nhận biết đối với đại lão gia đã xuất hiện lệch lạc nghiêm trọng mà cái này chỉ có một loại giải thích sớm từ trước khi chuyển thế trùng tu chiến lược của đại lão gia đã đột phá đến trình độ không thể tưởng tượng nào đó xa không phải bọn họ có thể so sánh cho nên lực lượng đạo nghiệp đại lão gia để lại mới có thể khủng bố như thế ngược lại là lực lượng của tâm ma đại lão gia căn bản không thể so sánh với lực lượng đạo nghiệp của hắn trong đó tự nhiên có duyên cớ khác duy chỉ có tâm ma kết thứ nhất rõ năm đó hắn nếu đủ mạnh đâu có thể nào sẽ bị bản tôn phong ấn nhét vào trong cái vỏ kiếm mục nát kia hắn cũng rõ một luồng lực lượng đạo nghiệp kia của bản tôn mình sở dĩ có thể nghiền áp dị vực thiên tộc mấu chốt ở chỗ vận dụng lực lượng bổn nguyên của chúng rượu đạo khư mà loại thủ đoạn này tâm ma kiếp thứ nhất không làm được không phải hắn yếu mà là hắn thân thể tâm ma này căn bản không có ký ức về như thế nào ngự dụng bổn nguyên chúng rượu đạo khư nguyên do trong đó tâm ma đại khái có thể phỏng đoán ra chẳng qua đáp án rất tổn thương tự tôn mà thôi nam tử áo bảo phải lặng yên xoay người đi một bước tới trước mặt tâm ma kiếp thứ nhất một lần này căn bản không cần nam tử áo bảo phải nói cái gì tâm ma khẽ biến sắc nói ngươi phải rời khỏi rồi hắn là tâm ma, đối phương là lực lượng đạo nghiệp, cho nên có thể cảm nhận được rõ ràng, một luồng lực lượng đạo nghiệp này của đối phương đã sắp hao hết. Nam tử áo bào vải khẽ gật đầu, vẫn rất trầm mặc như cũ, tâm ma vẻ mặt phức tạp, hắn là kẻ lắm lời, không cho hắn nói chuyện so với giết hắn càng khó chịu hơn, nhưng lúc này, lại muốn nói lại thôi, cổ họng giống như bị nghẹn, một chữ cũng không nói ra được. Bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên tại kênh YouTube gì các phim, lúc này, một đám cường giả của trận doanh bình ngạn đều na di hư không, lướt đến bên này trong những lão nhân này phần lớn đều coi đại lão gia là địch đạo thống của mỗi người càng cùng kiếm đế thành thủy hòa bất dung cho nên lúc này nơi đây khi giáp mặt một luồng lực lượng đạo nghiệp này của đại lão gia trong lòng mọi người đều rất phức tạp ở trên chuyện chống đỡ ngoại tộc đạo hữu ngăn cơn sóng dữ công lao từ đầu tới đuôi chúng ta xấu hổ không bằng còn xin nhận của bần đạo một lễ thượng thanh thủy tổ tiến lên chắp tay vái người khác lục tục tiến lên lần lượt hành lễ cho dù là kẻ địch cũng không thể không thừa nhận ba kiếm này của đại lão gia với cả chúng Huyền Đạo Khư mà nói, không thua gì kéo lại tòa nhà sắp đổ, ngăn cơn sóng dữ, với bọn họ những người này mà nói, cũng là một ân cứu mạng, cho nên, cho dù thù hận vẫn còn, nhưng ai có thể không kính, ai có thể không cảm kích. Nam tử áo bào vài đứng nơi đó, ánh mắt đảo qua những khuôn mặt quen thuộc kia, vẻ mặt không dao động, cũng chưa từng nói cái gì, dáng vẻ trầm mặc đó, cũng mang cho mọi người ở đây áp lực thật lớn, chẳng qua, bọn họ đều rõ tính tình đại lão gia vẫn luôn như thế, trái lại cũng sẽ không nghĩ nhiều cái gì tâm ma kiếp thứ nhất lại cười lạnh nói bớt con mẹ nó giả mù ra mưa mắt đều không mù cũng đừng giả bộ hồ đồ các ngươi người nào trong lòng không rõ lực lượng đạo nghiệp bản tôn ta lưu lại đã sắp xong rồi mọi người vẻ mặt khác nhau nhưng đều chưa nói cái gì bọn họ cũng từng sớm thể hội cái mồm tâm ma này xảo quyệt lợi hại bao nhiêu ai sẽ ở lúc này tự tìm mất mặt tâm ma kiếp thứ nhất lại không bỏ qua hãy còn cười lạnh các ngươi bây giờ mang ơn quay đầu chỉ sợ cũng sẽ mừng thầm nhỉ dù sao qua một trận chiến này đã đánh tan kẻ thù bên ngoài lại khiến một luồng lực lượng đạo nghiệp này của bản tôn ta hao hết, khiến các ngươi có thể kê cao gối ngủ ngon, đúng không? Lập tức, các tồn tại cấp thủy tổ kia đều nghe không nổi nữa, cảm giác tâm ma này nói quả thực quá mức cay nghiệt, chẳng qua, còn chưa chờ bọn họ nói cái gì, tâm ma kiếp thứ nhất đã lạnh lùng nói, kiếm đế thành làm như vậy, căn bản không cần các ngươi như lão già này cảm kích, về sau sớm hay muộn sẽ hoàn toàn thanh toán nợ cũ một phen với các ngươi, từng chữ leng keng, nói năng có khí phách, không khí đột nhiên trở nên nặng nề, các ẩn thế giả ẩn thế sơn bọn người tam thanh thủy tổ đều nhíu mày câu trần lão quân mí mắt giật giật vội vàng lên tiếng điều hòa trần pháp cũng thở dài một tiếng tiến hành khuyên giải tất cả cái này nam tử áo bảo vải thu hết đáy mắt nhưng chưa nói cái gì hắn nhìn tâm ma một cái nâng tay chỉ nơi xa sau đó liền bước ra một bước tự mình bước về nơi xa tâm ma kiếp thứ nhất biết nam tử áo bảo vải muốn làm cái gì vẻ mặt không khỏi biến ảo một phen cuối cùng hắn thở dài một tiếng không mượn cơ hội nói móc những kẻ kia nữa vẻ mặt bình tĩnh nói kế tiếp các vị không ngại theo chúng ta đi một chuyến như thế nào mọi người nhìn nhau đều không hiểu ra sao không rõ lực lượng đạo nghiệp cùng tâm ma của đại lão ra muốn làm cái gì nhưng tâm ma kiếp thứ nhất chưa giải thích mà nam tử áo bào vải thì sớm tự mình đi xa được vậy thì đi một chuyến các ẩn thế giả ẩn thế sơn cùng tam thanh thủy tổ dẫn đầu đáp ứng người khác thấy vậy cũng đều không từ chối ngay lập tức một đám lão nhân của trận doanh bình ngạn đều bắt đầu hành động rời khỏi khu chiến trường tiền tuyến này theo tâm ma kiếp thứ nhất hướng về chúng huyền đạo khư lao đi giữa chúng huyền đạo khư cùng chúng diệu đạo khư phân bố một mảng khu vực hỗn độn hỗn loạn cuồng bạo nơi này thời không loạn lưu càn quét cấm kỵ dâng trào như tai kiếp như một lạch trời ngăn cách hai tòa đạo khư ở trong năm tháng quá khứ dài lâu dù là đạo tổ muốn xông qua khu vực hỗn độn này cũng không khác gì tìm chết cho nên thật sự có thể đến chúng diệu đạo khư sông pha quả thực chỉ có một số người có thể làm được khi tới khu vực hỗn độn này mọi người liếc một cái liền nhìn thấy nam tử áo bào vài sớm lặng lặng đứng ở nơi đó sau đó bọn họ liền biết Đại lão ra muốn làm cái gì? Nam tử áo bào và đột nhiên bước ra một bước, phung tay áo, ầm, uhm, toàn bộ giải đất hỗn độn trượt nổ vang, trật tự thời không vạn vẹo biến hóa, trong hoàng hốt như có một bức tường thời không vô hình đang ngưng tụ. Một khắc này, trong chúng huyền đạo khư nằm ở chỗ cực xa xôi, chu hư quy tắc theo đó kịch liệt dung chuyển, lực lượng bổn nguyên của toàn bộ chúng huyền đạo khư đều theo đó từ trong yên lặng ầm ầm bùng nổ, thiên hạ lâm vào chấn động, ước vạn vạn sinh linh của chúng huyền đạo khư đều kinh ngạc, mà ở giải đất hỗn độn này đã xuất hiện một lạch trời thật sự tranh ngang ở giữa chúng diệu đạo khư cùng chúng huyền đạo khư do trật tự thời không của giải đất hỗn độn này ngưng tụ bao trùm lực lượng chu hư quy tắc của chúng huyền đạo khư điều thần dị nhất là phía trên lạch trời lộ ra ước vạn kiếm quang ước vạn kiếm quang kia lưu chuyển bay múa tựa như một tòa sát trận thần bí cấm kỵ tràn ngập uy năng khó có thể nói nên lời chúng huyền minh ước các nhân vật cấp thủy tổ kêu rốt cuộc đã hiểu vẻ mặt mỗi người trở nên đặc biệt phức tạp rất lâu rất lâu trước kia chúng huyền đạo khư từng bao trùm ở dưới một đạo chúng huyền minh ước này do đại lão gia tự mình bày ra đây đã là một quy củ đại lão gia lập xuống cho chúng huyền đạo khư cũng là một tấm bùa bảo hộ của chúng huyền đạo khư một khế ước này dung hợp chu hư quy tắc của chúng huyền đạo khư như bức tường thiên đạo biến thành ngăn cách tất cả liên hệ của chúng huyền đạo khư cùng bên ngoài từ đó về sau cường giả chúng huyền đạo khư không thể rời khỏi chúng huyền đạo khư nữa tự nhiên không cách nào trở về phía trên dòng sông vận mệnh nữa cũng không cách nào tới chúng rượu đạo khư đối với điều này ước vạn vạn chúng sinh thế gian ngược lại sẽ không nói cái gì dù sao đối với bọn họ mà nói rời khỏi chúng huyền đạo khư là một chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ cho dù không có chúng huyền minh ước cũng không có thực lực rời khỏi nhưng ẩn thế sơn cùng các đạo thống cấp thủy tổ kia lại khác ở trong mắt bọn họ đại lão gia lập chúng huyền minh ước chẳng khác nào mang chúng huyền đạo khư phong cấm lại thành một tòa lao ngục tự nhiên bọn họ đối với chúng huyền minh ước cũng mâu thuẫn cùng bài xích nhất cũng bởi vì chúng huyền minh ước này tồn tại bọn họ và kiếm đế thành kết thù sâu hận lớn thẳng đến khi đại lão ra chuyển thế trùng tu không lâu ẩn thế sơn cùng các đạo thống cấp thủy tổ kia liền liên hợp lại bắt đầu tiến hành phản kích sau đó bọn họ đã hủy diệt kiếm đế thành hủy diệt chúng huyền minh ước tựa như lồng giam phong cấm chúng huyền đạo khư năm tháng dài lâu từ đó về sau thế gian không có kiếm đế thành nữa thế gian cũng không có chúng huyền minh ước nữa nhưng ai cũng không ngờ ở sau khi cách năm tháng dài lâu vô cùng chúng huyền minh ước một lần nữa xuất hiện cứ như vậy giống lệch trời vắt ngang ở trước mắt chẳng qua khác với năm đó thù hận cùng mâu thuẫn chúng huyền minh ước giờ khắc này các lão quái vật ở đây đều có nhận biết khác biệt rồi đại lão ra làm như vậy là muốn lấy chúng huyền minh ước làm lạch trời ngăn cách chúng diệu đạo khư lấy nó ngăn cản dị vực thiên tộc sao câu trần lão quân lầm bầm lão quái vật khác tâm tình cuồn cuộn đều rất trầm mặc không có ai ngờ được chúng huyền minh ước từng bị bọn họ mâu thuẫn thù hận coi như lao ngục hoàn toàn đánh vỡ sẽ ở hôm nay phát huy tác dụng lớn năm đó lúc đại lão gia tự mình sáng lập chúng huyền minh ước Chẳng lẽ chính là vì đề phòng đám dị vực thiên tộc kia xâm nhập, có lão quái vật thanh âm trầm thấp mở miệng, còn không tính là quá ngu xuẩn, tâm ma kiếp thứ nhất cười lạnh, lúc trước lập chúng Huyền Minh ước, kiếm đế thành ta sớm nói rõ ràng minh bạch, làm như vậy là vì che chở thiên hạ thương sinh, đề phòng biến số đến từ chúng Diệu đạo khư, buồn cười là, các ngươi lại không tin, ngược lại coi chúng Huyền Minh ước là lồng giam, cho rằng kiếm đế thành ta muốn vây thiên hạ ở trong lồng giam, về sau đều chịu kiếm đế thành chúa tể, cái này, buồn cười cỡ nào, trong lời nói tràn đầy châm chọc rất nhiều người sắc mặt đều bắt đầu biến ảo nếu năm đó chúng huyền minh ước chưa từng bị đánh vỡ có phải ý nghĩa mấy năm nay đối chiến cùng chém giết dị vực thiên tộc sẽ không có nhiều người đổ máu hy sinh như vậy hay không sẽ ý nghĩa cho dù dị vực thiên tộc như gió bão thổi quét đến có chúng huyền minh ước cũng có thể làm bọn họ chống đỡ thời gian càng lâu hơn hay không càng nghĩ tiếp trong lòng các lão nhân kia lại càng cuồn cuộn cảm xúc lẫn lộn mất bò mới lo làm chuồng thời gian vẫn chưa muộn lần này có đại lão ra ra tay đúc lại lực lượng chúng huyền minh ước với thiên hạ mà nói không thể nghi ngờ có thêm một tầng lạch trời có thể che gió chắn mưa câu trần lão quân nói về sau đại quân dị vực thiên tộc lại đánh tới chúng ta đã không cần đi chiến trường tiền tuyến chém giết nữa chỉ cần thủ vững nơi đây đủ có thể đối địch kém quá xa tâm ma kiếp thứ nhất lắc đầu hôm nay lực lượng chúng huyền minh ước này xa không thể so sánh với lúc trước chẳng qua cũng có thể dùng tạm khi nói chuyện với nhau nam tử áo bào phải đột nhiên giơ tay keng đạo kiếm lướt lên trên không tiểu lão già áo trắng hơn tuyết bỗng dưng xuất hiện lão gia có gì phân phó tiểu lão gia dò hỏi nam tử áo bào vài nâng tay chỉ chúng huyền minh ước như lạch trời kia rốt cuộc mở miệng thủ ở đó ít ỏi ba chữ lại như có phân lượng rất lớn tiếng nói chuyện với nhau ở đây đều yên lặng xuống ai cũng động dung không thôi hành động này của đại lão gia rõ ràng là muốn để tiểu lão gia từ thủ nơi đây nếu dị vực thiên tộc đến xâm phạm tiểu lão gia tắc sẽ lên chiến trường đầu tiên dựa vào cái gì tâm ma kiếp thứ nhất thì hoàn toàn tức giận nổi giận nói giết những kẻ thù bên ngoài kia cũng được nhưng đừng quên, kiếm đế thành bị bọn họ hủy, kiếm tu trong thành đã chết không đếm xuể, vì sao còn phải để tiểu thanh hoan tử thủ nơi đây, bọn hắn cũng xứng, một khắc này, sắc mặt tâm ma đặc biệt khó coi, vẻ mặt mọi người ở đây rất mất tự nhiên, nam tử áo bào vài không để ý tới, tiểu lão gia áo trắng thắng tuyết thì quay đầu hướng về tâm ma kiếp thứ nhất cười cười, bọn họ không xứng, nhưng, ta nguyện ý, đây là hắn lần đầu tiên cho tâm ma vẻ mặt hòa nhã, sau đó, tiểu lão gia xoay người, lấy một loại tư thái trịnh trọng, nghiêm túc hướng nam tử áo bào và chắp tay nói kiếm còn người còn kiếm mất người mất tất không phụ lão ra phó thác nam tử áo bào vài gật gật đầu keng tiểu lão ra tay cầm đạo kiếm trong một bước đã tới bên trong một lạch trời kia khoanh chân ngồi ở trong ức vạn kiếm quang tựa như một tòa sát trận kia toàn bộ bóng người đều dung hợp với lực lượng chúng huyền minh ước dần dần biến mất không thấy tâm ma kiếp thứ nhất ngơ ngác nhìn tất cả cái này tức giận đến mức cả người run rẩy vì sao không để ta đi cứ phải để hắn đi hắn bước ra một bước đã đến trước mặt nam tử áo bảo vải trong ánh mắt tràn đầy tức giận ta một cái tâm ma mà thôi cũng đã sớm nhận thua với tô dịch ở lại trên đời này cũng là dư thừa còn có thể trở ngại tô dịch kế thừa mọi thứ lúc còn sống của bản thể vì sao không để ta thay thế tiểu thanh hoan vì sao tâm ma tức rủi bọt mép thất thố hiếm thấy nam tử áo bảo vải lặng lặng nhìn tâm ma rốt cuộc không trầm mặc nữa đại đạo của ngươi cũng không kém tâm ma sửng sốt sau đó cánh mũi cay cay nhưng không được gặp người ôm bụng cười cười to cười rất thất thố nước mắt cũng đang chảy, nhưng đôi lông mày khóe mắt lại có một loại thoải mái cùng khuây khỏa nói không nên lời. Rất lâu trước kia, kiếm khách đã sớm đặt chân ở đỉnh cả thế gian, vì truy cầu con đường cao hơn, đối mặt một cái lựa chọn lưỡng nan, một cái là luân hồi trùng tu, một cái là tiếp tục đi đường cũ. Cuối cùng, hắn lựa chọn chuyển thế trùng tu, nhưng cũng bởi vậy, để lại một cái tâm ma thủ vững con đường bàn ngã, ta đấu với ta, đối lập như địch, thủy hỏa bất dung. Mãi cho đến hôm nay, khi tâm ma ở trong chiến trường muốn tự hủy tất cả giết địch, trong lòng từng rất tức nuối, muốn nói cho Tô Dịch, con đường hắn thủ vững cũng không kém, mà lúc này, hắn từ chỗ bản thể đạt được đáp lại tương tự, hồi lâu sau, tâm ma kiếp thứ nhất mới rút cuộc khôi phục, cũng đã biết, một luồng lực lượng đạo nghiệp kia của bản thể trung quy sẽ tiêu vong, cái này cũng liền ý nghĩa, Tô Dịch về sau chỉ có thể kế thừa ký ức của bản thể, có được lịch duyệt, kinh nghiệm tu hành cùng cảm ngộ của bản thể, nhưng lại không cách nào kế thừa đạo nghiệp của bản thể, nhưng chỉ cần hắn một tâm ma này còn sống, thì lại khác xét đến cùng hắn tâm ma này vốn chính là một bộ phận đạo nghiệp của bản thể đại biểu cho con đường bản thể suốt đời truy cầu chỉ cần hắn còn sống về sau tô dịch tự nhiên có cơ hội bổ toàn tất cả của bản thể mà không có tàn khuyết đây chính là sắp xếp của bản thể người nhà nếu có thể nói nhiều một chút thì tốt rồi tâm ma kiếp thứ nhất cảm khái lúc trước hắn cũng chẳng hay biết gì mà bây giờ hắn vốt cuộc hoàn toàn hiểu rồi lực lượng đạo nghiệp của bản thể lần này đến vận mệnh bỉ ngạn có ba mục đích thứ nhất thu thập dị vực thiên tộc tranh thủ càng nhiều thời gian trưởng thành cho truyền thế chi thân tô dịch thứ hai xây dựng lại chúng huyền minh ước che chở chúng huyền đạo khư phòng ngừa trong ngắn hạn lại có biến số xảy ra thứ ba để hắn tâm ma này có cơ hội còn sống từ chiến trường tiền tuyến rút lui tới mệnh hà khởi nguyên đi bổ toàn con đường về sau của tô dịch nam tử áo bào vài chưa đáp hắn nhìn nhìn các nhân vật thế hệ trước của trận doanh bình ngạn nơi xa hiểu giao cho ta đi tâm ma kiếp thứ nhất tựa như lòng có linh tê ánh mắt phức tạp ta sẽ cho bọn họ một cơ hội cũng cho tô dịch một cơ hội nam tử áo bào vải khẽ gật đầu liền chắp hai tay sau lưng trong một bước lướt qua một lạch trời kia do chúng huyền minh ước biến thành biến mất không thấy một màn này khiến mọi người kinh ngạc lực lượng đạo nghiệp của đại lão ra đây là muốn đi làm cái gì tâm ma kiếp thứ nhất ngẩn người không nói chỉ có hắn rõ bản thể mình chỉ là muốn thừa dịp trước khi lực lượng đạo nghiệp của bản thân biến mất lại đi chúng huyền đạo hư đi một chút nhìn một chút chỉ vậy mà thôi thở dài một hơi tâm ma kiếp thứ nhất thu hồi ánh mắt giải bước đi về phía những lão gia hỏa kia các vị chúng ta cũng nên tán gẫu hẳn hoi một chút. Ở chỗ sâu trong chúng huyền đạo khư, nam tử áo bào vài bước ra mỗi một bước, liền vượt qua vô ngần thời không. Một lát sau, hắn dừng chân ở một khu vực hư vô như hỗn độn, từng, trong một mảng hỗn độn này cắm rễ một cây trúng rượu đạo thụ, trên đó có được con đường cao nhất thuộc về hỗn độn kỳ nguyên này sinh mệnh tri đạo, từng, một con ve sầu vàng trải qua muôn vàn khổ sở, từ ngoài hỗn độn bay vút đến, lấy một hóa ba, một phân thân, hóa thành thái thượng giáo chủ, bị trần tịch giết chết, một phân thân hóa thành thái sơ, bị nam tử áo bào vải lấy đạo nghiệp suốt đời hội tụ một cây kiếm khóa chấn áp ở đây mà nam tử áo bào vải ở sau đó lựa chọn luân hồi trùng tu hôm nay lại đến một cây trúng rượu đạo thụ kia lại không thấy nữa như bị người ta nhổ tận gốc không có cây này trúng rượu đạo khư tựa như mất đi linh hồn cũng khiến sinh mệnh chi đạo cấm kỵ trí cao nhất kia từ đây biến mất ở trong trúng rượu đạo khư rốt cuộc là ai làm tăng nhân áo xám nắm giữ đài sen mười tám phẩm kia nam tử áo bào vải không xác định nhưng hắn đã không để ý chúng rượu đạo thụ biến mất nhưng không đại biểu sinh mệnh chi đạo thuộc về hỗn độn kỳ nguyên này đoạn tuyệt từ đây lúc trước luân hồi chuyển thế nam tử áo bào vài chính là xác định con đường cao hơn chính là sinh mệnh chi đạo mới sẽ không chút quay đầu làm ra lấy hay bỏ mà ở chỗ sâu trong hải nhãn kiếp khư trong táng tiên địa nam tử áo bào vài thông qua một cánh cửa thời không màu vàng kia không chỉ tìm được định đạo giả thần bí kia cũng đã xác định một sự kiện nơi mệnh hà khởi nguyên có sinh mệnh chi đạo hoàn chỉnh nhất vậy là đủ rồi nam tử áo bào vài cũng suy đoán ra dị vực thiên tộc xâm nhập hỗn độn kỳ nguyên này mục đích chính là luyện sinh mệnh chi đạo thai ngén trong hỗn độn kia kiếm khách đã biết người sẽ đến nơi đây trong lặng yên trong hư vô như hỗn độn kia xuất hiện một bóng người chính là tăng nhân thiếu niên mặc một bộ tăng bào màu xám kia hắn lẳng lặng nhìn nam tử áo bào vài nơi xa ánh mắt vi diệu người có phải không nghĩ ra thần diễn sơn trần tịch cùng vương thốn sơn lâm tầm đã đi nơi nào phải không nam tử áo bào vài trầm mặc như cũ chỉ hơi ngẩng đầu ánh mắt lướt qua tăng nhân thiếu niên nhìn về phía chỗ xa hơn nơi hư vô kia trong mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ xa hơn đó có một cánh cửa thời không như ẩn như hiện nghĩ hẳn dị vực thiên tộc chính là từ một cánh cửa thời không kia đi tới hỗn độn kỷ nguyên này phật môn tu bế khẩu thiền tìm hiểu là bất phôi thiền tâm kiếm khách ngươi vì sao tích chữ như vàng không nói một câu tăng nhân thiếu niên đứng ở nơi đó vẻ mặt bình tĩnh yên tâm đi nơi đây chỉ có ngươi cùng ta không có người khác nữa nam tử áo bào và đột nhiên cất bước đi về phía nơi hư vô trong hỗn độn kia một bước mà thôi đôi mắt tăng nhân thiếu niên co lại dưới chân chợt hiện ra một đài sen 18 phẩm kia, lực lượng đạo nghiệp cũng sắp tiêu tán, còn muốn ra tay, ra ngoài hắn dự kiến, nam tử áo bảo vải chưa có bất cứ dự tính ra tay gì, chỉ việc mình mình làm đi về phía trước, nghiễm nhiên coi tăng nhân thiếu niên như không khí, tư thái không nhìn đó, lại chưa làm tăng nhân thiếu niên tức giận, hắn ngược lại cười cười, cũng cất bước đuổi theo, ta nghĩ không ra, vì sao người sẽ không tức vận dụng lực lượng bổn nguyên chúng rượu đạo khư để đối phó ta, tăng nhân thiếu niên tự nói tự nghe, nếu là ta, hoàn toàn có thể mang lực lượng bổn nguyên chúng diệu đạo khư coi là một hậu thủ để lại cho tô dịch chuyển thế chi thân đến dùng nghĩ một chút có một ngày tô dịch có nội tình đối kháng cùng hỗn độn thiên tộc ta hắn chỉ cần vận dụng lực lượng bổn nguyên chúng diệu đạo khư này liền có thể giết chúng ta một cái không kỳ trở tay nếu thời cơ chí mùi thậm chí có thể phong cấm chúng diệu đạo khư chặt đứt đường lui của hỗn độn thiên tộc ta để cường giả hỗn độn thiên tộc ta bị nhốt ở đây nói đến đây tăng nhân thiếu niên đột nhiên nhíu mày nhưng cố tình ngươi lại sớm bại lộ lực lượng bổn nguyên của chúng diệu đạo khư ta thật sự không nghĩ ra ngươi vì sao sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy hai người một trước một sau ở trong nơi hư vô hỗn độn này tiến lên mà nam tử áo bào vải thì như mắt điếc tay ngơ chưa từng để ý tới tăng nhân thiếu niên điều này làm tăng nhân thiếu niên rất bất đắc dĩ thở dài trầm mặc như ngươi người như vậy thật đúng là một kẻ duy nhất ta gặp được trong đời rốt cuộc nam tử áo bào vải lặng yên dừng bước hắn cúi đầu nhìn trong nơi hư vô trước người có một vết nứt thời không tàn phá sụp đổ vết sách giống như mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng lan tràn kéo dài mãi đến trong hư vô không nhìn thấy thấy vậy tăng nhân thiếu niên như giật mình cười nói đừng tìm nữa chúng diệu đạo thụ đã bị ta nhổ tận gốc rồi hắn chỉ chỉ đài sen 18 phẩm dưới chân cây này đã bị ta chấn áp trong đài sen không quá 10 năm hẳn có thể hoàn toàn luyện hóa nó đến lúc đó dựa vào khí tức sinh mệnh quy tắc trong bổn nguyên cái cây này tự có thể tìm được nơi sinh mệnh khởi nguyên của niết bàn hỗn độn người trận doanh bình ngạn coi bọn họ những người từ ngoài đến này là dị vực thiên tộc nhưng bọn họ trên thực tế tên hỗn độn thiên tộc là kẻ cấp đoạt trong mắt các hỗn độn kỳ nguyên ở trong mắt bọn họ hỗn độn kỳ nguyên này chỗ kiếm khách thì bị gọi là niết bàn hỗn độn nam tử áo bào và đứng ở trước một mảng vết nứt thời không sụp đổ tàn phá kia lặng lặng đánh giá một lát đột nhiên nói phía trên con đường sinh mệnh còn có con đường hay không đây là lần đầu tiên từ khi nhìn thấy tăng nhân thiếu niên đến nay nam tử áo bào vài mở miệng không để ý các vấn đề kia tăng nhân thiếu niên tung ra cũng chưa truy hỏi huyền cơ giấu trong lời nói của tăng nhân thiếu niên mà là hỏi một vấn đề hoàn toàn hào không liên quan tăng nhân thiếu niên gần ra một phen lại trầm mặc không phải không muốn đáp lại mà là hắn cũng không cách nào cho ra đáp án sau đó ánh mắt tăng nhân thiếu niên có chút phức tạp ở trong mắt kiếm khách này trừ đại đạo thì không có chuyện khác nữa trần tịch lâm tầm đi đâu hắn không để ý mưu tính của dị vực thiên tộc hắn không để ý chúng diệu đạo thụ bị mình đoạt được hắn cũng không để ý cho dù phá lệ mở miệng cũng chỉ hỏi một vấn đề có liên quan với đại đạo cho người ta cảm giác trong mắt hắn trừ đại đạo đã không chứa được bất cứ chuyện nào khác nữa mắt thấy tăng nhân thiếu niên trầm mặc nam tử áo bảo vài tựa như đã biết trên mặt không khỏi hiện lên một phần buồn bã ở kỷ nguyên trước mắt tu đạo giả tìm can hỏi tổ tham dò bàn ngã mệnh số luyện thành gốc dễ đại đạo khởi nguyên đã tương đương đứng ngạo nghĩa đỉnh con đường tu hành thiên hạ các tồn tại cấp thủy tổ kia lợi hại hơn xa so với tuyệt thế đạo tổ đơn giản là nắm giữ khởi nguyên pháp tác trí cao trí cường ở trên con đường của mình đã đứng ở nơi trung cực cho nên cảnh giới của các tồn tại cấp thủy tổ kia lại được gọi là trung cực chi cảnh tam thanh thủy tổ ma môn nho gia yêu đạo các tồn tại cấp thủy tổ đều là trung cực chi cảnh ở trên tất cả con đường từ khi hỗn độn mở đến nay đã tới trung cực chi cảnh trí cao trí thượng không thể tiến thêm nữa cho nên có thể áp đảo đạo tổ tầm thường khiến tuyệt thế đạo tổ cúi đầu xương thần tinh tế suy diễn nghiên cứu năm thiên khiển giả kia cùng đám người phán quan tù đồ của mạnh hà khởi nguyên cũng đều như thế thế gian mênh mông cỡ nào chúng sinh nhiều cỡ nào nhưng trong năm tháng cổ kim dài lâu này cộng thêm vận mệnh bỉ ngạn cùng mệnh hà khởi nguyên ở trong kẻ thật sự đặt chân trung cực chi cảnh cũng chỉ một số mà thôi rất lâu trước kia nam tử áo bảo vải cũng đứng ở trung cực chi cảnh nhưng hắn lại là một kẻ trong trung cực chi cảnh mạnh nhất thế gian nhận biết của các tồn tại cấp thủy tổ kia đối với hắn ban đầu cũng là như thế nhưng chưa ai biết ở lúc trấn áp thái sơ hắn đã chạm đến bậc cửa một con đường cao hơn nữa sinh mệnh chi đạo cũng đánh vỡ bậc cửa trung cực chi cảnh trung cực không là con đường chặt đầu nữa mà thành khởi điểm một con đường đi thông cao hơn mà kẻ thật sự làm được một bước này thì càng ít ít nhất theo nam tử áo vải biết cộng thêm định đạo giả thần bí kia trong mệnh hà khởi nguyên ở bên trong người chạm đến huyền bí của con đường sinh mệnh có thể đếm trên đầu ngón tay như vậy trên con đường sinh mệnh còn có cảnh giới cao hơn hay không có phải giết ra ngoài hỗn độn này có thể nhìn thấy đại đạo càng thêm rộng lớn hay không đây cũng chính là điều nam tử áo vải có hứng thú nhất nhưng tăng nhân thiếu niên trầm mặc khiến nam tử áo vải ý thức được cho dù là ở ngoài hỗn độn con đường sinh mệnh cũng vô cùng mờ mịt cùng cấm thị càng miễn bản phía trên con đường sinh mệnh. Đột nhiên, nam tử áo bảo vải cũng không biết nhớ tới cái gì, ở chỗ sâu trong ánh mắt phá lệ hiện ra một tên mong đợi. Có lẽ, về sau chuyển thế chi thân của ta sẽ cho ra đáp án, vô thanh vô tức, bóng người nam tử áo bảo vải biến mất ở chỗ cũ. Âm, um, đài sen màu vàng 18 phẩm nổ vang, phóng ra đại đạo thần huy như cấm kỵ, bao phủ qua, đây là tăng nhân thiếu niên ra tay muốn lưu lại một luồng khí tức của nam tử áo bảo vải trên thực tế ở một trước mắt đó nhìn thấy nam tử áo bảo vải Hắn đã có tính toán như vậy, cho nên dọc theo đường đi đều đang chuẩn bị mọi lúc, nhưng ngay sau đó, Tăng Nhân thiếu niên liền nhíu mày, lực lượng đạo nghiệp của kiếm khách kia biến mất sạch sẽ, đừng nói khí tức, ngay cả một tia dấu vết cũng chưa từng lưu lại, cho dù Tăng Nhân thiếu niên vận dụng lực lượng cấm kỵ có liên quan với con đường sinh mệnh, cũng phí công vô dụng, kiếm khách ngươi nhân vật cỡ nào, lại cứ như vậy biến mất ở thế gian, thực sự khiến ta tức hận, cô đơn một mình đứng ở nơi đó, Tăng Nhân thiếu niên thoáng sinh ra một tia thương cảm, về sau trên đại đạo lại thêm một chút tình liêu. Trong năm tháng cổ kim đằng đắng, hắn từng nhiều lần ra tay bố cục, còn ve vàng kia rất lâu trước kia tới niết bản hỗn độn, thái thượng giáo chủ, thái sơ, đều có liên quan với tăng nhân thiếu niên, bao gồm tam thế Phật, cũng như thế. Đáng tiếc, các bố cục này đều chưa thể phát huy tác dụng thật sự, có cái thu thần diễn sơn luân hồi chi chủ trần tịch, có cái thu kiếm khách có cái thua phương thốn sơn niết bản chi chủ lâm tầm ngay cả tam thế phật cũng thua chuyển thế chi thần tô dịch của kiếm khách đối với điều này Tăng nhân thiếu niên vẫn chưa cảm thấy bất cứ sự tức giận nào, cũng chưa từng có cảm giác thất bại, ngược lại là niết bàn hỗn độn này dẫn lên hứng thú rất lớn của hắn. Hắn từng đi qua 18 cái hỗn độn kỳ nguyên, còn chưa từng thấy có trong hỗn độn kỳ nguyên nào có thể toát ra nhân vật có thể coi là đồng đạo, nhưng ở niết bàn hỗn độn này, hắn không chỉ đã gặp được, còn gặp cả thầy ba người, điều này thực sự ra ngoài tăng nhân thiếu niên dự liệu, thậm chí hắn có đôi khi cũng hoài nghi, ở trong niết bàn hỗn độn này còn có càng nhiều nhân vật tương tự hay không, hắn hy vọng như thế bởi vì cái này ý nghĩa sinh mệnh bổn nguyên của niết bản hỗn độn nhất định khác với hỗn độn khác mà đây chính là điều tăng nhân thiếu niên chờ mong trước mắt điều duy nhất tăng nhân thiếu niên tin tưởng là nếu không giết chuyển thế chi thân của kiếm khách người sau về sau nhất định có hy vọng trở thành đồng đạo của mình chỉ là không biết người có thể sống đến ngày đó hay không tăng nhân thiếu niên lầm bẩm bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên tại kênh youtube gì các phim không thể không nói lần này một luồng lực lượng đạo nghiệp kia của kiếm khách xuất hiện đã quấy dày bố cục xâm nhập niết bản hỗn độn của hắn Vốn hôm nay trên chiến trường tiền tuyến sắp phân ra thắng bại thật sự, cường giả hỗn độn thiên tộc sẽ thuận thế mà xuống, tiến quân thần tốc, thời quét chúng huyền đạo khư, sau đó có thể mở ra hành trình băng qua dòng sông vận mệnh, tới mệnh hào khởi nguyên. Nhưng tất cả bố cục này đều bị kiếm khách đánh gãy. Hôm nay chiến lược đỉnh cấp của hỗn độn thiên tộc bên này đã thương vong bảy tám phần, ngay cả trăm vạn đại quân kia cũng đã tổn thất quá nửa. Tăng nhân thiếu niên không thể không ẩn nhẫn, hao phí thời gian đi một lần nữa bố cục mười năm, nhiều nhất mười năm phải hoàn toàn lấy được ba đại đạo khư này, coi đây là cứ điểm, mưu đoạt sinh mệnh bổn nguyên của niết bàn hỗn độn này. Trong đôi mắt tăng nhân thiếu niên hiện lên một phần kiên quyết, hắn muốn luyện chúng rượu đạo thụ, luyện lực lượng bổn nguyên của chúng rượu đạo khư, cũng phải phân ra tinh lực, đi sắp xếp cường giả hỗn độn thiên tộc đến hội tụ với mình. Tất cả cái này đều cần hao phí thời gian. Tăng nhân thiếu niên tự nhiên rõ, kiếm khách dùng hết một luồng lực lượng đạo nghiệp kia, chính là vì tranh thủ thời gian cho chuyển thế chi thân kia của hắn. Ở một điểm này, kiếm khách quả thực được như nguyện, nhưng chỉ mười năm mà thôi, tăng nhân thiếu niên rất hoài nghi, truyền thế chi thân của kiếm khách rốt cuộc lại có thể mạnh đến mức nào. Đáng tiếc, bản tôn của ta còn đang đấu với trần tịch, lâm tầm kia, không thể đích thân tới, nếu không. Nghĩ đến đây, tăng nhân thiếu niên lắc lắc đầu, chưa nói tới đáng tiếc hay không, nếu không vây khốn hai tên khó giải quyết kia, hắn lại có thể nào giết vào niết bản hỗn độn này, trầm mọc một lúc lâu, tăng nhân thiếu niên lấy ra một bầu rượu, đổ ở nơi nam tử áo bào vài biến mất, hắn chấp hai tay, khẽ nói, cho dù là địch, ngươi vẫn đáng kính về sau khi nhìn thấy chuyển thế chi thân đó của ngươi ta vẫn như cũ sẽ như hôm nay rót rượu tiễn được hắn lặng yên bóng người tăng nhân thiếu niên biến mất không thấy cơ hội đã cho bọn hắn nếu bọn hắn không biết tốt xấu về sau liền nhìn xem là đạo thống mỗi người bọn hắn hoàn toàn diệt vong hay là kiếm đế thành sẽ tan thành mây khói trước một lạch trời kia chúng huyền minh ước biến thành chỉ còn lại một mình tâm ma kiếp thứ nhất trên mặt hắn mang theo một chút nét mệt mỏi lúc trước hắn cùng một đám lão già này kia bàn bạc sự tình hào hết tâm tư cuối cùng mới đạt thành một hiệp nghị. Hiệp nghị này rất đơn giản, do Tô Dịch lấy danh nghĩa kiếm đế thành, ở Mệnh Hà khởi nguyên cùng các đạo thống bị ngạn kia tiến hành một hồi đại đạo tranh phong, Tô Dịch thắng, vậy các đại đạo thống từ nay về sau không được làm khó Tô Dịch nữa. Hơn nữa ở lúc dị vực thiên tộc ngóc đầu trở lại, tồn tại cấp đạo tổ của các đại đạo thống đều cần lao tới chiến trường, đi tử chiến, trừ phi đánh bại dị vực thiên tộc, nếu không, ai cũng không thể lui. Nếu Tô Dịch thua, trên dưới kiếm đế thành cũng sẽ lựa chọn chết trận xa trường, cho dù bị giết sạch cũng không lui ở trước khi đạt thành hiệp nghị này trong lòng tâm ma kiếp thứ nhất cực kỳ bài xích rất không thoải mái hắn không muốn dễ dàng bỏ qua cho các đạo thống đối địch kia như vậy nhưng hắn cũng rõ ràng đây là cách làm ổn thỏa nhất chỉ cần tô dịch thắng vậy đạo tổ của các đại đạo thống bỉ ngạn liền không khác gì bị trục xuất đến trên chiến trường lập công trục tội ít nhất cũng có thể giúp đỡ giết thêm một ít cường giả dị vực thiên tộc ngoài ra chỉ cần tô dịch thắng ở trong mệnh hà khởi nguyên kẻ địch của tô dịch chỉ còn lại những thiên khiển giả kia uy hiếp đến từ thế lực bỉ ngạn sẽ không còn sót lại chút gì. Đối với hiệp nghị như vậy, các lão gia này kia nhìn như rất kháng cự, cuối cùng tranh chấp hồi lâu, mới miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng tâm ma kết thứ nhất biết rõ, trong lòng những lão già đó sợ là sớm đã vui nở hoa. Dù sao, một hồi đại đạo tranh phong như vậy chỉ cần trình diễn, đạo thống mỗi người bọn họ ở mệnh hà khởi nguyên người đông thế mảnh, cùng nhau tiến hành đại đạo tranh phong với tô dịch tu vi kém xa đạo tổ, còn không phải đã nắm chắc. Cũng có một ít lão nhân đề nghị, hy vọng có thể tránh một hồi đại đạo tranh phong như vậy tốt nhất có thể áp dụng một phương thức hòa bình, hoàn toàn hóa giải mối thù sâu đậm giữa kiếm đế thành cùng các đại đạo thống kia, mọi người cùng đi ứng đối uy hiếp đến từ dịch vực thiên tộc, nhưng đề nghị này trực tiếp bị tâm ma kiếp thứ nhất cùng các lão gia hỏa kia đồng loạt từ chối, huyết hải thâm cừu, nào có thể dễ dàng hóa giải như vậy. Theo tâm ma kiếp thứ nhất tính, nếu không phải bản thể sắp xếp, hắn căn bản sẽ không đàm phán một cái hiệp nghị đối chiến như vậy. Tương tự, nếu không phải một trận chiến hôm nay, một luồng lực lượng đạo nghiệp của đại lão gia đánh tan đại quân dị vực thiên tộc, các tồn tại cấp thủy tổ kia cũng căn bản sẽ không đáp ứng hiệp nghị như vậy đây chính là chỗ bế tắc của thủ hận nhưng mặc kệ như thế nào một cái hiệp nghị đối chiến như vậy trung quy vẫn đã được định ra sau khi bàn bạc một ít chi tiết các lão gia hỏa kia liền lần lượt rời đi quay về chúng huyền đạo khư đám người trần phác câu trần lão quân cũng đều rời khỏi ở chiến trường tiền tuyến trinh chiến chém giết nhiều năm đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ có cơ hội có thể an tâm quay về chỉ có tâm ma kiếp thứ nhất ở lại chỗ này theo ta nói lúc trước lực lượng đạo nghiệp của bản thể ta nên thuận tay làm thì những lão già kia, Tâm Ma kiếp thứ nhất vẫn canh cánh trong lòng, rất khó chịu, thù hận thì thù hận, bọn họ ở trên đối kháng dị vực thiên tộc, dù sao đều có công với toàn bộ thiên hạ. Trong một lạch trời kia, ức vạn kiếm quang lưu truyền, lộ ra bóng người tiểu lão già ngồi khoanh chân. Hắn nhìn về phía Tâm Ma kiếp thứ nhất, lão già sắp xếp như vậy, cũng là tốt cho Tô Dịch, đã có thể hóa giải một tai họa ngầm lớn, cũng có thể khiến các đại đạo thống kia ở lúc đối kháng dị vực thiên tộc, không đến mức có ý tưởng khác. Dừng một chút, tiểu lão già tiếp tục nói: càng đừng nói chờ lúc tô dịch thật sự quật khởi đánh tan dị vực thiên tộc ngạo tuyệt thiên hạ cổ kim do hắn đến lại tính toán nợ cũ với những kẻ địch kia có cái gì không được tâm ma kiếp thứ nhất vỗ đùi mặt mày hớn hở vẫn là tiểu thanh hoan ngươi nghĩ xa cũng biết an ủi người ta tiểu lão gia nhất thời nhíu mày hắn không quen nhìn nhất chính là bộ dáng cả lơ phất phơ cợt nhà đó của tâm ma này không đợi hắn mở miệng tâm ma kiếp thứ nhất lại cười lạnh nói chúng ta là nghĩ như vậy các lão già kia tất nhiên cũng nghĩ như vậy Trận đối chiến này sẽ xảy ra ở Mệnh Hà Khởi Nguyên, các lão gia hỏa kia đều sẽ không đích thân xuống sân, kẻ thật sự ra tay là cường giả của đạo thống mỗi người bọn hắn phân bố trong Mệnh Hà Khởi Nguyên. Trên thực tế, các tồn tại cấp thủy tổ này cũng không có cơ hội nhúng tay, có chúng huyền minh ước, bọn họ đều không thể rời khỏi bình ngạn, tới Mệnh Hà Khởi Nguyên nữa. Cái này cũng liền ý nghĩa, cho dù Tô Dịch thắng ở trong trận đối chiến này, về sau các tồn tại cấp thủy tổ kia vẫn như cũ có cơ hội đi tìm Tô Dịch gây phiền toái. Những thứ này đều là chuyện về sau. Tiểu lão gia nói Ta trước mắt duy nhất lo lắng, chính là tô dịch có thể thắng lợi trong một hồi đối chiến như vậy hay không. Trong lời nói, khó giấu đi lo lắng, lúc trước tô dịch tới mệnh hà khởi nguyên, còn chưa bước lên con đường thành tổ, hôm nay mới chưa qua bao lâu, tu vi tô dịch cho dù lại có đột phá, cũng tuyệt đối không có khả năng chứng đạo thành tổ, dưới tình huống vực này, lại nên đi đấu như thế nào với các thế lực lớn đó của bỉ ngạn, cần biết, dựa theo hiệp nghị vừa mới đạt thành, một năm sau, một hồi đại đạo tranh phong như vậy sẽ thật sự trình diễn, đến lúc đó, sinh tử bất luận, tất phần thắng bại nói ngắn gọn tô dịch sẽ có nguy hiểm tính mạng tâm ma kiếp thứ nhất chớp chớp mắt vỗ ngực nói có ta ở đây hắn muốn thua cũng khó tiểu lão gia trực tiếp không nhìn hắn tự biên tự diễn nói ngươi tính khi nào tới mệnh hà khởi nguyên người khác không thể thông qua chúng huyền minh ức rời khỏi nhưng cái này tự nhiên không làm khó được tiểu lão gia cùng tâm ma kiếp thứ nhất tâm ma kiếp thứ nhất thở dài ta chính là muốn bổ bạn ngươi thêm một hồi nhưng ngươi ngược lại đã sốt ruột đuổi ta đi tiểu thanh hoan ngươi cũng thật không có lương tâm tiểu lão gia nhíu mày trung quy không nhịn được nói lương tâm của ta cũng sẽ không lãng phí ở trên thân người cái tâm ma tâm ma kiếp thứ nhất không khỏi vui vẻ cười hì hì đang muốn nói gì đột nhiên cả người hắn chấn động như bị xét đánh nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất tiểu lão gia cũng trượt ngừng đầu xa xa nhìn về phía chúng huyền đạo khư kia một chớp mắt này một luồng lực lượng đạo nghiệp kia thuộc về đại lão gia hoàn toàn biến mất cũng nhất định sẽ không xuất hiện nữa cho dù về sau tôi dịch thức tỉnh cùng kế thừa tất cả ký ức cùng lịch duyệt của kiếp thứ nhất nhưng khi đó tô dịch cùng đại lão ra tính tình trầm mặc như đá sao có thể giống nhau trung quy không giống nhau phi tiên bí cảnh trên phi tiên đài các luồng tiên quang tối nghĩa kỳ dị đan sen bao phủ ở trên tàn hồn tô dịch ở quanh hồn ảnh của hắn mơ hồ có vô số mưa hào quang màu máu đang mốc máy cùng ngưng tụ ngoài ra còn có các loại đạo dược thần diệu hiếm lạ hòa tan như đại đạo sinh cơ mênh mông vô cùng thấm vào ở trong tàn hồn tô dịch cùng mưa hào quang màu máu đỉnh đầu tô dịch mệnh thư lơ lửng trong trang thứ ba mở ra hư ảnh nét bản mệnh thổ như ẩn như hiện buông xuống các tia khí tức nét bàn vô hình mà thần bí các luồng tiên quang kỳ dị kia bao phủ trên tàn hồn chính là khởi nguyên tiên khí chính như người tí hon mặc đạo bào nói trên phi tiên đài ẩn chứa một luồng lực lượng bổn nguyên tiên khí theo tô dịch ngồi thiền cuồn cuộn không ngừng cho hắn sử dụng vô số mưa hào quang màu máu kia là đạo thể bị thái hạo kình thương đánh nổ nghiền nát chưa từng hóa thành trò kiếp mà nay đều ở dưới tàn hồn tô dịch dẫn dắt hội tụ lại về phần các loại đạo dược kia tất cả đều đến từ vườn thuốc thiên trướng sơn tô dịch giờ khắc này bày ra một loại trạng thái như hỗn độn lấy tàn hồn dẫn dắt lực lượng đạo dược khởi nguyên tiên khí dung nhập trong máu thịt nổ tung đang đúc lại căn cơ nhục thân mà khí tức niết bàn trong mệnh thư thì cùng niết bàn quy tắc tô dịch nắm giữ trở thành lực lượng bổn nguyên tô dịch đúc lại đạo thể một hình ảnh này tỏ ra đặc biệt thần bí vô luận là khởi nguyên tiên khí niết bàn lực đều có dấu huyền cơ lớn liên lụy đại đạo huyền bí cấm kỵ nhất hôm nay đều bị tô dịch dùng để đúc lại đạo thể có thể nghĩ mà biết khi đạo thể khôi phục lại đầy đủ nhất định sẽ có biến hóa như hết bản tân sinh đột nhiên trong lòng tô dịch sinh ra một tia rung động cử mục kiếm yên lặng ở trong thức hải ở lúc này sinh ra một tiếng kiếm ngân khe khẽ như rên gì xiềng xích kia đại biểu cho lực lượng đạo nghiệp của kiếp thứ nhất thế mà lập tức trở nên ảm đạm tựa như mất đi linh tính xiềng xích vẫn còn nhưng tô dịch lại ý thức được đạo nghiệp của kiếp thứ nhất đã biến mất khỏi thế gian trong lúc nhất thời tô dịch không khỏi giật mình buồn bã như mất mát nghiêm khắc mà nói hắn cùng kiếp thứ nhất từng có duyên gặp mặt hai lần lần đầu tiên là ở nhân gian giới chỗ chuôi kiếm của cửu ngục kiếm lộ ra hư ảnh dòng sông kỳ nguyên lúc ấy bóng người kiếp thứ nhất từng xuất hiện tặng cho mình huyền khư đại đạo lần đầu gặp nhau trừ chấn kinh cũng không có bao nhiêu cảm xúc ở trên con đường tu hành sau này hắn dần dần tiếp xúc đến rất nhiều chuyện có liên quan với kiếm đế thành làm kiếp thứ nhất của đại lão gia kiếm đế thành cũng dẫn lên rất nhiều tò mò của tô dịch nên có con đường cao như thế nào mới có thể kiếm chấn chúng huyền đạo khư nên có trình độ kiếm đạo như thế nào mới có thể được coi là một vô thượng truyền kỳ trên kiếm đạo vì sao hắn sẽ trầm mặc như vậy hắn cả đời này rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu truyền kỳ chuyện xưa không muốn ai biết tô dịch không rõ thẳng đến lần thứ hai gặp mặt chính là ở trong phi tiên bí cảnh này hắn áo bào vải búng tay chấn áp chém giết thái hạo kình thương vung tay áo phá đi kiếp vân trên trời Cứ mình ở lúc nguy nan như lời đồn kiếp thứ nhất quá trầm mặc tiết chữ như vàng cho nên chỉ nói ra một chữ tốt chưa từng có bất cứ cuộc trò chuyện nào với mình mà bây giờ lực lượng đạo nghiệp của kiếp thứ nhất cứ như vậy biến mất tất cả cái này bất ngờ không kịp phòng bị xảy ra Khiến Tô Dịch hoàn toàn chưa có bất cứ chuẩn bị gì, dẫn tới nhất thời khó và tin nổi, trong lòng khó tránh khỏi buồn bã. Sau đó, Tô Dịch phát hiện hạt giống ý niệm kiếp thứ nhất để lại, trong đó ghi lại đều là kiếp thứ nhất dặn dò. Sau khi xem, Tô Dịch lúc này mới rõ, kiếp thứ nhất không phải không muốn nói chuyện, mà là không muốn nói lời thừa. Những dặn dò này cũng lời ít mà ý nhiều, vạch trần một số việc, cũng bàn giao một số việc, như thiếu nữ mặc váy quý thanh khê kia, thực ra là một luồng ý thức của định đạo giả bị coi là cấm kỵ kia ngưng tụ, nhưng bản thân quý thanh khê cũng không rõ làm chúa tể của nghiệp kiếp nhất mạch sư tôn của quý thanh khê phán quan biết rõ chuyện này trên thực tế sự tồn tại của quý thanh khê chính là một con bài chưa lật định đạo giả để lại cho phán quan thông qua quý thanh khê hóa long tác và mệnh kiếp thiên đăng cùng nhau phối hợp có thể khiến phán quan mở ra một cánh cửa thời không cảm ứng được gây vị định đạo giả kia bế quan tương tự với loại thủ đoạn này năm thiên khiển giả kia cũng nắm giữ ở trong hạt giống ý niệm ghi lại kiếp thứ nhất cũng nói đến hắn dùng loại biện pháp này đã tìm được định đạo giả, mà ở trên đường tìm được định đạo giả, từng gặp cản trở đến từ thái hạo kình thương, thiếu hạo sách, chuyên du thiên võ các thiên khiển giả, thẳng đến lúc tìm được định đạo giả, kiếp thứ nhất suy đoán ra ba sự kiện, thứ nhất, định đạo giả đã chạm đến bờ cửa con đường sinh mệnh, hôm nay đang ở trong một mảng hỗn độn của mạnh hà khởi nguyên bế quan, thứ hai, phán quan cùng các thiên khiển giả kia đều là thủ hạ của định đạo giả, gánh vác trọng trách hộ đạo cho định đạo giả, mà cái này cũng ý nghĩa, định đạo giả tu hành đã đến trình độ mấu chốt, không cho phép bất cứ sự quấy nhiễu nào thứ ba, định đạo giả một khi đột phá, tất sẽ bước lên con đường sinh mệnh, thật sự trở thành kẻ mạnh nhất của hỗn độn kỳ nguyên này, biết được bí ẩn như vậy, Tô Dịch cũng không khỏi cả kinh một phen. Con đường sinh mệnh, đây, chỉ sợ cũng là một đại đạo phía trên con đường thành tổ, mà định đạo giả kia từng ở trong trận chiến định đạo thắng lợi, bị liệt vào cấm kỵ, thế mà đã chạm vào bậc cửa con đường này, cái này nếu truyền ra, mặc cho ai có thể không chấn động. Kiếp thứ nhất lần này tìm được định đạo giả, vẫn chưa kinh động đối phương, nhưng lại từ nơi đối phương bế quan cùng trong một thân khí tức phong đoán ra một chuyện không thể tưởng tượng trên thân định đạo giả này thế mà có một tên dấu vết luân hồi đại đạo dù là kiếp thứ nhất cũng rõ ràng rất bất ngờ ở trong hạt giống ý niệm lưu lại chuyên môn dặn dò bảo tô dịch lưu tâm việc này nếu có thể theo manh mối này tiến hành kiểm tra thực hư có lẽ có thể khám phá lai lịch định đạo giả luân hồi vốn là vô thượng cấm kỵ chi đạo theo tô dịch biết trần tịch phụ thân trần phác lâm tầm phụ thân của lâm cảnh hoàng cùng với kiếp thứ nhất của mình mới có nắm giữ nhưng hôm nay trên thân định đạo giả này vậy mà cũng có một luồng khí tức nghi ngờ luân hồi tuy nhiên tỏ ra rất cổ quái chẳng lẽ nói trong hỗn độn của mệnh hà khởi nguyên này cũng có bổn nguyên huyền bí của luân hồi đại đạo nhưng không phải nói sớm từ thời đại hỗn độn thái sơ luân hồi đã hoàn toàn biến mất từ thế gian tô dịch không nghĩ ra chẳng qua hắn gắt gao nhớ cái một điểm này mặt khác kiếp thứ nhất còn nói tới một ít chuyện khác quý thanh khê là mấu chốt để tìm kiếm định đạo giả nhưng mạo muội bắt giữ sẽ là một tai họa ngầm một khi định đạo giả ở trong bế quan tỉnh lại nhất định có thể ngay lập tức phát hiện kỳ quái theo kiếp thứ nhất dặn dò tốt nhất vẫn như cũ để quý thanh khê ở lại bên người phán quan về sau nếu muốn đối phó định đạo giả thì có thể xuất phát từ quý thanh khê nơi này về phán quan cùng tù đồ kiếp thứ nhất trái lại chưa nói đến trừ những dặn dò này kiếp thứ nhất nói đến hắn đã tới vận mệnh bỉ ngạn có khả năng sẽ không trở về nữa xem xong toàn bộ chuyện tô dịch rốt cuộc biết vì sao lúc trước sẽ cảm ứng được lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất đã biến mất thì ra đối phương sớm đã tới vận mệnh bỉ ngạn chỉ là kiếp thứ nhất muốn đi làm cái gì vì sao sẽ làm ra lựa chọn như vậy hắn ở vận mệnh bị ngạn lại đã trải qua cái gì tô dịch không rõ hồi lâu sau tô dịch âm thầm thở dài thu nạp suy nghĩ chuyên chú vào trong tu hành của mình ba ngày sau theo một trang tiếng đại đạo ầm ầm kỳ dị người tí hon mặc đạo bào thanh nhi cùng thái hạo linh ngu phân biệt ngồi thiền ở đó đồng loạt bị kinh động mở mắt sau đó liền nhìn đến phía trên phi tiên đài kia lộ ra một kỳ quan không thể tưởng tượng sương mù hỗn độn bốc hơi tiên quang lưu chuyển như thác bóng người tô dịch ngồi ở trong đó đôi mắt khép kín cả người đắm chìm trong sương mù hỗn độn cùng trong khởi nguyên tiên quang thần bí mà siêu nhiên ba người đều ngạc nhiên lẫn vui mừng phát hiện ngồi khoanh chân ở đó không là tàn hồn nữa mà là đạo thể tô dịch đúc lại chẳng qua hôm nay đạo thể của tô dịch hiện ra khí tượng thật sự quá mức thần dị mỗi một tấc da thịt đều quanh quẩn luồng khí nguyên thủy hỗn độn cổ xưa cùng tiên quang thần bí xa xa nhìn lại nhìn thấy giống như không phải một khối đạo thể mà như là pháp tướng của một vị vô thượng chúa tể hỗn độn làm bạn Tiên quang tung bay, trong thần bí lộ ra một loại dao động cấm kỵ làm người ta tim đập nhanh, quả thực rất cấm kỵ, mạnh như Thái Hạo Linh ngu tồn tại vượt xa tuyệt thế đạo tổ một đoạn như vậy, khi chỉ nhìn thấy khí tượng đạo thể Tô Dịch bày ra, cũng cảm thấy một trận áp lực đập vào mặt, chẳng lẽ nói, tiểu mệnh quan đã phá cảnh? Thái Hạo Linh ngu mở to đôi mắt đẹp, sau đó liền phủ định phỏng đoán này, Tô Dịch chưa từng phá cảnh, tất cả khí tượng cấm kỵ kia đều là đạo thể hắn sau khi đúc lại tỏa ra, mà không phải biến hóa sau khi tu vi đột phá, điều này liền quá không thể tưởng tượng rồi tiên thiên hỗn độn tiên thể bổn đại gia cũng chưa từng nghe nói ở hỗn độn lúc ban đầu nhất tiên đạo vượt lên trên chư thiên có đạo thể như vậy nha người tí hon mặc đạo bào cũng sửng sốt trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngẩn hắn chỉ cảm nhận được trên đạo thể đúc lại đó của tô dịch có lực lượng khởi nguyên tiên khí cực kỳ cổ xưa thuần khiết nhưng ngoài ra còn có bí lực kỳ dị khác như hỗn độn khiến hắn đoán không ra cũng nhìn không thấu thanh nhi chưa nói gì chỉ ở trong lòng khâm phục nói không hổ là tô đại nhân sau khi đạo thể nổ tung phá diệt lại có lầu sắc niết bản tân sinh, nếu chủ nhân ở đây, khẳng định cũng sẽ kinh ngạc nhỉ. Trên phi tiên đài, Tô Dịch ngồi im bất động, đôi mắt khép kín, theo một thân khí cơ lưu truyền, thanh âm đại đạo nổ vang kia càng thêm cường thịnh, trực tiếp giống như sấm sét, dần dần khuếch tán đến toàn bộ phi tiên bí cảnh, chấn động hư không run rẩy, thập phương dung chuyển, mà dần dần, sương mù hỗn độn cùng tiên quang trên thân hắn tỏa ra cũng càng thêm dày nặng mênh mông, mãnh liệt như thủy triều, sôi trào như lửa, khí tức lao thẳng lên trời. Toàn bộ bóng người hắn đều bị hỗn độn tiên quang bao phủ, Thanh Nhi, người tí hon mặc đạo bào và Thái Hạo Linh ngu dai không hẹn mà cùng hiện ra một ý niệm tô dịch đang làm chuẩn bị cho phá cảnh, phụ cận phi tiên đài, Quý Thanh Khê trong hôn mê giống như cũng bị kinh động, thức tỉnh lại, thiếu nữ mặc váy này đứng lên, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn nhìn bốn phía, hoàn toàn nhớ không nổi chuyện xảy ra trước khi hôn mê, sau đó, nàng liền ném những hoang mang này ra sau đầu, ánh mắt bị tô dịch ngồi trên phi tiên đài hấp dẫn, kinh ngạc nói, kỳ quái kỳ quái, đây là khí tức đại đạo cỡ nào? lại nhìn không rõ ràng. Tâm tính thiếu nữ như gương sáng, có thể dễ dàng nhìn thấy tất cả bản chất của thế gian vạn tượng, nhưng lúc này, ở trong mắt nàng, Tô Dịch tựa như một tòa hỗn độn đỉnh lô thiêu đốt, trong đó có dấu vô tận huyền cơ nói không rõ, nhìn không thấu. Kẻ, kẻ này thật lợi hại. Trong lòng thiếu nữ lẩm bẩm, nàng đứng ở nơi đó, chưa làm cái gì hết, nhưng Thái Hạo Linh ngu, người tí hon mặc đạo bào cùng thanh nhi đều đã lưu ý đến nàng, làm tốt chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. ầm, um, lại là một ngày trôi qua phi tiên đài đều đang chấn động hoàn toàn bị luồng khí hỗn độn cùng tiên quang kỳ dị mãnh liệt mênh mông bao trùm toàn bộ chu hư phi tiên bí cảnh đều theo khí cơ trên thân tô dịch biến hóa mà sinh ra dao động có quy luật kết hợp với nó cho người ta cảm giác tựa như thiên địa vạn tượng đều đang cộng hưởng với một thân đại đạo của tô dịch dưới hải nhạn kiếp khư trong một mảng táng tiên địa u ám vắng lặng kia phán quan đột nhiên ngẩng đầu cảm ứng được một ít cảnh tượng mơ hồ trong phi tiên bí cảnh lại không thể nhìn thấu cho dù thi triển lực lượng của mệnh kiếp thiên đăng ý đồ ngưng tụ ra màn hào quang trong phi tên bí cảnh cũng không được nhưng dù vậy phán quan vẫn làm ra suy đoán tiểu mệnh quan họ tô kia đang ở trên phi tiên đài đột phá cảnh giới bớt thình lình thanh âm khàn khàn của tù đồ kia theo đó vang lên cũng đã mấy ngày trôi qua tai họa cùng biến cố trong miệng người cũng chưa xảy ra đủ để chứng minh lúc trước vị nam tử áo bào vải kia ra tay vẫn chưa kinh động định đạo giả tù đồ lại cảm khái nói nam tử áo bào vải kia thực lợi hại nhất cử nhất động có thể giấu được định đạo giả đúng là không thể tưởng tượng phán quan nhíu mày Chầm mặc không nói lời tù đồ cũng chính là thứ khiến hắn cảm thấy kinh nghi không nói những thứ này ngươi có phỏng đoán ra nam tử áo bảo và thần bí kia vì sao chưa giết ngươi hay không tù đồ truyền đề tài tung ra một vấn đề như vậy phán quan lạnh lùng nói vậy ngươi có nghĩ ra hắn vì sao không cứu ngươi thoát vây hay không tù đồ lắc lắc đầu tự diễu nói có lẽ người ta ở trong mắt vị tồn tại kia đều là tiểu lâu la không quan trọng gì đi nhưng ta đã đoán ra một chút phán quan đột nhiên nói đoán ra cái gì tinh thần tù đồ rung lên phán quan lại không trả lời chỉ nói còn nhớ rõ ta ở vạn ách kiếp địa để lại một hậu thủ hay không tù đồ nhíu mày bớt giả thần giả quỷ với ta ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì phán quan dương mắt xa xa nhìn về phía tù đồ bị nhốt ở đó nếu tiểu mệnh quan họ tô kia có thể sống sót ta sẽ thay đổi chủ ý tù đồ ngần ra cân nhắc nói ngươi là nói nếu ngay cả hậu thủ kia ngươi để lại cũng không giết được tô dịch ngươi sẽ thay đổi lập trường phán quan lại không nói thêm nữa ngồi im ở nơi đó chăm chú nhìn mệnh kiếp thiên đăng trên đỉnh đầu ngẩn người không nói thế gian này đã hầu như có rất ít ai biết ở trước khi trận chiến định đạo trình diễn thời đại hỗn độn thái sơ dưới mệnh quan nhất mạch có hai chi nhánh phân biệt là nghiệp kiếp nhất mạch hình phạt nhất mạch chúa tể của cái trước là phán quan chúa tể của cái sau là hình quan mà mệnh quan là chúa tể của nghiệp kiếp nhất mạch cùng hình phạt nhất mạch chẳng qua ở sau khi trận chiến định đạo kết thúc tất cả cái này đều đã thay đổi đình cử hà sơn cửa vào phi tiên bí cảnh được gọi là long môn ở ngoài long môn đám người chuyên du báo Chuyên Du Thống cùng đám người nghiệp kiếp nhất mạch vẫn chờ ở đó, cũng đã trôi qua mấy ngày, họ Tô kia hẳn sẽ không chết ở trên phi tiên đài chứ. Chuyên Du báo có chút không kiên nhẫn, lúc ấy vì đối phó Tô Dịch, bọn họ một đường buôn tập, đuổi giết Tô Dịch đến phía trước cửa Hà Sơn này, nhưng cuối cùng vẫn bị Tô Dịch thấy Hạo Linh ngu chạy vào phi tiên bí cảnh, mà Hóa Long tác ra vào phi tiên bí cảnh, thì ở trên người Quý Thanh Khê, làm bọn họ cũng chỉ có thể ở đây ôm cây đợi thỏ, nếu bọn hắn cướp đi Hóa Long tác trong tay sư muội ta, bọn hắn muốn chết cũng khó, vì từ nhíu mày sắc mặt âm trầm đâu chỉ chuyên du báo cảm thấy không kiên nhẫn trong lòng hắn cũng nghẹn một hơi không chỗ phát tiết không cần sốt ruột đại trưởng lão trục tinh vẻ mặt lạnh nhạt nói nơi này là vạn ách kiếp địa địa bàn của nghiệp kiếp nhất mạch ta còn có thể để bọn hắn chạy thoát hay sao chuyên du thống lưng đeo hộp kiếm đồng xanh đột nhiên nói đạo hữu cũng đã đến lúc này có thể lộ ra một phen phán quan đại nhân quý phái để lại hậu thủ rốt cuộc là cái gì hay không lúc trước đám người tô dịch một đường giết lên cửa hà sơn thanh nhi từng ra tay một đường gần như không thể địch nổi tất cả cái này làm chuyên du thống cảm nhận được uy hiếp to lớn sợ khi bọn tô dịch quay về lại trình diễn chuyện tương tự trục tinh khẽ lắc đầu lại không muốn sớm tiết lộ chỉ nói đến lúc đó đạo hữu tự nhiên biết mấy ngày trước ở lúc bọn tô dịch tiến vào phi tiên bí cảnh nhị trưởng lão nghiệp kiếp nhất mạch thôi cảnh cũng mang đến một đạo phù chiếu một đạo phù chiếu kia chính là hậu thủ phán quan để lại chẳng qua liên quan phù chiếu là vật gì lại có dấu huyền cơ như thế nào không phải người khác có thể biết được nghĩ một chút trục tinh lại bổ sung một câu ta chỉ có thể nói chỉ cần bọn tô dịch xuất hiện nhất định đưa tay có thể bắt được trong lời nói tràn đầy tự tin đám người chuyên du thống và chuyên du báo nhìn nhau trong lòng yên tâm hơn không ít bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên tại kênh youtube di các phim trong tay ta còn nắm giữ tính mạng của hoàng huyên kia người này có lẽ bé nhỏ không đáng kể nhưng lại từng cùng hoàng thần tú tiếp dẫn tô dịch kia đến mệnh hà khởi nguyên ánh mắt chuyên du báo lóe lên lạnh lùng nói ta không tin lấy tính mạng hoàng huyên này làm con tin tô dịch thằng nhãi kia có thể không để ý sau đó hắn tức hận nói đáng tiếc chưa thể bắt giữ thái hạo vân tuyệt nếu không lấy tính mạng người này đi áp chế thái hạo linh ngu hẳn là càng dễ dàng hơn chút nhị đệ tử vũ canh của phán quan đột nhiên nói đại trưởng lão còn không thể lấy được liên hệ với sư tôn ta sao trục tính lắc lắc đầu phán quan rốt cuộc đã đi đâu không ai rõ cho dù thử lấy bí pháp truyền tin tiến hành liên hệ cũng đều không được cũng chỉ ở mấy ngày trước tô dịch cùng đại trưởng lão ở lúc lợi dụng chu hư quy tắc tiến hành đối chiến phán quan mới từng ra tay một lần thì chuyển vô thượng thần thông để chu hư quy tắc vạn ách kiếp địa đều lâm vào yên lặng dẫn tới vô luận là nghiệp kiếp nhất mạch hay tô dịch đều không cách nào mượn được chu hư quy tắc nữa từ sau đó phán quan chưa từng hiện ra thần thông nữa đừng nghĩ nhiều nữa nếu sư tôn ngươi trở về bắt thấy xảy ra nhiều chuyện tệ như vậy sợ là nhất định sẽ thất vọng đối với chúng ta những người này trục tinh trầm giọng nói trước mắt chỉ có bát tô dịch kia mới có thể cho phán quan đại nhân một lời giải thích vội vàng lại trôi qua 7 ngày thời gian phi tiên bí cảnh âm uhm, một đạo âm kinh thế như tiếng sét trở vang vọng toàn thân mọi người run lên sau đó liền nhìn thấy ở trên phi tiên đài kia sương mù hỗn độn sôi trào như thiêu đốt vậy mà lại hóa thành hư ảnh một dòng sông vận mệnh thần bí như con rồng dài uốn lượn di chuyển quanh thân tô dịch mà khởi nguyên tiên khí kỳ dị thần bí kia thì đan sen thành hư ảnh dòng sông kỳ nguyên cũng đang di chuyển như con rồng dài điều không thể tưởng tượng là hư ảnh hai dòng sông này không ngừng đan sen biến hóa diễn hóa thành hình thái chữ mệnh khi thì biến thành kiếm đỉnh trung vân vân các hình thái thần bí khác nhau đến cuối cùng, thậm chí diễn hóa ra thái cực, cử, cửu cung, tinh vân, đại khư, vạn tượng vân vân các dị tượng không thể tưởng tượng, mỗi một lần biến hóa, một thân khí cơ của Tô Dịch sẽ theo đó biến hóa, một thân uy thế cũng hoàn toàn khác nhau, cho người ta cảm giác tự như chư thiên vạn đạo đều ở trong đó suy diễn, biến hóa, vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi, tất cả cái này đều như ảo ảnh lướt qua, ở trong nháy mắt đã xảy ra, mà còn chưa chờ mọi người thấy rõ, hư ảnh dòng sông vận mệnh kia cùng hư ảnh dòng sông kỳ nguyên đan sen một chỗ, hóa thành hỗn độn tiên quang đẹp đẽ cuồn cuộn trói mắt đều dung nhập trong đạo thể khoanh chân mà ngồi kia của tô dịch mọi người đều trố mắt đầu óc ngây ngốc đây là đại đạo dị tượng như thế nào huyền cơ giấu trong những đại đạo dị tượng kia lại ý nghĩa cái gì thanh nhi người tí hon mặc đạo bào đều có lai lịch đặc thù nhưng cũng chưa từng thấy chuyện cổ quái thần bí như thế quý thanh khê lòng như gương sáng cũng đoán không ra nhìn không thấu về phần thái hạo linh ngu thì nhớ lại đủ loại sự tích bất thường có liên quan với tiêu tiền đáng tiếc nàng cũng tìm không ra thứ có thể so sánh với dị tượng lộ ra trên thân tô dịch giờ phút này mà còn chưa chờ mọi người phản ứng tất cả dị tượng bao phủ trên thân tô dịch đều biến mất không thấy ngay cả một tia khí tức cũng không tìm được tựa như chu hư thiên đạo trở về vô hình tất cả thần dị cùng huyền cơ đều không thấy nữa tô dịch lẳng lặng ngồi ở nơi đó hoàn toàn giống phàm nhân không trên thân phàm nhân cũng có khí tức cũng có lực lượng khí huyết tràn đầy cùng với phàm trần trọc khí nhưng trên người tô dịch không có hắn ngồi im ở nơi đó thậm chí cho người ta một loại cảm giác tĩnh mịch như đá không có khí tức tính mạng, tựa như một ngọn cả một cái cây, một hạt cát một viên đá, tùy ý có thể thấy được, lại tự nhiên tồn tại như vậy. Thiếu nữ mặc váy quý thanh khê nhịn không được rụi rụi mắt, không giống với người khác, ở trong tầm nhìn của nàng, tô dịch tựa như, thật sự không tồn tại, nhưng khi nhìn kỹ, lại phát hiện, tô dịch tựa như thành phi tiên đài, thành thiên cùng địa, thành một bộ phận của phi tiên bí cảnh, hồn nhiên như một, đạo nhập tự nhiên, tất cả cái này, khiến ánh mắt của thiếu nữ cũng trở nên ngơ ngẩn, một khắc này, bảo vật loại mệnh thư, chấn hạc cửu bi, Túc mệnh đình trực tiếp giống như nổi điên mang theo khát vọng không gì sánh được đồng loạt nổ vang hướng về trên người tô dịch phóng đi người tí hon mặc đạo bào kêu một tiếng quái dị ngay cả hắn cũng không kiềm chế được bản thể xưng tâm như ý của mình bị nó kéo lao về phía tô dịch một màn như vậy ở quá khứ khi tô dịch đột phá cảnh giới từng xảy ra mấy lần mỗi một lần các bảo vật này đều bị cửu ngục kiếm áp chế làm bọn nó không thể dung nhập đạo hạnh của tô dịch nhưng một lần này khác thanh nhi làm khí linh của tràm đạo hồ lô cũng không khỏi kinh hô một tiếng trong bản năng sinh ra vô cùng khát vọng hận không thể lao đầu vào lòng tô dịch dung nhập một thân đạo hạnh của hắn điều này làm khuôn mặt nhỏ thanh tú đáng yêu của nàng đỏ lên dùng hết khí lực mới áp chế được loại khát vọng bắt nguồn từ bản năng đó thái hạo linh ngu cũng phát ra một tiếng kêu khẽ như rên rỉ hỏa liên ấn lúc trước bị nàng luyện hóa không lâu đã sinh ra một tiêu bổn nguyên linh tính kết hợp với một thân đạo hạnh của nàng nhưng lúc này hỏa liên ấn lại lao ngang lao dọc muốn giải thoát nàng nắm giữ lao về phía tô dịch chẳng qua tất cả cái này đều chưa từng xảy ra còn chưa chờ cửu ngục kiếm đi chèn ép những bảo vật đó theo tô dịch tâm niệm khẽ động một luồng lực lượng đại đạo vô hình từ trên người khuếch tán liền áp chế mệnh thư chấn hạc cửu bi các bảo vật sau đó chạm đạo hồ lô của thanh nhi xương tâm như ý của người tí hon mặc đạo bào hỏa liên ấn của thái hạo linh ngu tựa như lập tức mất đi mục tiêu lại chợt yên lặng xuống cùng lúc đó trên phi tiên đài tô dịch lặng yên mở mắt một thân tu vi ở một khắc này bước vào nguyên thủy cảnh nguyên thủy cảnh cảnh giới thứ hai của con đường thành tổ tu vi đến cảnh giới này một thân đạo hạnh đã rèn luyện ra khí tượng nguyên thủy nhất chạm vào bản chất đại đạo tô dịch có thể cảm nhận được rõ ràng đạo thể thần hồn tâm cảnh đại đạo của mình đều đang sinh ra lột xác không thể tưởng tượng khi đạo thể vận chuyển khí huyết như hỗn độn cuồn cuộn xương khớp kinh lạc tiên quang bốc hơi ẩn chứa đạo vận thần bí khó có thể gọi tên lực lượng nhục thân cỡ đó so với lúc đạo chân cảnh nghiễm nhiên cách biệt một trời một vực có khác biệt với chất tô dịch thậm chí có một loại cảm giác chỉ dựa vào lực lượng nhục thân vung nắm đấm có thể đánh giết đạo tổ khí huyết như hỗn độn tiên quang thêm vào quả thực có thể coi là hỗn độn tiên thể là một loại nội tình nhục thân ở trong năm tháng cổ kim chưa bao giờ xuất hiện mà thần hồn lột xác cũng rất kinh người trong thức hải trống rỗng hôm nay có tia xét hỗn độn mãnh liệt đan sen có khởi nguyên tiên khí biến thành nhật nguyệt tinh tú luân truyền có nếp bản lực diễn sinh thiên địa vạn tượng đang biến hóa nghiễm nhiên như một tòa hỗn độn tiên cảnh thần bí cổ xưa thần hồn pháp tướng quanh chân ngồi ở trên chín tầng mây dưới chân hỗn độn là đài bốn phía nhật nguyệt bao quanh khi đại đạo lưu truyền quanh thân dẫn dắt thiên địa vạn tượng diễn sinh ra biến hóa kỳ dị thế sự trình nổi bốn mùa luân chuyển vòng đi vòng lại ngay cả cửu mục kiếm cũng khác thường không yên lặng trong hư vô nữa mà là treo cao cao ở phía sau thần hồn pháp tướng chuôi kiếm hướng lên trời mũi kiếm hướng xuống đất sống kiếm chỉ ngang hai cực hai sợi xích quấn quanh thân kiếm thì bao phủ ở trong mây xét hỗn độn tô dịch có thể cảm nhận được rõ ràng thần hồn mình so sánh với ngày xưa mơ hồ có một loại nội tình tư thông vạn cổ thần du chư thiên giống như một ý niệm có thể khám phá bản chất của chư thiên vạn tượng chính bởi vì lực lượng thần hồn lột xác khiến một thân đại đạo kia hắn nắm giữ đều theo đó ở trong thức hải lộ ra một ý tượng thần bí khó lường luân hồi như cửu u sâu không lường được huyền khư như cửu tiêu mênh mông cao xa mệnh luân thì diễn hóa ở trong thiên địa vạn tượng niết bàn được kết thành biến hóa như vậy chưa bao giờ có nghiêm khắc mà nói ở trước khi chứng đạo nguyên thủy cành thức hải tô dịch trừ thần hồn pháp tướng cùng cửu ngục kiếm vẫn luôn trống rỗng tuy mênh mông rộng lớn tới cực điểm lại như đất hoang chưa từng khai khẩn mà bây giờ thức hải quả thực có thể so với một tòa hỗn độn tiên cảnh luân hồi huyền khư mệnh luân các đại đạo cùng niết bản lực khởi nguyên tiên khí hỗn độn nguyên thủy lực đều ở trong đó diễn hóa ra cảnh tượng không thể tưởng tượng không chỉ lực lượng thần hồn thực hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất đại đạo pháp tắc cũng theo đó lột xác luân hồi huyền khư đều bày ra khí tức nguyên thủy cấm kỵ chưa bao giờ có ngay cả mệnh luân đại đạo do thiên đạo cửu sắc cùng các loại đại đạo pháp tắc khác dùng hợp thành cũng đã khác hẳn chẳng qua nếu nói biến hóa lớn nhất đã không là đạo thể cũng không phải thần hồn cùng đại đạo pháp tắc mà là tâm cảnh trong tâm hồn cũng sinh ra hỗn độn nguyên thủy lực khởi nguyên tiên khí cùng nết bản lực chẳng qua khác với cảnh tượng thần hồn thức hải ba loại lực lượng như cấm kỵ này ở trong tâm hồn hòa hợp một lò diễn hóa thành một cái vòng thần kỳ dị tròn trịa treo cao phía sau tâm hồn tâm mệnh đạo kiếm do tâm cảnh bí lực ngưng tụ thì ở trong một cái vòng thần tròn trịa kia chìm nổi lên xuống như ẩn như hiện điều thần dị nhất là Tâm cảnh bí lực không bị giới hạn trong tâm cảnh nữa, mà là khuếch tán đến trong nhục thân, thần hồn cùng tu vi của Tô Dịch. Theo Tô Dịch vận chuyển một thân khí cơ, tâm cảnh bí lực cũng theo đó nổ vang lưu chuyển ở trong ngoài toàn thân Tô Dịch, nghiêm nhiên hòa hợp một lò hoàn mỹ với một thân đạo hạnh của hắn. Tất cả cái này ý nghĩa, Tô Dịch về sau khi đối trận giết địch, đã không cần cố ý vận dụng đơn độc thần thông tâm cảnh nữa, hắn mỗi một kiếm, mỗi một bí pháp, mỗi một lần ra tay, đều có thể theo tâm tư mình mang theo uy năng của tâm cảnh bí lực. Lúc giết địch, ý nghĩa nhục thân thần hồn cùng tâm cảnh của đối thủ đều sẽ ở cùng lúc gặp công kích thân tâm hồn đạo đều tròn trịa như một hòa hợp một lò biến hóa như vậy trước kia cũng chưa bao giờ có mà ở trong cơ thể tô dịch chỗ tính mạng bổn nguyên của hán lộ ra niết bản lực hiển hóa hư ảnh một dòng sông vận mình chỗ căn cơ đại đạo cắm rễ cây kỷ nguyên cây kỷ nguyên sớm có thế che trời cành cây tắm rửa hỗn độn mỗi một cái lá cây nghiễm nhiên như một kỷ nguyên văn minh hôm nay cây kỳ nguyên kia đám chìm trong một mảng khởi nguyên tiên khí diễn hóa ra cảnh tượng một dòng sông kỳ nguyên trước kia biến hóa như vậy cũng chưa bao giờ xảy ra khi thấy tất cả cái này lại kết hợp đạo thể thần hồn tâm cảnh của mình biến hóa khiến tô dịch không khỏi sinh ra một cái ý niệm hoang đường giống như mình hóa thành hỗn độn dòng sông vận mệnh dòng sông kỳ nguyên luân phiên ở trong đó thế gian vạn tượng chư thiên vạn đạo đều do đạo thể thần hồn cùng tu vi của mình biến thành cái này quả thực rất hoang đường dẫn tới trong đầu tô dịch vừa toát ra ý niệm này liền trực tiếp vứt bỏ điều này sao có thể tạm không nói mình chỉ là chân nguyên thủy cảnh ngay cả bí mật khởi nguyên dòng sông vận mệnh cũng còn chưa từng thật sự khám phá so sánh với các đạo tổ cùng thiên khiển giả kia ở trên tu vi còn kém rất nhiều lại nào có thể có năng lực thân hóa hỗn độn Diện hóa chi thiên càng đừng nói ở trên con đường thành tổ còn có sinh mệnh chi đạo càng thêm cấm kỵ chẳng qua tất cả lột xác không thể tưởng tượng này của bản thân trái lại khiến tô dịch sinh ra rất nhiều cảm ngộ chưa bao giờ có về sau theo tu vi đột phá chưa chắc đã không thể thật sự làm được thân hóa hỗn độn một bước này rất nhanh tô dịch từ trên phi tiên đài vươn người đứng dậy lần này đột phá cảnh giới mang tới một thân đạo hạnh lột xác có quá nhiều huyền diệu có thể đào móc về sau cần từng bước một thể ngộ cùng cân nhắc mới có thể cảm nhận được hoàn chỉnh huyền bí trong đó theo hắn vung tay áo mệnh thư chấn hạc cửu bi các bảo vật gào thét đao lên đứt vào trong cầu tay áo rồi sau đó hắn nhìn về phía mọi người xung quanh tô đại nhân một thân đạo hạnh này của ngài rốt cuộc đã đột phá đến trình độ nào thanh nhi tiến lên đầu tiên là chúc mừng tô dịch một tiếng sau đó mới tò mò hỏi ra tiếng, Thái Hạo Linh ngu, người tí hon mặc đạo bào cũng vành tai, những ngày trước đó đại đạo dị tượng hiển hóa ở trên người Tô Dịch quá mức không thể tưởng tượng, làm cả phi tiên bí cảnh đều đang cộng hưởng, thậm chí diễn hóa ra hư ảnh dòng sông vận mệnh cùng dòng sông kỳ nguyên, tất cả cái này hoàn toàn nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy, ai có thể không tò mò. Nguyên Thủy Cảnh, Tô Dịch thản nhiên đáp lại, sau đó liền ý thức được cái gì, các ngươi đều không thể cảm ứng được một thân khí tức của ta, mọi người đồng loạt lắc đầu, Tô Dịch trước mắt trên thân hoàn toàn không có bất cứ khí tức gì cũng không giống với hạng người phàm tục nếu không phải hắn rõ ràng đứng nơi đó làm người ta cũng không thể nhìn ra hắn đốt cuộc sống hay chết thì ra là thế tô dịch hơi cân nhắc liền hiểu ra đại đạo của hắn bởi vì có quá nhiều chỗ cấm kỵ thần bí dẫn tới cũng bày ra thần vận đại đạo ẩn vào vô hình nghĩ đến đây tô dịch tâm niệm khẽ động quanh thân lặng yên dâng trào ra một tia khí tức nguyên thủy cảnh như có như không mọi người lúc này mới cảm giác tô dịch như thật sự sống lại có một loại thần vận tươi sống mà chân thật nhưng trong lòng mỗi người đều rõ khí tức tô dịch trước mắt hiện ra chỉ sợ bảo lưu lại rất nhiều cũng không biết khi toàn bộ hiện ra lại sẽ là một cảnh tượng như thế nào này người rốt cuộc là ai vì sao trên người nhiều chỗ cổ quái như vậy sư tôn ta từng nói trên đời này trừ một ít tu đạo giả có thể đếm trên đầu ngón tay đại đạo trên thân người khác đều có thể lấy bị ta dễ dàng quan sát rõ ràng nhưng người lại hoàn toàn khác nơi xa thiếu nữ mặc váy bớt thình lình mở miệng chẳng lẽ người cũng giống với thiên khiển giả Thiếu nữ mặc váy này cử chỉ cổ quái khác thường, chưa từng ra bài theo lẽ thường, tựa như gặp tâm sự, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy hoang mang. Không giống. Tô Dịch lắc đầu, sau đó nói, ngươi đi theo chúng ta đi. Thiếu nữ mặc váy giật mình nhiên nói, vì sao? Tạm thời làm con tin của ta một phen. Tô Dịch cười nói, một bằng hữu của ta đã thành tù binh, bắt ngươi để trao đổi, là thích hợp nhất, bởi vì có kiếp thứ nhất dặn dò. Tô Dịch quả thực không tính làm khó thiếu nữ mặc váy này, mà là áp dụng một loại sách được nuôi cá. Tính về sau khi đi đấu với định đạo giả thần bí kia, lại tán gẫu một chút với thiếu nữ bản thể là một con thanh ngư này, à, như vậy à. Thiếu nữ mặc váy gãi gãi đầu, hoang mang nói, ta làm con tin, thật sự có thể giúp ngươi sao? Có thể, Tô Dịch không cần nghĩ ngợi cho ra câu trả lời khẳng định. Ứng nghiệp kiếp nhất mạch, Quý Thanh khê là tiểu đệ tử của phán quan, không nói những nơi đặc thù kia trên người nàng, chỉ dựa vào thân phận này, đã là một con tin tuyệt hảo. Vậy được rồi, thiếu nữ mặc váy gật gật đầu, nói, chờ sau khi giúp ngươi ta lại làm chuyện của mình mọi người đều bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác hoang đường không chân thực tiểu đệ tử này của phán quan cũng quá không tim không phổi rồi nhỉ chẳng qua vừa nghĩ đến các loại chỗ cổ quái khác thường kia trên thân thiếu nữ này mọi người cũng miễn cưỡng lý giải vậy đi thôi tô dịch bước ra một bước đi về phía lối ra của phi tiên bí cảnh thanh nhi quay người lướt vào hồ lô vỏ xanh treo ở bên hông tô dịch người tí hon mặc đạo bào thì quay về sưng tâm như ý hóa thành một luồng ánh sáng lướt vào trong tâm cảnh tô dịch thiếu nữ mặc váy nhảy một cái bám theo thấy thanh nhi và người tí hon mặc đạo bào biến mất Trực trực lấy làm kỳ thái hạo linh ngu và tô dịch sóng vai mà đi sắp rời khỏi phi tiên bí cảnh này khiến trong lòng nàng không khỏi sinh ra cảm giác như đã được mấy đời vòng xoáy kiếp vân quỷ dị cấm kỵ tia sét đỏ tươi thái hạo kình thương đột ngột giết ra nam tử áo bào và thần bí không lường được đủ loại chỗ không thể tưởng tượng trên người tô dịch khi đột phá cảnh giới tất cả cái này đều như một giấc mơ mang tới cho thái hạo linh ngu quá nhiều rung động cùng trùng kích âm uhm, ở lúc bọn tô dịch đến lối ra của phi tiên bí cảnh đỉnh một ngọn núi lớn nguy nga kia phi tiên đài vốn đã tàn phá thế mà ầm ầm sụp đổ hoàn toàn hóa thành đá vụn đầy đất không chỉ như vậy trong thiên địa chu hư toàn bộ phi tiên bí cảnh theo đó xuất hiện vô số khe hở không gian dày đặc như vết dạn che kín mặt ngoài đồ dứ khi bóng người bọn tô dịch biến mất ở lối ra ở phía sau bọn họ toàn bộ phi tiên bí cảnh ầm ầm sụp đổ nguyên nhân rất đơn giản một luồng khởi nguyên tiên khí kia trên phi tiên đài đã bị tô dịch luyện hóa toàn bộ cũng khiến phi tiên đài cùng toàn bộ phi tiên bí cảnh mất đi bồn nguyên từ đây vỡ nát đỉnh cử hà sơn âm uhm, một chuỗi tiếng tan vỡ kịch liệt vang lên cường giả chuyên du thị cùng nghiệp kiếp nhất mạch một mực canh giữ ở phụ cận đều bị kinh động ngay lập tức đề phòng hẳn lên sau đó giật mình phát hiện long môn đi thông phi tiên bí cảnh kia thế mà lại ở lúc này trên năm xẻ bảy đây là tình huống gì đám người chuyên du báo vi từ vũ canh đều kinh nghi còn chưa chờ nghĩ rõ trong mây khói tản ra bóng người tô dịch cùng thái hạo linh ngu bước ra phía sau hai người thiếu nữ mặc váy quý thanh khê đi theo lập tức chuyên du báo ngạc nhiên lẫn vui mừng nói tốt 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 nghiệp chướng họ tôi này cuối cùng đi ra rồi chuyên du thống nhíu nhíu mày truyền âm nhắc nhở thiếu chủ để ý long môn bị hủy rất có thể là đã xảy ra biến cố nào đó mặt khác đừng quên trong tay họ tô kia còn có một món đại sát khí đợi lát nữa để người nghiệp kiếp nhất mạch ra tay trước là ổn thỏa nhất ánh mắt chuyên du báo lóe lên gật gật đầu mà lúc này đại trưởng lão nghiệp kiếp nhất mạch trục tinh tức giận nói các người đã hủy phi tên bí cảnh nhị trưởng lão thôi cảnh thì lạnh lùng nói xem ra kẻ này đã từng lên phi tiên đài chứng đạo nguyên thủy cảnh mọi người đều chú ý tới tô dịch trên người tràn ngập một tê thuộc loại nguyên thủy cảnh đạo chủ khí tức sư muội vì từ liếc một cái thấy được quý thanh khê như chút được gánh nặng nói người không sao là tốt rồi yên tâm chúng ta nhất định sẽ cứu người phú cảnh cũng gật đầu nói chúng ta sẽ không để ngươi gặp chuyện trên dưới nghiệp kiếp nhất mạch hầu như đều hội tụ ở đỉnh cử hà sơn này giờ phút này theo đám người tô dịch xuất hiện hộ đạo trưởng lão thị đạo giả của nghiệp kiếp nhất mạch tất cả đều bắt đầu hành động mang khu vực phụ cận vây hát nước cũng không lọt khí thế hùng hổ tô dịch các người đã trốn không thoát mau thả thanh khê bổn tọa cam đoan cho các ngươi một cơ hội trục tội đại trưởng lão trục tinh trầm giọng mở miệng nếu không phải cố kỵ quý thanh khê sớm từ một khắc đó bọn tô dịch xuất hiện bọn họ đã ra tay nhưng bây giờ chỉ có thể kiềm chế sát khí trong lòng đối mặt tất cả cái này vẻ mặt tô dịch trầm tĩnh thong dong chỉ quay đầu nói với thái hạo linh ngu để ta thử tay chút đôi mắt đẹp của thái hạo linh ngu đảo qua đã hiểu ý tứ tô dịch nói đều nghe lời ngươi giọng uyển chuyển thanh thúy như thiên âm nào một thân đồ đen khuôn mặt che một tầng khăn che mặt mái tóc dài trắng như tuyết kết thành bím tóc thả xuống phần eo phong thái độc đáo xuất chúng được thái hạo linh ngu một vị tuyệt thế tồn tại có thể dưng truyền kỳ như vậy nói gì nghe nấy thực sự có thể khiến bất cứ nam nhân nào lâng lâng quý thanh khê giọng thanh thúy nói sư huynh ta là con tin vị tô mệnh quan này nói muốn bắt ta trao đổi một bằng hữu sau đó liền thả ta đi cho nên ta tuyệt không sợ hãi mọi người ngạc nhiên chẳng qua bọn vi từ đều hiểu biết bản tính quý thanh khê liền nói ngay đổi ai ánh mắt quý thanh khê mở mịt nhìn về phía tô dịch tô dịch thì nhìn về phía chuyên du báo hoàng nguyên chuyên du báo lật lòng bàn tay một cái bình ngọc trong xuất hiện lên hắn cười lạnh nói hoàng nguyên đã bị trấn áp trong đó chỉ cần ngươi thả người ta lập tức đưa hắn theo ngươi nhưng ngươi nếu dám lật lọng hoàng huyên nhất định phải chết ở trong mắt bất luận kẻ nào dùng mạng hoàng nguyên để đổi quý thanh khê hoàn toàn có lãi nếu tô dịch muốn dùng tính mạng quý thanh khê để đổi một đường sống vậy sự việc liền trở nên phiền toái Tô Dịch nói với Quý Thanh Khê, người đi đi. Quý Thanh Khê ồ một tiếng, liền cất bước đi tới bên cạnh Vi từ nơi xa, nói, sư huynh, ngươi xem, ta không sao, mọi người đều rất kinh ngạc, đều không ngờ Tô Dịch dễ dàng như vậy thả Quý Thanh Khê. Vi từ trầm giọng nói, sư muội, thằng nhãi đó có động tay chân ở trên người ngươi hay không? Quý Thanh Khê khó hiểu nói, đã là trao đổi con tin, vì sao phải động tay chân? Sư huynh, ta thực không có việc gì, thấy vậy, người nghiệp kiếp nhất mạch đều hoàn toàn yên tâm, nhưng lại càng thêm cảm thấy kỳ quái. Tô dịch này thật sự không hề lo lắng một chút nào bọn họ đổi ý. Chuyên du báo thì ngửa mặt lên trời cười to. Tô dịch, ta bây giờ đã thay đổi chủ ý. Ngươi quỳ xuống dập đầu cho ta, kêu một tiếng tổ tông, ta mới nỡ ra hoàng huyên cho ngươi. Quý thanh khê nhíu mày nói, sư huynh, tên kia thật không biết xấu hổ nha, sao có thể nói lời không giữ lời. Bọn vi từ, vũ canh cũng không tránh khỏi có chút xấu hổ. Ở giới tu hành, nói lời không giữ lời nhìn quen lắm rồi, thật sự giữ, cũng đều là việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Ở dưới thế cục trước mặt, bọn họ hận không thể lập tức giết tô dịch nào sẽ để ý lật lọng cái gì cũng chỉ quý thanh khê tâm tính trong suốt mới sẽ để ý những thứ này chuyên du báo hoàn toàn không bận tâm chỉ cười tủm tỉm nhìn tô dịch hắn đương nhiên không phải lỗ mắng mà là mượn loại phương thức làm nhục này đang thử giới hạn của tô dịch lại sẽ phối hợp hay không không được hắn đã không muốn giao người vậy ta vẫn là trở về đi quý thanh khê nói xong liền lại đi về phía tô dịch còn chưa đợi đi xa đã bị vi từ giữ chặt khiển trách sương muội đừng càn quấy nữa Ngươi tạm thời cứ xem là được, Tô Dịch không biết nên khóc hay cười, tính tình quý thanh khê xuất phát từ tâm, thẳng thắn tự nhiên, quý giá khó có được, nhưng ở trong thế cục trước mắt, ngược lại thành một kẻ khác người, quỳ hay không quỳ, Chu Du Báo giơ ca bình ngọc trong tay, cười giữ tợn nói, đừng ép ta thay đổi chủ ý hoàn toàn luyện hóa Hoàng Huyên, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt nghiền ngẫm, tính mạng Hoàng Huyên không quan trọng, quan trọng là bọn họ đều muốn mượn cơ hội xem xem Tô Dịch sẽ làm như thế nào, một khi Tô Dịch hơi lộ ra một tia thỏa hiệp thoái nhượng, bọn họ sẽ mượn cơ hội lại tiến một bước đưa ra yêu cầu, từng bước ép sát, lấy trả giá nhỏ bé nhất bắt tô dịch. Tô dịch chưa nói gì, tùy ý nâng tay chỉ một cái, keng, chuyên du thống trở ra tay, trong hồ kiếm sau lưng hắn, ly am kiếm gào thét lao ra, chém ra một đạo kiếm quang vô cùng chói mắt, nhưng ngay sau đó, kiếm quang nổ tung, cả người chuyên du thống như hòn đá bị cây chùy lớn đập, trực tiếp bắn ngược đi, miệng mũi phun máu, hầu như cùng lúc một luồng lực lượng kinh khủng vô cùng chợt áp bách ở trên thân chuyên du báo cả người chuyên du báo quỳ xuống đất khi đầu gối đập ở trên mặt đất lõm xuống một cái hố to ngươi chuyên du báo trợn mắt muốn nứt há mồm muốn nói gì thân thể máu thịt cùng thần hồn trong tích tắc hóa thành tro kiếp bay lả tả đầy trời mà bình ngọc trong tay hắn thì rơi xuống đất tất cả cái này đều xảy ra ở trong tích tắc nhưng ở trong tích tắc này chuyên du thống vị tuyệt thế đạo tổ này lại bị đánh lui bị thương nặng chuyên du báo càng bị chấn áp quỳ xuống đất hình thần câu diệt lập tức sắc mặt mọi người đều thay đổi ánh mắt nhìn về phía tô dịch tựa như nhìn một quái vật đây là chiến lược vừa đột phá nguyên thủy cảnh có thể có lúc trước bọn họ chờ ở đây ôm cây đợi thỏ kiêng kỵ nhất chính là đại sát khí trên người tô dịch về phần tô dịch và thái hạo linh ngu ngược lại không tính là gì nhưng bây giờ bọn họ mới chờ ý thức được tình huống có biến a báo chuyên du thống bi phẫn dầu tóc giận dữ dựng đứng lên hắn cũng không ngờ mình một tuyệt thế đạo tổ như vậy thế mà chẳng những chưa thể cứu được chuyên du báo ngược lại là mình cũng bị thương chỉ đột phá một cảnh giới mà thôi đã có chiến lược nghiền áp tuyệt thế đạo tổ sao dù là thái hạo linh ngu cũng không khỏi giật mình nàng rất rõ chuyên du thống làm kiếm tu chiến lược là khủng bố cỡ nào so sánh với tuyệt thế đạo tổ khác chuyên du thống nắm giữ thiên khiển quy tắc như cấm kỵ liam kiếm trong tay cũng là hỗn độn bí bảo đối chiến người khác cùng cảnh giới hoàn toàn có thể chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng bây giờ tô dịch trong một chỉ đã đả thương chuyên du thống điều này bảo thái hạo linh ngu làm sao không kinh tô dịch lưỡng thững tiến lên từ trên mặt đất nhặt lên bình ngọc phong ấn hoàng nguyên quan sát một lát liền thu vào trong cổ tay áo ở trong lúc đó, không khí nơi đây cũng trở nên nặng nề vô cùng. Trục tinh, thôi cảnh đám tồn tại cấp đồ cổ của nghiệp kiếp nhất mạch, sắc mặt cũng đều ngưng trọng hẳn lên. Thế này đã bị dọa rồi, ánh mắt tô dịch đảo qua toàn trường, ta không tin, các người cũng chỉ có một chút đảm lượng này, vì từ đằng đằng sát khí, chỉ phá một cảnh giới, đã khiến tô mệnh quan người phiêu rồi. Nói cho ngươi, hôm nay nơi đây, các ngươi đừng mơ còn sống rời khỏi. Âm, uhm, bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên tại kênh youtube gì các phim, thanh âm còn quanh quẩn, trục tinh, thôi cảnh cùng đầu cổ khác đều hùng mãnh tấn công vây giết tô dịch vi từ vũ canh cùng các hộ đạo giả kia thì lấy ra bảo vật lao về phía thái hạo linh ngu mà khu vực phụ cận cường giả nghiệp kiếp nhất mạch kết ra sát trận phong tỏa bốn phương tám hướng cửa hà sơn lập tức trên đỉnh núi này sát khí ngút trời đạo quang gào thét càn quét tô dịch đạp chân một cái ầm uhm, toàn bộ cửa hà sơn chợt chấn động ngay sau đó hắn nâng tay liền có ước vạn hỗn độn tiên quang tung bay hóa thành vô số kiếm khí dày đặc khuếch tán tám phương bảo vật cùng thần thông một đám đồ cổ kia tung ra thế mà tất cả đều bị ngăn trở ngay cả đám người vi từ vũ canh lao về phía thái hạo linh ngu cũng gặp kiếm khí uy hiếp từng người bị ngăn cản ở nửa đường mà bóng người tô dịch sớm đã biến mất khỏi chỗ cũ xuất hiện ở trước mặt một người trung niên khôi ngô cách gần nhất bàn tay nhấn một cái phanh người trung niên khôi ngô thân thể nổ tung thần hồn hóa thành một phấn một vị đạo tổ cấp đứng đầu của nghiệp kiếp nhất mạch cứ như vậy bị thoải mái chấn áp chém giết ngay tại chỗ một màn tay máu đó khiến toàn trường vang lên một tràng kinh hô, không biết bao nhiêu người ra đầu phát tê. Tô dịch giờ phút này, quả thực quá đáng sợ, so với trước khi đột phá cảnh giới như hai người khác nhau. Cần biết, trong một đòn này, hắn một mình một người cứng rắn chặn thế công tất cả mọi người ở đây, hơn nữa còn thuận tay giết một vị đạo tổ đứng đầu. Thái hạo linh ngu vốn đã vận chuyển hòa liên ấn, làm tốt chuẩn bị ra tay, nhưng lúc này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu nói chuyên du thống bị đánh bị thương, chỉ là ngoài ý muốn, vậy mọi thứ xảy ra bây giờ, nào phải ngoài ý muốn có thể giải thích tô dịch giờ khắc này đã sớm liên tiếp ra tay trên bóng người cao giáo của hắn trượt hiện ra hỗn độn tiên quang tối nghĩa kỳ dị tựa như một cái vòng thần xoay tròn phía sau hắn thanh âm đại đạo nổ văng trong cơ thể khi truyền tới bên ngoài như cửu thiên kinh lôi vang vọng trên trời dưới đất chỉ là thần uy trên thân tản mát ra đã áp bách rất nhiều người ở đây sắp hít thở không thông sợ vỡ mật vài tích tắc mà thôi tô dịch đã đánh tan nhiều lần vây công của một đám đại địch lại giết ba vị đạo tổ một người trong đó còn là tuyệt thế đạo tổ trong hộ đạo trưởng lão tồn tại cấp độ cổ của nghiệp kiếp nhất mạch tiếng kêu thảm thiết rung trời máu tanh tung bay tô dịch trong hỗn chiến nghiễm nhiên có khí thế tung hoành vô địch lúc trước ở phi tiên bí cảnh thái hạo linh ngu còn đang nghĩ tô dịch sau khi đột phá cảnh giới vớt cuộc sẽ mạnh đến mức nào mà bây giờ nàng đã thấy đó là một loại chiến lược đủ để lực áp tuyệt thế đạo tổ mạnh đến mức làm người ta tim đập nhanh rốt cuộc trong hỗn chiến vang lên tiếng đại trưởng lão trục tinh giống thật to như điên cuồng nhị trưởng lão mau lấy ra phù chiếu tán tiên địa phán quan đột nhiên nói bắt đầu rồi ngươi muốn nhìn một chút hay không tu đồ nhất thời hiểu điều phán quan nói chính là hậu chiêu hắn để lại trong vạn ách kiếp địa kia có thể tu đồ đáp ứng hắn cũng muốn xem xem phán quan rốt cuộc để lại hậu chiêu nào không sợ ta nhân cơ hội ra tay ánh mắt phán quan vi diệu tu đồ thản nhiên nói có ta theo dõi ngươi mặc dù ra tay cũng không thay đổi được cái gì phán quan không nói thêm nữa sở dĩ cần trưng cầu tù đồ đồng ý là ở chỗ một khi tù đồ ngăn cản nhất định cái gì cũng không thấy được ngay lập tức phán quan nâng tay điểm một cái Ông, mệnh kiếp thiên đang tản mát ra ánh đèn tựa như ảo mộng, ở trên hư không ngừng tụ ra một màn hào quang. Màn hào quang không ngừng biến ảo, trong tích tắc lộ ra cảnh tượng ở đỉnh cử Hà Sơn. Ánh mắt phán quan cùng tù đồ lập tức đồng loạt nhìn qua. Bầu trời đột nhiên rơi vào đêm vĩnh hằng, vô số tinh tú màu tím lấp lánh thần bí dày đặc rơi ở phía trên màn trời hắc ám kia. Vô số tinh tú kia vụt sáng vụt tắt, rơi xuống từng tia từng luồng ánh sao màu tím, không ngừng đan xen lẫn nhau, ngưng tụ ra chín bóng người. Các bóng người kia có nam có nữ, bồng bềnh như tiên, cả người đều đắm chìm trong ánh sao màu tím đứng ngạo nghễ trong trời đêm hắc ám tỏ ra đặc biệt bắt mắt tất cả cái này đều là do một phù chiếu thần bí nhị trưởng lão thôi cảnh lấy ra biến thành đây là đôi mắt thái hạo linh ngu hơi co lại nhân vật cấp thủy tổ đặt chân trung cực chi cảnh của hỗn độn lúc ban đầu nhất không đúng những kẻ kia tuyệt đối không phải người sống mà là một loại linh thể quỷ dị thần bí trên người dân trào khí tức tai kiếp như cấm kỵ cùng lúc đó các cường giả kia của nghiệp kiếp nhất mạch cũng không khỏi chấn kinh cũng đều không ngờ phán quan đại nhân để lại hậu chiêu vậy mà lại thần dị như thế ngay cả bọn họ cũng chưa bao giờ thấy thủy tổ thệ linh người được lắm phán quan thế mà còn giấu hậu chiêu như vậy táng tiên địa tù đồ lầm bầm hắn vốt cuộc biết vì sao phán quan sẽ tự tin như vậy chín bóng người kia đều là tồn tại cấp thủy tổ chết ở trong trận chiến định đạo thời đại hỗn độn thái sơ các thủy tổ này đạo thể phá diệt tính linh trừ khử nhưng dấu ấn đại đạo suốt đời bọn họ thì bị chu hư thiên đạo quy tắc thu thập dung nhập trong tài kiếp quy tắc cho nên gọi họ là thệ linh cũng được Dưng họ là kiếp linh tương tự cũng có thể, mà thủy tổ thệ linh như vậy, khủng bố hơn xa so với đạo tổ, tuy không phải vật còn sống, lại đã là một bộ phận của quy tắc trật tự, có được dấu ấn đại đạo lúc còn sống. tất cả cái này khiến tâm tình tù đồ cũng chìm vào đáy vực, trừ phi nam tử áo bào vài thần bí kia ra tay lần nữa, nếu không lấy đạo hạnh của tô dịch đâu có thể nào là đối thủ của thủy tổ thệ linh? phán quan người cũng thật đủ vô sỉ ánh mắt tù đồ lạnh như băng. lần này xuất hiện không phải là một thủy tổ thệ linh, mà là tới chín vị điều khó giải quyết nhất là lực lượng của chín thủy tổ thể linh này đến từ chu hư quy tắc của vạn ách kiếp địa cho dù tô dịch cũng có thể mượn chu hư quy tắc nhưng cũng hầu như không nhìn thấy bất cứ phần thắng nào mệnh quan không tầm thường đối phó hắn tự nhiên không thể lấy thủ đoạn tầm thường đôi mắt phán quan nhìn chằm chằm một màn hào quang kia bầu trời tối tăm tinh tú màu tím vụt sáng vụt tối theo chín vị thủy tổ thể linh xuất hiện cũng dẫn lên sự cảnh giác của tô dịch còn chưa chờ hắn thấy rõ một thủy tổ thể linh đã na di không gian dẫn đầu đánh về phía tô dịch đó là một nam tử tay áo bay bay mũ lông vũ đài lưng rộng tay cầm quạt lông nhẹ nhàng vung lên liền có lực lượng tai kiếp quỷ dị thần bí hóa thành dòng sông màu tím chấn áp xuống âm uhm, một đòn này có thể so với chu hư quy tắc hiện ra khủng bố tới cực điểm tô dịch khi cứng đối cứng với nó cũng bị chấn động bóng người lảo đảo một cái lùi lại mấy bước cùng lúc đó phi từ trục tinh đám cường giả nghiệp kiếp nhất mạch tất cả đều bạo lui tránh đi xa xa mà tám thủy tổ thể linh khác cũng đã từ trên trời giáng xuống tất cả đều lao về phía một mình tô dịch hoặc tay cầm trường kích hoặc thúc giục đạo ấn hoặc vung phất trần từng người chiến lược khủng bố có thể so với chu hư chúa tể quả thực ra không phải đạo tổ có thể so sánh tuyệt thế đạo tổ cũng thua kém một mảng lớn nguyên nhân chính là chính thủy tổ thị linh này căn bản không phải tu đạo giả mà là thị linh dung hợp tai kiếp quy tắc đối chiến với họ cũng không khác gì chém giết với một đám tồn tại cấp thủy tổ cổ đại có thể ngự dụng chu hư quy tắc tô dịch liếc một cái đã nhìn thấu một điểm này lúc trước chu hư quy tắc vạn ách kiếp điện này đều bị phán quan ra tay che chắn ẩn nấp biến mất nhưng theo chính thủy tổ thể linh này xuất hiện lực lượng chu hư quy tắc tắc kia một lần nữa xuất hiện nghĩ cũng không cần nghĩ những thứ này tất nhiên là đại sát khí phán quan để lại lên tô dịch tâm niệm khẽ động mệnh thư hiện lên trong nháy mắt chu hư quy tắc phân bố ở trong vạn ách kiếp điện này cũng theo đó bị tô dịch ngược dụng sau đó hắn vứt bỏ tạp niệm kịch liệt chém giết với chín thủy tổ thể linh kia cử hà sơn ầm ầm sụp đổ tô dịch cùng chín thủy tổ thể linh kia một hơi giết lên phía trên bầu trời như đêm vĩnh hằng kia theo bọn họ chém giết tinh tú màu tím dày đặc kia trên bầu trời cũng theo đó bắt đầu kịch liệt dung chuyển tinh tú màu tím thực ra chính là chu hư quy tắc vạn ách kiếp địa hiện ra là chỗ bổn nguyên của chín thủy tổ thể linh nhưng tương tự tô dịch cũng có thể ngự dụng và đối kháng nếu đổi làm đạo tổ khác đã sớm bị chu hư quy tắc đánh giết kẻ này thế mà lợi hại như thế vì tử khó có thể tin vốn cho rằng thi triển ra con bài chưa lật như vậy đủ có thể dễ dàng bắt tô dịch nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như thế dù sao cũng là mệnh quan có thể ngự dụng chu hư quy tắc trên người xảy ra chuyện khác thường nữa cũng không kỳ quái trục tinh trầm giọng mở miệng vẻ mặt lạnh nhạt thực ra trong lòng hắn cũng chấn động không thôi muốn nhân cơ hội bắt giữ thái hạo linh ngu trước hay không chuyên du thống mặt đầy hận ý chuyên du báo chết khiến hắn vị tuyệt thế đạo tổ này phẫn nộ muốn điên không thể trục tinh quả quyết từ chối lúc này bắt giữ tô dịch trước thì tốt hơn đừng quên bọn hắn lúc trước là ghế thế nào một đường giết đến cử hà sơn này trong lòng chuyên du thống dùng mình lúc ấy đám người tô dịch sở dĩ có thể giết lên cử hà sơn là vận dụng một mũi nhọn màu xanh vô cùng lợi hại mà đây cũng chính là thứ làm bọn họ đều lâm vào kiêm kỵ mau nhìn tô dịch sắp không chống đỡ được rồi tinh thần vi từ rung lên dưới bầu trời tô dịch lâm vào trong vây khốn vị chín vị thủy tổ thể linh kia chém giết sắp không chống đỡ nổi điều này làm đám người nghiệp kiếp nhất mạch đều mặt mày hấn hở thấy vậy thái hạo linh ngu ti cũng rất khẩn trương nhưng tương đối vẫn rất chấn định chỉ có nàng rõ tô dịch còn có rất nhiều con bài chưa lật chưa dùng hơn nữa tô dịch tuy bị vây khốn tình cảnh hung hiểm nhưng còn chưa từng thật sự lộ ra dấu hiệu thất bại điều này làm thái hạo linh ngu thậm chí hoài nghi tô dịch rất có thể là đang mượn cơ hội này rèn luyện một thân tu vi vừa mới đột phá kia trên thực tế thái hạo linh ngu cũng đoán chúng một ít chân tướng tô dịch quả thực đang rèn luyện cùng xác minh tu vi bản thân sau khi đặt chân nguyên thủy cảnh toàn thân trên dưới của hắn xảy ra lột xác quá mức không thể tưởng tượng có quá nhiều huyền cơ chưa từng đào móc cùng thể hội dẫn tới Tô Dịch cũng không biết hôm nay mình rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào. Lúc trước đối chiến cùng các đạo tổ kia của nghiệp kiếp nhất mạch, tuy lấy một đánh nhiều, nhưng mang cho Tô Dịch uy hiếp cũng không lớn. Hắn cũng còn chưa từng toàn lực ra tay, đã có thể ở trong hỗn chiến giết địch, đánh bị thương các tuyệt thế đạo tổ kia. Đại chiến như vậy cũng rất khó khiến hắn toàn diện xác minh đạo hạnh của mình mạnh yếu. Nhưng bây giờ thì khác, chín thủy tổ thể linh kia đều cực kỳ nguy hiểm, mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng, mang cho Tô Dịch áp lực cũng cực lớn. Cái này ngược lại khiến Tô Dịch cảm thấy vui vẻ đang lo tìm không thấy đá mài đao tuyệt hảo, giờ không phải đã tới rồi. Thông qua những điều dặn dò kia của kiếp thứ nhất, sớm khiến tô dịch biết các tồn tại cấp thủy tổ kia đều ở trung cực chi cảnh trên con đường thành tổ. Tự nhiên, cũng khiến tô dịch ý thức được chín thủy tổ thể linh lần này đối chiến với hắn, lúc còn sống tất nhiên chính là nhân vật tương tự. Chẳng qua, trừ xác minh đạo hạnh bản thân, tô dịch còn có ý tưởng khác. Bầu trời đêm tối tăm tràn đầy dung chuyển, các ngôi sao lay động, khi ánh sao màu tím va chạm như pháo hoa nổ tung trong màn đêm tối tăm lấp lánh đẹp đẽ, Tô Dịch đối chiến cùng 9 vị thủy tổ thệ linh, bởi vì liên lụy đến chu hư quy tắc đối kháng, dẫn tới khiến cả vạn ách kiếp địa theo đó chấn động hẳn lên, toàn bộ thế giới núi sông ảo ảo, mặt đất nứt nẻ, trong hư không khí tức tai kiếp càn quét khắp nơi, ở trong vô số ánh mắt, tình cảnh của Tô Dịch cực kỳ nguy hiểm, nhưng khí thế của hắn lại mạnh đến mức như chúa tể, bóng người tuấn tú bốc hơi hỗn độn thiên quang, tỏ ra thần bí cùng cấm kỵ như vậy, bọn trục tinh vi từ đều không dám tưởng tượng lần này nếu không có một đạo phù chiếu kia phán quan đại nhân để lại trên dưới nghiệp kiếp nhất mạch sẽ gặp hậu quả như thế nào lấy chiến lược của mệnh quan hôm nay chỉ cần còn sống rời khỏi hải nhãn kiếp khư có phải ý nghĩa hắn đã không kém gì mệnh quan đời trước tiêu tiền hay không trục tinh đột nhiên mở miệng hỏi chuyên du thống suy nghĩ một chút lắc đầu nói hẳn là không được tiêu tiền năm đó đạo hạnh đã ở trung cực chi cảnh dưới tình huống toàn lực ra tay có thể đọ sức với thiên khiển giả về phần tô dịch này so sánh mà nói vẫn kém hơn một chút là một vị tuyệt thế đạo tổ của chuyên du thị chuyên du thống tự nhiên rất hiểu biết đối với chiến lược của tiêu tiền trục tinh thì thở dài bây giờ kém một chút tính là cái gì đừng quên tô dịch hôm nay vừa mới đặt chân nguyên thủy cảnh hắn về sau nếu thành tổ nào phải mệnh quan đời trước tiêu tiền có thể so sánh trong lòng mọi người căng thẳng nghiệp kiếp nhất mạch cùng mệnh quan nhất mạch là kẻ thù truyền kiếp tự nhiên không thể thấy kẻ thù truyền kiếp mạnh đến trình độ không thể địch nổi như vậy trong năm tháng dài lâu từ trận chiến định đạo thời đại hỗn độ thái sự kết thúc đến nay mệnh quan nhất mạch chỉ cần xuất hiện đều nhất định vạn kiếp bất phục cũng nhất định không thể lay động thiên khiển giả, nhị trưởng lão thôi cảnh vẻ mặt lạnh lùng nói, tự nhiên, cũng nhất định không có khả năng là đối thủ của phán quan đại nhân, tên họ Tô này tự nhiên cũng không ngoại lệ, không sai, trước mắt hắn đã lâm vào tầng tầng vây khốn, ta thật sự nhìn không ra hắn nào còn có khả năng chạy trốn, vì từ giọng điệu kiên quyết, theo ta thấy, hôm nay nơi đây chính là lúc hắn mất mạng, lời nói còn đang quanh quẩn, dưới bầu trời đột nhiên xảy ra dị biến tô dịch trước sau hãm thân trong tầng tầng vây khốn, đột nhiên bóng người vươn ra, ầm uhm ở chỗ sâu trong bầu trời tối tăm như đêm vĩnh hằng kia đột nhiên lộ ra đường nét một thế giới thần bí u ám lớn như thần khư thâm trầm như vực trong đó hiện ra khí tượng độc đáo của lục đạo luân hồi trong hư ảnh lục đạo thế giới u ám thần bí kia như có đường hoàng tuyển lan tràn ở trong đó đi thông quỷ môn quan u ám thần bí dưới cầu nại hà vong xuyên quần cuộn chảy thập điện diêm la đều tự chấn thủ một phương bóng người như ẩn như hiện trên khổ hải thiên địa trầm luân vô biên vô bờ tất cả cảnh tượng đều thần bí mở mịt bao phủ ở trong quang ảnh như cấm kỵ biến hóa ở trong lục đạo luân chuyển kia mà ở dưới lượng lớn ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú một con đường màu lửa đỏ như thiêu đốt từ trong một tòa thế giới thần bí u ám kia chợt hiện ra con đường kia giống như cánh hoa thiêu đốt trải thành lại như điểm hỏa vô số ngọn lửa đẹp đẽ thần bí khi xuất hiện ở dưới bầu trời tối tăm kia tựa như một con đường bí ẩn đến từ cửu u hiện ra ở trong vạn ách kiếp điện này đây là luân hồi thiếu nữ mặc váy quý thanh khê lẩm bẩm nàng mở to đôi mắt vẻ mặt đầy ngơ ngẩn luân hồi mình rõ ràng chưa từng thấy, lại vì sao theo bản năng sẽ toát ra một ý niệm như vậy, luân hồi, mà khi từ này từ trong miệng quý thanh khê nói ra, người khác ở đây đều không khỏi dùng mình, luân hồi, một đại đạo đã sớm biến mất vạn cổ, bị liệt vào vô thượng cấm kỵ. Nghe nói sớm từ thời đại hỗn độn thái sơ, luân hồi đã là một bí ẩn, một cái cấm kỵ khiến các thủy tổ sinh ra trong hỗn độn kia cũng không thể tiếp xúc. Nghe nói tiên nhân trên cổ tiên lộ kia cũng chưa từng thật sự thấy cái gì gọi là luân hồi, dẫn tới ở quá khứ trong năm tháng dài đằng đẵng kia. Luân hồi tựa như một truyền thuyết biến mất ở trong lịch sử bụt bầm dần dần cũng đã bị người ta quên đi cũng là mấy năm gần đây chuyện tô dịch bị coi là truyền thế chi thân đại lão gia kiếm đế thành truyền khắp mệnh hạ khởi nguyên mới khiến thế gian lại bắt đầu truyền lưu nghị luận có liên quan với luân hồi mà bây giờ bọn họ tự như thật sự thấy được luân hồi biến mất ở trong dòng sông thời gian kia tô dịch tuy là truyền thế chi thân của tiêu tiền nhưng năm đó cũng chưa nắm giữ luân hồi chi đạo ánh mắt thái hạo linh ngu hoảng hốt nàng rất xác định tiêu tiền chưa từng tiếp xúc luân hồi bởi vì thẳng đến lúc chết trận Tiêu tiền cũng chưa từng vận dụng, mà còn chưa chờ mọi người ở đây từ trong kinh sợ rung động lấy lại tinh thần, toàn bộ vạn ách kiếp địa như lập tức rơi vào trong u minh thiên địa vạn tượng ảm đạm, một luồng khí tức cấm kỵ làm người ta dựng tóc gáy lặng yên phân bố ở trong thiên địa. Trong trời đêm tối tăm kia, vô số tinh tú màu tím đại biểu cho chu hư quy tắc đều ở lúc này rơi xuống, như sao băng không chịu khống chế rơi xuống. ở sau khi rơi vào thế giới như u minh này, liền vô thanh vô tức biến mất không thấy. Bà vô luận là đám người nghiệp kiếp nhất mạch vi tử trục tinh hay chuyên du thống cùng thái hạo linh ngu đều biến sắc giờ khắc này tất cả bọn họ đều cảm nhận được một loại cảm giác rung động cùng nguy cơ bắt nguồn từ tính mạng bổn nguyên thần hồn gần như xuất khiếu như sắp bị bắt vào trong một tòa u minh chi giới kia mau lui trục tinh quá to dẫn theo mọi người hướng về nơi cực xa tránh đi thái hạo linh ngu chưa lui toàn lực thúc giục hòa liên ấn vận chuyển một thân đạo hạnh mới chống lại được loại uy áp quỷ dị đáng sợ kia dù là như thế nàng cũng không khỏi run sợ cái này nếu thật là luân hồi đại đạo không khỏi cũng quá đáng sợ tựa như so với thiên khiển quy tắc thanh ắt chi lực nàng nắm giữ càng thêm cấm kỵ càng thêm lợi hại cần biết năm đại thiên khiển thần tộc phân biệt nắm giữ thiên khiển quy tắc đều có thể coi là quy tắc trí cao nhất sau khi trận chiến định đạo kết thúc trên trình độ nào đó có thể coi là chúa tể chu hư trật tự của mệnh hà khởi nguyên mà thái hạo linh ngu chiến lược so với tuyệt thế đạo tổ tầm thường càng hơn một bậc tự nhiên càng thêm rõ ràng thiên khiển quy tắc lợi hại nhưng lúc này nàng lại làm ra so sánh như vậy có thể nghĩ mà biết luân hồi xuất hiện mang cho nàng sự chấn động lớn bao nhiêu mà lúc này dưới bầu trời chín thủy tổ thệ linh kia đang vây công tô dịch thì ai cũng run rẩy toàn thân dại ra ở tại chỗ không nhúc nhích tất cả đều như tê dại mà tô dịch thì ôm quyền chắp tay các vị giúp ta xác minh đạo hạnh ta tự nhiên nên dẫn độ cho các vị để đạt được giải thoát thật sự nói xong hắn nâng tay chỉ một con đường thiêu đốt kia từ trong u minh chi giới kéo dài ra nói mời âm um. con đường thiêu đốt khuếch tán kéo dài xuất hiện trước người chín thủy tổ thệ linh kia cánh hoa bay múa mưa hào quang lưu truyền thần bí xương nhiên đây là hỏa chiếu chi lộ cũng gọi là bỉ ngạn chi lộ bước lên đó có thể vào luân hồi được giải thoát thật sự từ sau khi rời khỏi thần vực tiến vào dòng sông vận mệnh tô dịch đã cực ít vận dụng luân hồi đại đạo nữa không phải bỏ không dùng mà là luân hồi chi đạo ở lúc chém giết chiến đấu rất dễ dàng bại lộ thân phận đưa tới tuyệt thế đại địch phát hiện mặt khác huyền bí của luân hồi chi đạo chỉ ở lúc đối phó tà linh kiếp linh thệ linh nghiệt linh vật chết quỷ dị một loại này có được tác dụng khắc chế trời sinh cho nên ở dưới tình huống phàm là không cần vận dụng luân hồi tô dịch tự nhiên sẽ không vận dụng mà lúc này thì khác đối thủ của hắn là thệ linh vận dụng luân hồi là thích hợp nhất lúc trước nếu không phải vì lấy các thủy tổ thệ linh này để rèn luyện cùng xác minh tu vi bản thân hắn thoải mái có thể lấy luân hồi khắc địch các vị mời tô dịch làm ra một cái động tác mời hỏa chiếu chi lộ theo đó lan tràn mang chín thủy tổ thệ linh dại ra ở tại chỗ không nhúc nhích kia bao phủ trong đó mà kế tiếp các thủy tổ thệ linh kia tựa như bị một luồng lực lượng vô hình chỉ dẫn dọc theo hỏa chiếu chi lộ đi tới chỗ sâu trong u minh chi giới kia dần dần không thấy rõ nhưng một chớp mắt này ở chỗ sâu trong u minh chi giới kia lại có một chàng tiếng cười to giải thoát như vang lên đa tạ đạo hữu đây là luân hồi sao chưa từng nghĩ mất đi vạn cổ năm tháng lại có thể ở thời điểm bực này bước vào luân hồi được giải thoát thiện ha 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 giống như một giấc mơ dài cuối cùng được giải thoát không chịu nghiệp kiếp ràng buộc lại nhìn thấy luân hồi cũng là chuyện may mắn của đời người mấy huynh đệ nếu có kiếp sau chúng ta lại cùng nhau sóng vai chinh chiến đạo đồ, như thế nào? Được, một lời đã định. Thanh âm lúc bắt đầu ồn ào, dần dần trở về trong yên lặng, Tô Dịch lấy ra bầu rượu, xa xa chúc, đi mạnh giỏi, trên bầu trời, u minh chi giới vô thanh vô tức biến mất, đêm vĩnh hàng tối tăm bao trùm bầu trời, thì bị ánh mặt trời chói chang cắt qua, thiên địa tái hiện trong ban ngày, tất cả đều im ắng, chỉ có bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch đứng ngạo nghễ dưới bầu trời, tắm rửa trong ánh mặt trời, như phủ thêm một tầng áo ngoài thần thánh, mọi người đều ngây ra đó vẻ mặt đầy rung động. Cái này, cái này sao có khả năng, hắn, hắn. Toàn thân vi từ đang run, khó có thể tiếp nhận, chấn động giận dữ đan sen, nói cũng nói không được trôi chảy. Đại trưởng lão trục tinh, nhị trưởng lão thôi cảnh các đồ cổ vẻ mặt ai cũng âm trầm, trong lòng phát lạnh. Đây là luân hồi, uy lực cấm kỵ thật khủng khiếp, mạnh như các thủy tổ thể linh kia, cũng bị lần lượt dẫn độ, mặc cho bài bố, mặc cho ai dám tin. Chuyên du thống mở to mắt, tay chân lạnh toát, hắn nhớ tới lúc trước, sau khi một trận chiến nguyên giới cửu trọng thiên kết thúc thủy tổ từng dùng một loại giọng điệu hiếm thấy nói một câu uy hiếp của mệnh quan tô dịch hơn xa tất cả mệnh quan quá khứ nên coi là họa lớn trong lòng tộc ta lúc ấy trên giới chuyên du thị đều còn rất kinh ngạc cùng khó hiểu một tên mệnh quan đạo chân cảnh chỉ biết trốn đông trốn tây cũng không dám thỏ đầu nhân vật như vậy sao xứng với bốn chữ họa lớn trong lòng nhưng bây giờ chuyên du thống đã biết tô dịch này quả thực không giống với mệnh quan ngày xưa khác biệt lớn nhất chính là tô dịch nắm giữ luân hồi như lúc này đòn sát thủ phán quan lưu lại lợi hại cỡ nào đồ làm tuyệt thế đạo tổ tiến lên động cái cũng sẽ mất mạng nhưng tô dịch chỉ thi triển luân hồi oai liền thoải mái mang chín vị thủy tổ thể linh kiên siêu độ đại trưởng lão thế này thế này còn đánh như thế nào phán quan nhị đệ tử vũ canh vẫn luôn trầm mặc cay đắng mở miệng mọi người nghe vậy trong lòng đều trầm xuống cùng nhau liên thủ với công không được hôm nay ngay cả thi triển đòn sát thủ phán quan để lại vẫn không được ai có thể không cảm thấy tuyệt vọng không khí nặng nề Áp lực làm người ta thở không nổi. Tôi dịch đứng ở dưới bầu trời, đang tĩnh tâm cảm thụ thu hoạch cùng thể ngộ của một trận chiến trước đó, chưa từng làm cái gì. Thái Hạo Linh ngu ngẩn ra nhìn bóng người hắn, trong lòng như có tảng đá lớn rơi xuống đất, ngoài vui mừng, cả người đều thả lòng. Các vị, điệp kiếp nhất mạch ta từ trận chiến định đạo kết thúc đến nay vẫn luôn chấn thủ ở đây, chưa bao giờ có hạng người tham sống sợ chết. Bỗng nhiên, đại trưởng lão trục tinh trầm giọng mở miệng, ánh mắt kiên quyết. Hôm nay, dù liều hết tính mạng chúng ta, cũng tuyệt không thể lui một đoạn lời khẳng khái rõng rạc vang tận mây xanh nhị trưởng lão thôi cảnh đằng đằng sát khi nói đúng vậy hổ chết không ngã chịu chết chiến một trận là được hay bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên tại kênh youtube gì các phim liều mạng với hắn trên dưới nghiệp kiếp nhất mạch mắt đều đỏ lên hừng hực sát khí chuyên du thống ta cũng nguyện theo các vị dốc hết toàn bộ chém giết tô dịch kẻ này chuyên du thống gần từng chữ một nắm chặt đạo kiếm trong tay trong thiên địa sát khí hừng hực giống như cơn bão đang tích tụ sắp bùng nổ tất cả cái này đánh thức tô dịch đang thể hội cảm ngộ chiến đấu chẳng qua còn chưa chờ hắn làm cái gì thiên địa đột nhiên chấn động một bóng người bỗng dưng xuất hiện người tới mặc một bộ áo dài tay áo rộng đầu đội chiếc mũ cao khuôn mặt ôn hòa thu hút người ta chú ý nhất thuộc về một cây đèn kỳ ảo sáng tỏ treo cao trên đỉnh đầu hắn đám người đang chuẩn bị liều chết mà chiến đầu tiên là ngần ra sau đó mừng như điên kích động kêu to phán quan đại nhân sư tôn được cứu rồi được cứu rồi mệnh quan người xong rồi người của nghiệp kiếp nhất mạch vui sướng vô cùng giống như trong bóng đêm thấy được mặt trời huy hoàng chiếu dọi cửu thiên mọc lên chuyên du thống vui sướng ra mặt có vị phán quan này chiến lược đủ có thể chống lại thiên khiển giả lo gì bắt không được vẹn vẹn một gã mệnh quan thái hạo linh ngu nhíu mày ở trên lúc mấu chốt này phán quan thần bí đáng sợ kia thế mà xuất hiện điều này làm trong lòng nàng cũng trầm xuống còn xin sư tôn ra tay diệt sát tô dịch trả vạn ách kiếp địa một bầu trời trong lành vì từ khom người chắp tay vũ canh cũng chấp tay hành lễ trầm giọng nói chỉ trách đệ tử vô năng mới gây thành thảm họa hôm nay đợi xong việc hôm nay đệ tử nguyện tiếp nhận sư tôn trách phạt nhưng ra ngoài mọi người dự kiến phán quan sau khi xuất hiện căn bản không để ý bất luận kẻ nào ngược lại sải bước trên không dừng chân ở cách tô dịch mười trượng sau đó hắn hai tay vái khom người cúi đầu trầm giọng nói nghiệp kiếp nhất mạch phán quan bệ trần đến hướng mệnh quan đại nhân thỉnh tội từng chữ một giống như tiếng sét vang vọng trên trời dưới đất toàn bộ thanh âm ở đây im bặt sự kích động cùng vui mừng trên mặt mọi người chợt động lại trở nên cứng ngắc dại ra không khí lập tức trở nên yên tĩnh quỷ dị, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi có thể nghe thấy, chỉ có thanh âm vang vọng mạnh mẽ kia của phán quan quanh quẩn trong thiên điện này, phán quan xuất hiện, chủ động thỉnh tội, điều này làm Tô Dịch cũng chợt cảm thấy bất ngờ, lập tức, bên tai hắn vang lên tiếng của tù đồ, "Tô đạo hữu, không cần kinh ngạc, phán quan lão thất phu này bị ngươi làm cho phục rồi, chờ sau khi ngươi và phán quan gặp, hắn tự sẽ dẫn ngươi đến Táng Tiên Địa, gặp ta một lần." Thanh âm từ đây yên lặng, Tô Dịch hơi cân nhắc, nhìn về phía phán quan cách đó không xa, không biết thỉnh tội trong miệng các hạ, giải thích thế nào, đúng vậy, phán quan đại nhân vì sao phải thỉnh tội, đây cũng là mọi người cao thấp điều nghiệp kiếp nhất mạch cảm thấy hoang mang và chấn kinh, hoàn toàn không thể tiếp nhận, đợi lát nữa, ta tự sẽ cho mệnh quan đại nhân một đáp án, phán quan nói xong, chậm rãi thẳng lưng lên, xoay người nhìn về phía chuyên du thống nơi xa, một trước mắt này, chuyên du thống như ý thức được cái gì, đột nhiên biến sắc, phán quan tiền bối, ngài cùng thủy tổ tộc ta chính là bạn cũ, ngài hẳn sẽ không. Ầm uhm một phần trăng sáng tỏ đột ngột xuất hiện ở đỉnh đầu chuyên du thống trong trăng sáng có thể xét cấm kỵ đỏ tươi chợt đánh xét ra rõ ràng là lôi phạt huyền trúc bảo vật này ban đầu nắm giữ ở trong tay đại trưởng lão trục tinh nhưng lúc này lại căn bản không chịu khống chế đột ngột xuất hiện từ hư không tiến hành chấn áp chém giết đối với chuyên du thống chuyên du thống còn chưa nói xong đã gặp đột kích bực này không khỏi biến sắc ngay lập tức vùng kiếm ngăn cản nhưng nơi này là vạn ếch kiếp địa theo lôi phạt huyền trúc đánh giết Chu Hư Quy Tắc sớm đã theo đó cùng nhau hướng về chuyên du thống trấn áp chém giết, trong chớp mắt mà thôi, chuyên du thống vị tuyệt thế đạo tổ này đã bị đánh giết ngay tại chỗ, hình thần câu diệt, trước khi chết, hắn trừng tròn xoay đôi mắt, vẫn khó có thể tin, không thể tưởng tượng, vì sao phán quan của nghiệp kiếp nhất mạch sẽ hạ tử thủ đối với hắn. Keng, liam kiếm rơi dưới đất, rên rỉ rung trời, trục tinh, thôi cảnh, vi tử, vũ canh các cường giả nghiệp kiếp nhất mạch đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người, kinh nghi bất định, bọn họ cũng đều không rõ vì sao phán quan sẽ giết chuyên du thống điều này quả thực không thể tưởng tượng chỉ có tô dịch mơ hồ hiểu hành động này của phán quan rất có thể là một cái đầu danh trạng chính là vì để mình yên tâm mà tiếp nhận hắn thỉnh tội dù sao chuyên du thống cũng không phải hạng người tầm thường vị tuyệt thế đạo tổ này đến từ thiên khiển thần tộc chuyên du thị bối phận cực cao hắn chết nhất định sẽ dẫn tới trên giới chuyên du thị tức giận một khi cha gia có liên quan với phán quan tất nhiên sẽ hoàn toàn quyết liệt đây là trả giá của đầu danh trạng mà phán quan có thể quyết đoán như thế đánh chết chuyên du thống cũng có thể nhìn ra người này tâm tính kiên quyết nếu mệnh quan đại nhân không chê còn mời theo ta tới vạn ách thần sơn làm khách phán quan nói đến lúc đó mệnh quan đại nhân vô luận có bất cứ nghi ngờ nào ta nhất định lần lượt đáp lại tuyệt không che giấu tô dịch suy nghĩ một chút đáp ứng vạn ách thần sơn trong một tòa đại điện chỉ có tô dịch và phán quan đang uống rượu nói chuyện cường già trên dưới nghiệp kiếp nhất mạch cùng thái hạo linh ngu đều chỉ có thể đứng ở ngoài đại điện chờ phán quan khuôn mặt ôn hòa giọng nói hùng hậu tính tình lại cực kỳ cương nghị trầm ổn là loại hạng người làm việc nghiêm cẩn không thích nói đùa hắn chính là hậu duệ bệ ngạn sinh ra ở thời đại hỗn độn thái sơ tên bệ trần ở trước khi trận chiến định đạo xảy ra đã đảm nhiệm phán quan của nghiệp kiếp nhất mạch lúc ban đầu phán quan bệ trần chính là thủ hạ của mệnh quan đời đầu tiên cũng là huynh đệ giao hào sinh tử nhưng ở sau trận chiến định đạo phán quan bệ trần lựa chọn cống hiến cho người thắng lợi trận chiến định đạo dẫn dắt cường giả nghiệp kiếp nhất mạch đời đời trấn thủ vạn ách kiếp địa nói đến những chuyện cũ này phán quan bệ trần vẻ mặt bình tĩnh nói được làm vua thu làm giặc kẻ định đạo thiên hạ chính là vô thượng chúa tể của mệnh hà khởi nguyên mà kẻ thua tự nhiên không có kết cục tốt gì tô dịch uống một chén rượu từ chối cho ý kiến bệ trần như có chút kỳ quái nói mệnh quan đại nhân không tò mò mệnh quan đời thứ nhất linh độn thảm bại dưới tay định đạo giả mà ta từng là một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của mệnh quan lại vì sao lựa chọn cống hiến cho định đạo giả tô dịch thuận miệng nói năm đó các hạ là phản bội cũng tốt có nguyên do khác cũng thế đều đã là chuyện cũ năm xưa thị phi đúng sai cũng đã không thể khảo chứng, ta tự nhiên không quá để ý. Bệ trần không khỏi nhìn tô dịch thêm một cái, nói, vậy không nói những chuyện này, ta tuy cống hiến cho định đạo giả, nhưng từ khi dận chiến định đạo kết thúc đến nay, vẫn luôn cùng trên dưới nghiệp kiếp nhất mạch trấn thủ ở đây, chưa từng để ý tới việc thế gian nữa, không phải thẹn trong lòng, mà là ta rõ, chỉ có ta đến trông giữ nơi đây, hình quan mới có thể sống. Nghe tới đây, tô dịch không khỏi nhau mắt, lúc trước, phán quan đã chủ động nói đến, tù đồ kia bị trấn áp ở táng tiên địa, chính là hình quan ở trước khi trận chiến định đạo thời đại hỗn độn thái sơ trình diễn dưới mệnh quan nhất mạch có hai chi nhánh phân biệt là nghiệp kiếp nhất mạch hình phạt nhất mạch chúa tể của hình phạt nhất mạch đó là hình quan lúc trước trận chiến định đạo mệnh quan đời thứ nhất chết trận một đám cường giả của hình phạt nhất mạch cũng chết hết chỉ có hình quan bị định đạo giả chấn áp nhốt ở chỗ sâu trong hải nhãn kiếp cư này theo cách nói của phán quan hình quan sống mới có giá trị có thể làm mồi chỉ cần người mệnh quan nhất mạch lại xuất hiện tất nhiên sẽ đến tìm kiếm hình quan như thế liền có thể mượn cơ hội dễ sát mệnh quan nhưng tô dịch trái lại không ngờ phán quan trấn thủ ở đây chỉ vì bảo đảm hình quan có thể luôn sống sót không để tô dịch dò hỏi phán quan đã giải thích đổi làm đám thiên khiển thần tộc kia đến trông giữ hình quan chỉ cần người mạnh quan nhất mạch xuất hiện hình quan lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tính mạng rất lâu trước kia mệnh quan đời thứ hai từng tới hải nhãn kiếp khư lúc ấy ta nếu muốn hoàn toàn có thể lợi dụng hình quan làm mồi ở trong vạn ách kiếp địa này rất tiêu tiền nhưng ta chưa làm như vậy phán quan thở dài một hơi trái lại Lúc trước ở trước khi tiêu tiền ý đồ xâm nhập hải nhãn kiếp khư, đã bị ta khuyên đi, lúc ấy ta còn từng nhắc nhở hắn, trừ phi nắm giữ nét bàn lực hoàn chỉnh, nếu không, đây này đừng tới hồng mông thiên vực nữa, hồng mông thiên vực, đó không phải là một trong bốn đại thiên vực bị liệt vào nơi phàm tục, trong lòng tô dịch kẽ động, chẳng lẽ nói ở hồng mông thiên vực tiên đạo đã đứt kia, còn dấu nguy hiểm không cho ai biết, chỉ thấy phán quan tiếp tục nói, đáng tiếc, tiêu tiền chưa từng nghe ta khuyên, đi hồng mông thiên vực nơi đó một chuyến, tuy nói cuối cùng còn sống quay về, nhưng tâm cảnh đã bị thương nặng không qua bao lâu đã bị các thiên khiển giả kia bố cục diệt sát tô dịch vẫn là lần đầu tiên biết được tiêu tiền thế mà từng đi hồng mông thiên vực hắn đi hồng mông thiên vực làm cái gì tô dịch khó hiểu phán quan hơi trầm mặc lúc này mới nói hồng mông thiên vực tuy là nơi phàm tục lại giấu rất nhiều bí mật cấm kỵ của thời đại hỗn độn thái sơ trong đó có bí mật tiên đạo gãy có bí mật luân hồi biến mất cũng có bí mật có liên quan với con đường của định đạo giả tóm lại so sánh với vận mệnh thiên vực tạo hóa thiên vực cùng xâm la thiên vực hồng mông thiên vực tuy là nơi phàm tục nhưng chôn giấu nhiều bí mật xa không đơn giản như mặt ngoài phán quan dương mắt nhìn về phía tô dịch tư tiền sở dĩ tới đó vì nơi đó là cố hương của hắn tô dịch nhất thời giật mình cảm thấy bất ngờ điều này quả thực quá mức không thể tưởng tượng không như kiếp trước khác tư tiền không chỉ từng tới vận mệnh bỉ ngạn cũng từng băng qua dòng sông vận mệnh sông pha mệnh hà khởi nguyên hơn nữa tiêu tiền ở sau khi chết còn từng trộm một đường thiên cơ mạnh mẽ sống ra kiếp thứ hai ở trên người hắn khắp nơi đều lộ ra kỳ quái và thần bí, cũng nghịch thiên tới cực điểm, nhưng ngay cả Tô Dịch cũng không biết, cố hương của Tư Tiền, thế mà sẽ ở trong Hồng Mông Thiên vực kia. Phán quan tiếp tục nói, ở thời đại hỗn độn thái sơ, bốn đại thiên vực còn chưa thật sự phân chia ra, trong mệnh hà khởi nguyên là một mảng thiên hạ như hỗn độn, lúc ấy, mảng hỗn độn kia chỗ Hồng Mông Thiên vực, từng sinh ra nhiều hỗn độn thủy tổ nhất của thế gian, nhóm nhân vật cấp thủy tổ đầu tiên kia từng mở cửu khúc thiên lộ, phần lớn đều đến từ Hồng Mông Thiên vực. Ngoài ra, nơi đó cũng từng có con đường cổ tiên xuất hiện có cổ tiên nhân hành tàu trong đó đáng tiếc về sau theo tiên đạo đứt đoạn tất cả đều đã thay đổi thẳng tới về sau sau trận chiến định đạo chu hư quy tắc hồng mông thiên vực cũng xảy ra biến hóa kịch liệt từ đó về sau hoàn toàn trở thành nơi đại đạo cấm đoạn như thế giới phàm tục tu đạo giả phân bố trong đó chỉ có tu sĩ hạ ngũ cảnh tuy được coi là lục địa thần tiên nhưng lục địa thần tiên trong phàm tục ở trong mắt chúng ta cũng không khác gì chim non vừa bước lên đường tu hành phán quan một hơi nói rất nhiều quỷ dị cũng ở nơi này vô luận là ai vô luận tu vi cao thấp cho dù thiên khiển giả tới hồng mông thiên vực tu vi cũng sẽ rơi xuống vạn trượng rơi vào trong hàng ngũ hạng ngũ cảnh thậm chí nếu xui xẻo còn có thể trở thành phàm phu tục tử không chỉ như vậy chỉ cần tới hồng mông thiên vực hầu như rất khó từ hồng mông thiên vực rời khỏi nữa ở dưới chù hư quy tắc cấm kỵ quỷ dị cỡ này uy hiếp cũng làm thế gian hầu như không ai dám mạo mội tới lúc trước tiêu tiền có thể còn sống từ hồng mông thiên vực rời khỏi là nhà hắn nắm giữ một bộ phận niết bản lực ở dưới sự trợ giúp của mệnh thư mới cuối cùng giải thoát chu hư quy tắc hùng mông thiên vực giam cầm chạy thoát phán quan nói về sau hắn lại một lần nữa đến hải nhãn kiếp hư gặp ta một lần tô dịch ngẩn ra lộ ra vẻ mặt khó hiểu phán quan lộ ra vẻ mặt hồi ức hắn chỉ nói cho ta không cần bao lâu hắn rất có thể xảy ra chuyện hy vọng có thể gặp hình quan bị trấn áp ở táng tiên niệm một lần phán quan lắc lắc đầu ta từ chối không phải không muốn hỗ trợ mà là một khi hắn đến hải nhãn kiếp hư về sau tất sẽ bị định đạo giả biết như vậy sẽ chỉ hại tính mạng ta cùng hình quan tiêu tiền trái lại cũng chưa tức giận chỉ nhờ ta chuyển một câu cho hình quan giúp hắn hắn nói vĩnh viễn đừng tin tưởng hắn sẽ chết về sau hắn tất nhiên sẽ trở về không chỉ muốn cứu đi hình quan còn có thể phân cái cao thấp thành bại với định đạo giả đáng tiếc hắn lúc trước rời khỏi hỗn độn kiếp hải không lâu thế gian liền truyền ra tin tức hắn bị các thiên khiển giả kia liên thủ bố cục sát hại nghe tới đây tô dịch không khỏi nhíu mày hiển nhiên tiêu tiền ở lúc cả phán quan đã dự cảm được trên người sẽ có chuyện mới sợ muốn ở trước khi gặp chuyện gặp hình quan một lần muốn nhắc nhở hình quan hắn cho dù gặp chuyện về sau cũng sẽ trở về mà tư tiền quả thực đã xảy ra chuyện bị thiên khiển giả liên thủ sát hại bởi vậy có thể phỏng đoán ra tư tiền lúc ấy đã nắm giữ thủ đoạn sống ra kiếp thứ hai tự tin cho dù bị giết chết về sau cũng có thể dùng một loại phương thức khác sống lại tư tiền quả thực đã thành công cũng bởi vậy mới để mình kiếp này cùng tư tiền gặp mặt gặp được tiêu tiền sống ra kiếp thứ hai phán quan yên lặng uống một chén rượu nói điều ta bây giờ nói chờ lúc ngươi gặp được hình quan đều có thể đi lần lượt xác minh sau đó hắn đổi giọng nói những thứ này với ngươi không phải vì tranh thủ tín nhiệm và hào cảm của ngươi trên thực tế lần này ngươi nếu thua ở dưới tay chín thủy tổ thể linh kia ta chỉ sẽ quyết đoán ra tay chấn áp chém giết ngươi tô dịch ồ một tiếng nói một hồi khảo nghiệm đã khiến thái độ của ngươi thay đổi phán quan nghiêm túc đáp lại ít nhất là mệnh quan đời thứ ba Ngươi đã chứng minh mình quả thực không giống với tiêu tiền luân hồi là một cấm kỵ chi đạo ngay cả định đạo già cũng chưa thể nắm giữ mà theo ý ta ngươi về sau đã có hy vọng đi đấu với định đạo giả tô dịch ngần ra sau đó hắn đã hiểu phán quan tất nhiên không rõ trên thân định đạo giả kia có một luồng khí tức luân hồi thậm chí không bài trừ các thiên khiển giả kia cống hiến cho định đạo giả cũng căn bản không rõ việc này suy nghĩ một chút tô dịch nói thẳng nói như vậy người đã quyết ý không cống hiến cho định đạo giả nữa phán quan trầm mọc một lúc lâu nói từ nay về sau cao thấp nghiệp kiếp nhất mạch nguyện cống hiến cho mệnh quan đại nhân tô dịch truy hỏi không sợ bị định đạo giả trách phạt phán quan vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu hắn chưa nói cho tô dịch lúc trước sở dĩ lựa chọn cống hiến cho định đạo giả chỉ là vì bảo toàn tính mạng cao thấp nghiệp kiếp nhất mạch cũng là vì bảo vệ tính mạng hình quan cho nên trong năm tháng quá khứ dài lâu hắn mới sẽ cam tâm chấn thủ ở hải nhãn kiếp khư họa điện vi lao hắn cũng chưa giải thích hắn vẫn luôn chờ đợi một cơ hội vốn hắn từng gửi gắm kỳ vọng cao đối với tiêu tiền đáng tiếc tiêu tiền cuối cùng vẫn thua định đạo giả cũng chưa từng ra tay đã bị các thiên khiển giả kia siết chết tất cả cái này vốn làm phán quan vô cùng thất vọng thậm chí nản lòng thoái chí hoài nghi mình vô số năm tháng ẩn nhẫn chịu đựng rốt cuộc có đáng giá hay không thẳng đến lúc nhìn thấy tô dịch vị mệnh quan tân nhậm này hắn cũng không xem trọng thậm chí so với trước kia càng thất vọng hơn xa một mệnh quan đạo chân cành quả thực quá yếu nhưng sự thật lại khiến hắn cảm thấy bất ngờ chấn kinh không thể tưởng tượng mà thái độ của hắn cũng lần lượt xảy ra thay đổi thẳng đến sau khi tô dịch thi triển bí mật luân hồi thắng lợi ở trong đối kháng với chín vị thủy tổ thể linh kia thái độ phán quan hoàn toàn xảy ra chuyển biến kế tiếp hai người lại uống rượu nói chuyện hồi lâu tô dịch rất có hứng thú đối với định đạo giả nhưng phán quan cũng hiểu biết cực ít hắn thậm chí thẳng thắn thành khẩn mình đời này cũng chưa từng thấy diện mạo thật sự của định đạo giả đại đạo vô hình định đạo giả tựa như đại đạo mọi thứ về hắn sớm từ sau khi trận chiến định đạo kết thúc đã ẩn đi khỏi thế gian nghe nói định đạo giả vẫn luôn tìm kiếm con đường sinh mệnh trong hỗn độn bổn nguyên trong năm tháng quá khứ dài lâu ý chỉ định đạo giả hạ đạt vẫn luôn do nam đại thiên Kiểm thần tộc đến tuyên bố cùng chấp hành bản thân hắn thì gần như chưa từng hiền lộ tung tích nữa chẳng qua phán quan còn nhớ rõ năm đó sau khi tiêu tiền bị giết định đạo giả từng ra tay lúc ấy là vì cấp đi mệnh thư nhưng quỷ dị là định đạo giả lại thất thủ mệnh thư cũng từ khi đó trở đi giống với tiêu tiền từ trong mệnh hà khởi nguyên biến mất chuyện này ngay cả hoàng thế cử cũng không biết mà ở năm năm trước định đạo giả bỗng nhiên hạ đạt một ý chỉ bất thường ý chỉ rất đơn giản định đạo giả làm ra một cái dự đoán rõ ràng tân nhậm mệnh quan nhất định sẽ đến mệnh hà khởi nguyên bảo các thiên khiển giả kia coi là việc lớn hàng đầu đối đãi đồng thời định đạo giả ở trong ý chỉ còn dặn dò kế tiếp mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì vô luận gặp được nguy hiểm cỡ nào đều không thể tự tiện tiến hành liên hệ với hắn cái này tự nhiên rất khác thường nhưng định đạo giả vẫn chưa giải thích cái gì phán quan cũng không rõ định đạo giả vì sao phải dặn dò như vậy nhưng nghe được những thứ này tô dịch lại ý thức được có chút không thích hợp năm năm trước định đạo giả thế mà đã rõ ràng dự phán được mình sẽ đến mạnh hà khởi nguyên phải biết rằng lúc đó mình còn ở trên dòng sông vận mệnh cũng còn chưa từng thật sự phân ra thắng bại với một đám thiên đế chúa từ vĩnh hằng thiên vực kia định đạo giả vì sao dám xác định mình sẽ đến hắn chẳng lẽ đoán chắc mình sẽ không ở trên dòng sông vận mệnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn cần biết lúc trước mình nếu thua mạng cũng không còn lại nào có thể đến mệnh hà khởi nguyên cái này không thể nghi ngờ rất không bình thường đạo hữu nghĩ hẳn rõ ràng lúc trước vị nam tử áo bào và thần bí kia từng mở ra cánh cửa thời không đi tìm tung tích của định đạo giả phán quan đột nhiên nói trong lúc đó, ba người thiếu Hạo Sách, chuyên du thiên võ, sơn hành hư từng băng qua thời không tiến hành ngăn cản, nhưng đều thất bại. Tô Dịch gật gật đầu, trong dặn dò kiếp thứ nhất lưu lại, có từng nói việc này, nhưng ở lúc ấy, gây ra động tĩnh lớn như thế, định đạo giả lại chưa từng xuất hiện, thậm chí chưa từng bị kinh động, cái này không thể nghi ngờ quá khác thường. Phán quan dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, "Đạo hữu có biết nguyên do hay không?" Tô Dịch cũng không giấu giếm, nói, "Định đạo giả kia hẳn là ở giai đoạn bế quan mấu chốt, không cho phép bất cứ sự quấy nhiễu nào." mặc dù có điều phát hiện cũng không muốn chỉ hoãn bản thân tu hành phán quan như giật mình lầm bầm thì ra là thế trách không được thời điểm 5 năm trước định đạo giả sẽ hạ đạt một đạo ý chỉ như vậy hiển nhiên là muốn tiến hành bế quan 5 năm trước hắn đã đoán chắc được ta sẽ đến lại lựa chọn bế quan mà không lựa chọn chờ sau khi giải quyết ta lại tiến hành bế quan tô dịch lộ ra vẻ mặt suy nghĩ xem ra hắn hoặc là không để ta vào mắt hoặc chính là lần này hắn rất có thể thật sự bắt được một cơ hội đặt chân con đường sinh mệnh không thể có sai sót mới sẽ vứt bỏ tất cả, toàn tâm đặt vào trong bế quan, con đường sinh mệnh, cả người phán quan chấn động, mà tô dịch thì nhíu nhíu mày, hắn luôn cảm thấy mình như bỏ sót cái gì, trong lòng loáng thoáng có một ý niệm mơ hồ, lại không nhớ ra được, cuối cùng, tô dịch cũng lời nghĩ nhiều, định đạo giả này quá mức mờ mịt thần bí, ngay cả phán quan cũng biết rất ít, muốn suy đoán ra một số việc, trung quy quá khó, trừ nói đến định đạo giả, tô dịch cũng tìm hiểu một ít chuyện nghiệp kiếp nhất mạch, hình phạt nhất mạch, bất chi bất giác, đã trôi qua hơn một canh giờ một ít nghi hoặc trong lòng tô dịch cũng rốt cuộc đạt được đáp án thân phận quý thanh khê quả thực cực kỳ đặc thù theo phán quan nói tiểu đệ tử này của hắn thực ra là do định đạo giả lựa chọn thời điểm mấy ngàn năm trước định đạo giả chợt hạ đạt một ý chỉ khó hiểu mệnh lệnh phán quan tới một mảng hải vực trong hỗn độn kiếp hải đi tìm một con thanh ngư thu nó làm đệ tử một con thanh ngư kia đó là quý thanh khê về phần định đạo giả vì sao làm như vậy lại vì sao bảo phán quan thu quý thanh khê làm đệ tử thì không có bất cứ giải thích gì phán quan cũng từng nghĩ lại không nghĩ ra thằng đến lúc thấy kiếp thứ nhất lợi dụng mệnh kiếp thiên đăng và hóa long tác mở ra cánh cửa thời không mang quý thanh khê biến thành thanh ngư thả vào trong dòng lũ thời không kia phán quan mới rõ thì ra thông qua một tiểu đệ tử này của hắn thế mà có thể ngược dòng đến nơi ẩn thân của định đạo giả trước kia phán quan căn bản không ngờ tiểu đệ tử tính tình cổ quái này của mình còn có năng lực như thế mà nghe xong những thứ này khiến tôi dịch ý thức được không phải quý thanh khê có năng lực như vậy rất có thể là kiếp thứ nhất ra tay lợi dụng liên hệ nào đó giữa quý thanh khê cùng định đạo giả lần theo nguồn gốc tìm được định đạo giả về phần định đạo giả vì sao phải sắp xếp quý thanh khê ở bên cạnh phán quan có lẽ cũng rất đơn giản làm con mắt cho định đạo giả giám thị nhất cử nhất động của phán quan cũng không bài trừ là vì giám thị hình quan bố cục như vậy lợi hại nhất không gì hơn bản thân quý thanh khê cũng hoàn toàn không biết tình huống tuy nhiên không có khả năng tiết lộ cái gì mà thiên phú của quý thanh khê tựa như tấm gương có thể nhìn thấu bản chất của chư thiên vạn tượng cái này cũng ý nghĩa trong vạn ách kiếp địa vô luận xảy ra bất cứ chuyện gì tự nhiên trốn không thoát con mắt của nàng khi định đạo giả từ trong bế quan tỉnh lại có lẽ chỉ cần tâm niệm khẽ động liền có thể thông qua quý thanh khê con mắt này mang mọi thứ quý thanh khê mấy năm nay nhìn thấy đều lần lượt nắm rõ trong lòng tôi dịch mang phỏng đoán của mình nói cho phán quan phán quan vẫn chưa cảm thấy bất ngờ ngược lại thở dài ta sớm có phỏng đoán như thế chỉ là chưa bao giờ để ở trong lòng dù sao nơi này là vạn ách kiếp địa ngàn vạn năm cũng chưa chắc có người ngoài đến quý thanh khê lại không biết tình huống mặc dù là định đạo giả lưu lại ám tử lại có tác dụng gì tô dịch cười uống một chén rượu chuyện xảy ra những ngày qua rơi vào trong mắt tiểu cô nương không phải đã phát huy công dụng phán quan nheo mắt tựa như đoán ra suy nghĩ trong lòng phán quan tô dịch lắc đầu nói đạo hữu vẫn là giả bộ hồ đồ tiếp tục giữ nàng ở bên người thì tốt hơn đạo hữu sợ đánh rắn động cỏ không ta về sau nếu muốn đối phó định đạo giả thanh khê cô nương liền có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng phán quan ngoài giật mình lại nhịn không được nói thanh khê đã thấy rất nhiều chuyện mà định đạo giả lúc nào cũng có thể phá quan mà ra đạo hữu không lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn tô dịch cười cười nói lo lắng cũng vô dụng phán quan hơi cân nhắc cũng phản ứng lại quả thực nếu định đạo giả phá quan mà ra tất nhiên ý nghĩa đối phương đã đặt chân con đường sinh mệnh đến lúc đó thực lực của định đạo giả còn không biết sẽ khủng bố đến mức nào bây giờ cho dù lo lắng nữa lại có tác dụng gì sau một phen nói chuyện phán quan dẫn theo tô dịch rời khỏi đại điện tới thẳng táng tiên địa gặp được hình quan bị trấn áp trong một mảng u ám kia tô mệnh quan chúng ta rút của gặp mặt rồi hình quan trở thành tù đồ ở lúc vừa gặp mặt đã không khống chế được ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười khàn khàn lại cực hào sàng lộ ra vui sướng khó nén thẳng đến hồi lâu sau hắn mới ngừng tiếng cười nói phán quan có từng trả lời một ít nghi ngờ trong lòng ngươi không tô dịch gật gật đầu trong lòng hắn cũng rất cảm khái năm đó khi ở chỗ sâu trong vạn kiếp tri uyên hắn căn bản không ngờ tù đồ thần bí này lại là hình quan của hình phạt nhất mạch nói từ trên trình độ nào đó hình quan này vẫn là kẻ chứng kiến tiêu tiền trở thành mệnh quan có ân lớn với tiêu tiền tốt phán quan gã này tính tình tuy rất thối nhưng ta hiểu biết hắn kết luận hắn sẽ không nói dối lừa ngươi thứ hắn có thể trả lời ngươi cũng so với ta một tù nhân càng đáng tin hơn xa kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người